Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 276. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Diệp thần vậy nhìn thấu thanh niên mất sức, ở sau lưng hắn vội vàng nói. Để cho hắn dẫn chúng ta rời đi, kéo dài đó là một con đường chết. Hoàng lão thanh âm lại lần nữa truyền tới, một chút tiêu trước cấp bách, Diệp thần thậm chí không nhịn được suy đoán, có lẽ hoàng lão là biết cái này người thanh niên. Được. Thanh niên kia cũng không phải là một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hồ đồ ngu xuẩn người, lúc này gặp mình hạ xuống phía dưới, cũng là liền liền hướng ra phía ngoài di động, tìm kiếm có thể lợi dụng thời cơ. Muốn đi, cũng không như vậy dễ dàng. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời vẫn thần đảo đảo chủ, tầm mắt vô cùng là rộng rãi, nhìn về phía Diệp thần bọn họ hai người ánh mắt, giống như nhìn bằng nửa con mắt bá chủ một phương. Sấm sét phách huy, thần hy phúc trạch, tử lôi lao nhanh. Hóa hình là long. Thanh niên con người đông lại một cái, trong miệng gầm thét, hắn trí nhớ còn có thiếu sót, hôm nay có thể thoát khỏi vẫn thần đảo đảo chủ biện pháp, liền cái này một người tồn tại hắn thức hải bên trong. Mặc dù nói là một đạo cấm thuật, nhưng là lại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hư không ở hắn thần chú dưới, biến dạng ra một đạo 10 phần to lớn lỗ hổng, vô số sấm sét oai, ùn ùn kéo đến từ hư không lối vào chút xuống đi ra. Hắn ấn đường bên trong, chui ra một đạo vô cùng là chói mắt bóng sáng. Vù vù, chàng thanh niên sau lưng hiện ra một tôn tím trắng xen nhau bóng thú, hiển nhiên là tử lôi thần long. Thời khắc này tử lôi thần long hóa là hai cổ tinh thuần năng lượng, không có vào toàn bộ vẫn thần đảo bên trong. Nhất thời, toàn bộ vẫn thần đảo rơi vào một phiến chiến động, trong hư không vô số sấm sét lóe lên. Vô số lôi đình lực toàn bộ truyền bá đến vậy tử lôi thần long trong cơ thể, thực lực lại mạnh lớn một phần. Vậy tử lôi thần long toát ra sáng chói thần quang, đường danh đổi được so với trước kia càng ngưng tụ, gào thét hướng vẫn thần đảo đảo chủ đi. Đây là nhất thời cơ tốt, đi nhanh lên. Hoàng lão thanh âm nói, cái này tử lôi thần long có thể nói là bí thuật, so với giống vậy pháp tướng, uy năng muốn tăng thêm một bậc. Thậm chí có thể nói. Cái này rồng thần trên thực tế là nhờ nuôi ở thanh niên trong máu thịt hung thú hư ảnh, một mực dùng hắn huyết nhục ân cần săn sóc trước. Đi! Gặp rồng thần kéo lại vẫn thần đảo đảo chủ, thanh niên quay đầu, kéo lại Diệp thần, một chân đạp bể hư không, trực tiếp vào hướng một phương hướng đi. Trong một cái chớp mắt này dễ như bỡn khí thế, để cho Diệp thần ở trong tay hắn, giống như là để tuyến tượng gỗ vậy. Đến khi hắn kịp phản ứng, hai người đã ở hư không lối đi. Đang thông hướng không biết tên địa phương. Tiền bối, người vậy rồng thần, còn có thể thu hồi được sao? Diệp thần suy nghĩ một chút, hai người hôm nay bầu không khí có chút lúng túng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện. Không thể, phốc suy. Lại là một ngụm máu tươi từ thanh niên trong miệng văng tung tóe ra. Tím ngẫu nhiên lôi hẳn đã chết. Chẳng biết tại sao, biết rõ đây là cấm thuật, nhưng là biết được tử lôi mất mạng. Trong lòng hắn thoáng qua một vẻ đau buồn. Lúc này, thấy hai người chạy trốn, vẫn thần đảo đảo chủ lửa giận trong lòng mọc tùm, chỉ có nửa thành tu vi lực, cũng dám từ trong tay mình cướp người. Mà vậy tử lôi thần long dài mâu để lộ ra hàn lạnh ý, quanh thân sấm chớp mưa bão lực, đem cả người miếng vảy dọn dẹp đoan chính lóe sáng. Tựa hồ mỗi một phiến miếng vảy cũng so sánh vô cùng thần thông. Vẫn thần đảo đảo chủ quỷ dị trường kiếm ngay tức thì đụng vào rồng thần thân thể bên trên, phát ra ầm rầm thanh âm. Cắt không bể, đánh không nhúc nhích. Cường hãn thân thể lực, để cho rồng thần lấy không sợ chết tư thái, đỡ được vẫn thần đảo đảo chủ nhất kích lại một kích mãnh công. Phá cho ta. Vẫn thần đảo đảo chủ quỷ dị trên trường kiếm, lần đầu tiên kèm theo u lan sắc quy luật lực. Vậy từng đạo quy luật, giống như làn sóng điện như nhau, thông qua trường kiếm. Đưa tới tử điện rồng thần trong cơ thể. Cái này u lan sắc quy luật, so với trước hắn thi triển, lộ vẻ được cao quý đẹp lạnh lùng. Vậy từng đạo làn sóng điện, ở rồng thần thức hải bên trong hình thành từng đạo giam cầm mình xiềng xích. Không có thanh niên ở bên cạnh tiếp ứng, một thú một người chiến tranh, để cho tử điện rồng thần có chút rung động mất sức. Rốt cuộc, vậy làn sóng điện hoàn toàn xóa đi rồng thần trong cơ thể, nguyên bản ác liệt loang loáng miếng vảy. Lúc này ở mất đi lúc ban đầu ánh sáng. Vẫn thần đảo đảo chủ chân đạp rồng thần, tay cầm sát kiếm, cả người nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ vùng biển, đáng chết người xâm lăng, hắn nhất định phải đem bọn họ toàn bộ chém chết. Đi ra cho ta,
Vẫn thần đảo đảo chủ giữ tợn sắc bén thần sắc, để cho đã sớm xa ở ngoài ngàn dặm Diệp Thần đều không khỏi được dùng mình một cái. Thanh niên nhìn về phía Diệp Thần, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, một bộ có ta ở đây, người yên tâm thần thái, tỏ ý hắn nghỉ ngơi một tí. Đi qua cuộc chiến đấu này, Diệp Thần quả thật đã có chút mệt mỏi hết sức. Lúc này có thanh niên này ở bên người, hắn rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi chốc lát. Đến khi Diệp Thần mở mắt lần nữa thời điểm, bọn họ lại đã ở một nơi nhà lá. So với trước nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng đánh nhau, nơi này là hiếm có yên tĩnh. Diệp Thần xoa xoa bả vai, cả người đã chậm rãi ngồi dậy. Người tỉnh, thanh niên cũ nát quần áo còn treo ở một bên, để cho núi kia lửa nướng trước. Ừ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần nhanh chóng khom người thi lễ, đối với hắn mà nói, thanh niên trước mắt nhưng mà đã cứu mình tánh mạng. Ta là một cái nhấc tay, cũng là vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Thanh niên trên mặt mang một chút khoát đạt nụ cười, hướng về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần hơi gật đầu một cái, trong bụng có chút thấp thỏm nhìn thanh niên, tiền bối thật quên mất mình hết thảy. Thanh niên gật đầu một cái, nhiều ít có chút nghi hoặc nhìn bàn tay mình, ta mơ hồ nhớ, nhưng là vừa thật giống như cái gì cũng không nhớ, bất quá, ngươi xem. Thanh niên không chút nào che giấu lộ ra mình trước ngực, nguyên bản bị xuyên thủng thân thể, lúc này đã khôi phục hơn nửa. Mà ở hắn ngực chỗ, màu đỏ chu sa, viết hai cái chính trực chữ huyết thần. Ngươi là huyết thần. Diệp Thần đoán được, cái này chúng thần trong cuộc chiến, thanh thế cũng vô cùng là mênh mông. Có thể bàn việc vạn năm mà không chết người, có lẽ chỉ có huyết thần có thể làm được. Trong truyền thuyết huyết thần, một đêm bạo thể 3.000 lần, như cũ có thể sống ở thiên nhân vực. Ta cũng không biết, thanh niên kia lộ ra vẻ mỉm cười, không quá ta đã từng là ai, cũng đã qua, không phải sao. Diệp Thần nghe được câu này, nhìn về phía huyết thần ánh mắt tràn đầy ánh sáng khác thường, đúng vậy, bỏ mặc ngươi là ai, vậy cũng là chuyện đã qua. Ừ. Thanh niên đem quần áo để xuống, giống như ăn mày vậy phá động áo quần cũng không có để cho hắn cảm thấy không tự tại. Không biết tiền bối tiếp theo, có cái gì dự định? Diệp Thần trong lòng mơ hồ có một chút không nói được mong đợi. Ta, ha ha ha, cùng ngươi một đạo như thế nào? Thấy Diệp Thần yên lặng, thanh niên người ngược lại là cởi mở, dưới mắt ta cũng không nhớ nổi rất nhiều chuyện, cũng không nhận được những người khác, ngươi cứu ta chỉ nguyện ý tin tưởng ngươi. Lúc ấy vì cứu hắn, Diệp Thần không tiếc vận dụng luân hồi huyết mạch và máu tươi, bất chấp cực lớn nguy hiểm, mới đưa hắn khó khăn lắm cứu về. Nếu như huyết thần nguyện ý cùng hắn đồng hành, chỉ cần hắn khôi phục lại mấy phần, coi như là đối với Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, Diệp Thần vậy có tự tin ở không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống, đem bọn họ hai người đánh tan. Có thể tham dự chúng thần trận chiến cường hãn tồn tại, nên là như thế nào để cho người sợ hãi à? Nhanh lên một chút đáp ứng hắn. Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên, mang giật tại bày tỏ vui sướng tình. Diệp tiểu tử, nếu như huyết thần khôi phục lại đỉnh cấp thực lực, có thể giúp ngươi ngang qua thái thượng. Diệp Thần há sẽ không biết cái này huyết thần cường hãn chỗ, lúc này gật đầu liên tục. Ngươi lại yên tâm, nếu là có phiền toái bởi vì ta mà đi tìm tới, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ ở thanh niên trong mắt lại trở thành do dự. Lần này lời nói vừa ra, để cho Diệp Thần có chút sở khóc sở cười. Huyết thần tiền bối, ta kêu Diệp Thần, ta cứu ngươi, ngươi vậy cứu ta hai người chúng ta tới giữa không thể nói ai thiếu ai. Ta cuộc đời này hào phóng, ngươi cứu ta tự nhiên sẽ toàn lực tương báo, cái khác không cần nói nữa, ta nếu dự định đi theo ngươi, liền sẽ lấy ngươi vi tôn. Huyết thần ánh mắt như đuốc, không nhường chút nào Diệp Thần đẩy nữa cởi. Diệp Thần đạt được hắn như vậy cam kết, dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, nơi nào còn sẽ cự tuyệt. Huyết thần tiền bối, ngài nếu không chê, liền cùng tiểu bối cùng ngang dọc thiên nhân vực. Thanh niên gật đầu một cái, hôm nay đã lau chùi sạch sẽ mặt, biểu dương ra mấy phần anh khí, ngạo nghễ cốt đứng thẳng. Cùng lúc đó, thiên nhân vực. Sóng quyệt vân quỷ tinh vân bên trên, cất giấu một khối thế giới. Đen thui mây mù lượn quanh. Đem vậy thế giới che đậy ở vô tận tinh vân bên trên, chút nào không nhìn ra bất kỳ tồn tại dấu vết. Lão quỷ, một tiếng thật thấp gào thét, từ vậy tinh vân dưới truyền tới, nếu như không cẩn thận xem, thậm chí không nhìn ra vậy một đạo cùng hắc ám hòa làm một thể bóng người. Lăn lộn mây mù,
tựa hồ ở cái này kêu gào một tiếng bên trong, rời ra một cái hẹp hẹp lối đi. Người nọ không chút do dự, thân hình chập chờn xuyên qua vậy vô cùng ngưng trầm hắc vụ. Ngươi làm sao tới? Một cái hình dạng khô cằn gầy tiểu lão đầu, đang ngồi xếp bằng ở một gốc cây khổng lồ cây hoa quế dưới. Người nọ thân hình 10 phần hơi nhỏ, một đầu màu trắng mái tóc dài, bị khoác thành búi tóc thật cao buộc ở sau ót, trên mình chỉ là ăn mặc một tầng 10 phần mỏng manh áo quần. Hừ, người cái này lánh đời lão quỷ, phát sinh chuyện lớn như vậy, người lại cũng không biết. Vậy đen thui bóng người, từ thật dài ống tay áo bên trong móc ra một cánh tay, đem trên đầu mình cái chụp đầu tháo xuống, lộ ra một tấm tươi đẹp gương mặt, lại là một người cô gái. Chỉ là cô gái kia thanh âm nhưng có chút to, 10 phần quỷ dị. Đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi tự mình đi một chuyến. Gầy tiểu lão đầu híp mắt, thậm chí cũng không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn phụ nữ kia, chỉ là trầm giọng nói. Vậy vốn nên người nào chết huyết thần, tựa hồ lần nữa thức tỉnh. Cô gái trên mặt lộ ra lau một cái phẫn uất vẻ mặt, tựa hồ đối với chuyện này 10 phần căm tức. Hắn lại tỉnh. Gầy tiểu lão đầu đôi mắt ngay tức thì trợn to, năm đó vì giết chết huyết thần, hắn trả giá giá lớn như vậy, hiện tại, huyết thần lại tỉnh. Tin tức chuẩn xác không? Lão đầu mặt mũi bên trong mơ hồ có chút khao khát. Vẫn thần đảo đảo chủ tự mình truyền tin tới đây, ta cũng bị sợ hết hồn. Hừ, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Chạy! Lão đầu lúc này nhìn về phía người phụ nữ ánh mắt tràn đầy tàn bạo ác độc, các ngươi là thế nào làm việc? Chỉ như vậy để cho người ở mí mắt phía dưới chạy trốn. Ngươi lúc này nổi giận có ích lợi gì? Người phụ nữ hiển nhiên cũng không ý kỵ lão đầu kia, thô thanh thô khí nói, vẫn thần đảo vị kia nói lúc ấy có người tới cướp đoạt kiếm gãy, huyết thần sử dụng cấm thuật, là sấm sét rồng thần kéo lại hắn. Lão đầu gật đầu một cái, đây cũng là hắn thường dùng thủ đoạn. Bất quá có một chút địa phương kỳ quái, hắn thật giống như mất trí nhớ. Cô gái đem vẫn thần đảo đảo chủ truyền về cùng huyết thần đối thoại lần nữa nói một lần. Lão đầu kia bàn tay thay đổi, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đóa quế hoa, u mùi thơm khắp nơi. À, lại có chuyện như vậy. Lão đầu kia có chút lưu luyến nuốt hút cái này quế hoa trên yếu ớt ánh sáng vàng, hoa kia bao bên trong có đối với thân xác cực kỳ tốt quy luật. Ừ, chúng ta suy đoán có thể là bởi vì cái này vạn năm tới trói buộc, đối với hắn toàn bộ thân thể sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Năm đó nếu như không phải là Xích Tôn chết sớm, chúng ta đám người này cũng sẽ không đến hôm nay cũng không làm gì được hắn. Cô gái nghe lời nói này, mặt mũi tới giữa cũng có chút không biết làm sao, nếu như không phải là vậy chúng thần cuộc chiến trước thời hạn đến, có lẽ bọn họ đem đi lên con đường bất đồng. Tiếp theo các người định làm như thế nào? Bị lão đầu kia hút hầu như không còn quế hoa, lúc này đã hóa là một đạo hư vô màu xám đen bụi bặm, ở cả thế giới bên trong hóa là cây hoa quế chất dinh dưỡng. Vẫn thần đảo đảo chủ từng nói, huyết thần là theo chân vậy đánh cắp kiếm gãy người cùng nhau rời đi, tìm được cái đó trộm kiếm người, liền có thể tìm được huyết thần. Phái môn hạ đệ tử đi vẫn thần đảo xem một chút đi. Cái đó đánh cắp kiếm gãy người, là vậy thật ngoan cố người sao? Không biết, vẫn thần đảo đảo chủ chưa nói, hắn chỉ nói đó là một người còn chưa đủ trăm năm yêu nghiệt, bất quá từ thiên phú và tu vi tới xem, tựa hồ có chút giống gần đây ở Bắc Lăng Thiên Điện ra đời yêu nghiệt Diệp Thần, dưới mắt còn không xác định. Chưa đủ trăm năm tu luyện yêu nghiệt, lão đầu kia thần sắc có chút kinh ngạc, có thể đem kiếm gãy lấy đi người, lại vẫn không tới trăm tuổi. Không nghĩ tới lánh đời nhiều năm như vậy, thế gian lại xuất hiện như vậy tồn tại, có lẽ hắn so năm đó huyết thần, còn kinh khủng hơn. Ngươi không khỏi đối với hắn đánh giá quá cao, cô gái nhíu mày một cái, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe được lão quỷ đối với người nào đánh giá cao như vậy. Để cho đệ tử chú trọng điều tra vẫn thần đảo trên có hay không thật ngoan cố người, ta hoài nghi những năm này, bọn họ đã có chút không kiềm chế được, lão đầu nhìn vậy cây hoa quế phía dưới lũ lũ kẽ nứt, cái này câu thông hai cái không gian lối vào, gần mấy trăm năm qua đã bắt đầu sinh ra kẽ nứt, lộ vẻ có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Ta sẽ phái người đi qua. Ngoài ra, ta lần này tới đây, hắn có lời để cho ta mang cho ngươi. Cô gái có chút do dự nói. Trên thực tế nàng cũng không muốn làm hai người truyền âm thùng, nhưng mà cái này hai cái quật cường thêm không nhượng bộ người, nàng một cái cũng khuyên không được. Ta không muốn. Còn không đám con gái cầm truyền lời nội dung cho biết, lão đầu đã lần nữa nhắm mắt lại, một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau dáng vẻ.
ngươi vẫn là như vậy. Cô gái cười khẽ một tiếng, hai tay nhẹ hay che miệng, nhưng là vậy tục tằng thanh âm cùng người đẹp này kết hợp với nhau, thật sự là quá mức quỷ dị. Ta nhắc lại ngươi, kiếm gãy người, vậy phải chú ý, có lẽ huyết thần mới là hắn mục đích, nếu không lấy huyết thần thương thế, làm sao sẽ như vậy nhanh chóng khôi phục. Lão đầu tâm tư kín đáo, trong lúc nói chuyện, đã suy đoán ra rất nhiều có khả năng. Người phụ nữ gật đầu một cái, người yên tâm, ta sẽ chuyển cáo hắn. Hừ, lão đầu từ cánh mũi bên trong phát ra một tiếng giễu cợt cười khẽ, hắn cũng không để bụng phụ nữ kia người sau lưng ý tưởng. Dù sao lấy trước, hắn và vị kia cùng thao túng qua một cái vô cùng cuồn cuộn bố trí. Cái đó bố trí, quan hệ đến lúc ấy vực ngoại hạo kiếp. Vậy quan hệ đến vậy trận ẩn núp trong lịch sử chúng thần cuộc chiến. Cùng lúc đó, vẫn thần đảo. Đảo chủ, đã mất đi huyết thần hành tung. Đỏ tươi vùng biển lăn lộn, một đầu linh thức đã hoàn toàn mở ra u minh huyết thú từ trong biển máu phủ du đi ra, nhìn vẫn thần đảo đảo chủ, có chút sợ hãi nói. Đồ vô dụng. Vẫn thần đảo đảo chủ lửa giận mọc tùm, ống tay áo một phung, đã đem máu kia thú quét vào biển máu bên trong. Đường đường vẫn thần đảo đảo chủ, vì sao nổi giận lớn như vậy à? Một đạo vô cùng diêm dúa lòe lòe quyến rũ bóng đẹp từ trong hư không bước ra, sau lưng nàng là một tên rất có dương cương mùi vị người đàn ông đồng hành. Các ngươi tới. Ừ, song diện tôn giả nhận được tin tức, để cho ta hai trước người tới xem huyết thần cái này uy lực còn lại. Phụ nữ kia không nói một câu, sóng mắt lưu chuyển nhìn vẫn thần đảo đảo chủ, tựa hồ thấy hắn liền vô cùng là động tình vậy. Thu hồi ngươi mị hoặc thuật, đối với ta không dùng. Vẫn thần đảo đảo chủ nóng nảy bốc lửa, lúc này bị Diệp thần và huyết thần khí được cắn răng rậm chân, nơi nào có tâm tình cùng nữ nhân này lá mặt lá trái. Ai u, lớn như vậy hỏa khí à, ta thật tốt sợ à. Cô gái quay đầu hư hư dựa vào hướng một bên nam tử kia mặc cho nàng ngón tay nhỏ nhắn ở mình ngực hoạt động, sắc mặt nhưng là một như thường lệ bình tĩnh, hoàn toàn không chịu đầu độc. Chúng ta là tới làm tránh sự, tôn giả còn ở chờ chúng ta trả lời. Nam tử tiếng như chuông lớn, lời vừa nói ra, cũng đem phụ nữ kia kéo trở lại mấy phần lý tính. Vĩnh viễn như vậy nghiêm trang, thật là không thú vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ đôi mi thanh tú khều một cái, bóng người đã hướng nguyên bản giam cầm huyết thần thạch bích đi. Vậy gãy lìa súng trường bị người tùy ý vứt ở trên mặt đất, ngắn thời gian ngắn, đã kèm theo một chút gió cát. Hơi thở này. Không đúng. Người phụ nữ dùng sức hô hấp, tựa hồ có thể ước chừng từ không khí bên trong, là có thể cảm giác được người kia chiều hướng. Hừ, đó chỉ là một thủy nguyên cảnh tiểu tử. Vẫn thần đảo đảo chủ ánh mắt lạnh lùng, Diệp thần lá bài tẩy nhiều, để cho vẫn thần đảo đảo chủ đều có chút liếc mắt. Một cái chính là thủy nguyên cảnh tiểu tử, không đơn thuần có thể thông qua vẫn thần đảo chỗ sâu, tránh được tinh thạch cự thú, vẫn có thể từ tay mình trên thành công chạy khỏi. Để cho mặt mũi của hắn mất hết. Hắn không có như thế đơn giản. Hai vị tôn giả đã từng đối với cái này súng trường bày qua cấm kỵ, bị xuyên qua súng trường vết thương không cách nào khép lại. Ta thấy hắn thời điểm ngực hắn đã bằng phẳng, không nhìn ra thương thế. Vẫn thần đảo đảo chủ nhớ lại nói, ban đầu mặc dù hắn vậy giật mình tại huyết thần lại hạ xuống, không quá nhiều chú ý huyết thần dung mạo, nhưng là lần này nhớ lại, khi đó hắn cũng không có nghiêm trọng ngoại thương. Hừ, thằng nhóc này cổ quái rất, chẳng lẽ là một vị thần y? Người cùng thằng nhóc kia lúc giao thủ có từng cảm giác được khí tức gì? Cô gái lần nữa hỏi, hắn nếu sách đến nhà trưởng bối, có lẽ hắn vậy cùng chúng ta như nhau, có tổ tiên đã từng tham dự vào cái này chúng thần trong cuộc chiến? Không có, nhưng là ta nhiều lần cảm nhận được hắn thật giống như rất do dự, có lúc sẽ tức giận, nhưng cái này cái tức giận nhưng không chỉ là đối với ta. Ý ngươi là trên người hắn có cái khác thần niệm phụ. Có khả năng này, không quá ta không có cảm giác được. Có lẽ thực lực xa cao hơn ta. Dương cương nam tử dửng dưng bả vai run một cái, nói những thứ này làm gì. Quản hắn cái gì thế lực sau lưng, trực tiếp xiết xong việc. Đạo chủ, chúng ta hãy đi về trước cho tôn giả phục mệnh, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem vậy hai người chém chết. Vẫn thần đảo đạo chủ gật đầu, ta tự nhiên vậy sẽ như vậy. Làm trái ta vẫn thần đảo luật sát người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài ra, tôn giả để cho chúng ta chuyển cáo ngươi, đối với ngươi biểu hiện lần này, cực kỳ bất mãn.
hư không lại lần nữa biến dạng, người phụ nữ nhặt lên trên đất súng trường, đi theo vậy dương cương nam tử, biến mất ở hư không kẽ nứt bên trong. Vẫn thần đảo đảo chủ như có chút xui nhìn cái này hai vị biến mất bóng người, ánh mắt âm ngoan ác độc, toàn bộ vẫn thần đảo biển máu vùng biển, lúc này biển máu sôi trào, vẫn thần đảo đảo chủ căm giận ngút trời rung động ra vô số phá sập điểm sáng. Bất mãn, hắn môi hình không tiếng động giật giật, có chút ẩn nhẫn lửa giận bộc phát ra, hắn hai tay xít sao nắm chặt đứng lên, rồi sau đó, đột nhiên giận dữ hét, huyết thần, còn có cái đó vô liêm sỉ tiểu tử, ta nhất định phải giết các ngươi. Vốn có chút nóng bỏng vẫn thần đảo, lúc này lại mạ lên một tầng mưa dầm mưa lất phất cảm giác. Tựa hồ từ trên trời hạ xuống có vô số băng sương nước mưa, đem toàn bộ hư không cũng thấm nhuần lên một tầng vừa dày vừa nặng hơi nước. Vẫn thần đảo đảo chủ có chút sợ bất tỉnh ngẩng đầu nhìn hư không, vậy nước mưa thấp xuống, lại là mang một chút thái thượng ý. Chẳng lẽ, thái thượng thế giới, có người đột phá trói buộc, đáp xuống thiên nhân vực. Hắn ngưng thần xem chừng, hộ thể thần thông đã từ lòng bàn chân từ từ bay lên, vô hình thần hồn lực giống như bình phong che trở vậy, bọc lại hắn thân thể. Vẫn thần đảo đảo chủ. Một đạo thanh âm không linh từ hư không truyền tới, thái thượng hơi thở mang huyền diệu hơi thở. Từ trên trời hạ xuống. Vẫn thần đảo đảo chủ lúc này tựa như cùng là bị thứ gì đinh trên mặt đất liền như nhau, hắn hoảng sợ phát hiện mình bảo vệ che chở, sẽ ở đó thanh âm cô gái vang lên ngay tức thì, hóa là mảnh vỡ. Ngươi là ai? Vẫn thần đảo đảo chủ thanh âm đã mang một chút sợ hãi cùng áp lực, là như vậy như nghẹn ở cổ họng cảm giác hít thở không thông, chèn ép hắn cả người thần kinh. Là ngươi muốn giết Diệp thần sao? Từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống. Một bình vô cùng là tuyệt đại thép dù, vô căn cứ xuất hiện, phía trên còn tản ra khí tức rét lạnh, vậy vô cùng thấu xương băng xương uy năng, giống như mưa đá như nhau phủ ở thép dù bên trên. Dù cạnh trên móc câu bên trên khâu chưa oánh oánh trong suốt băng hoa. Hạ xuống người lại là thân độ uyển nhi. Hôm nay thân độ uyển nhi, hơi thở hơn nữa ngưng tụ, cả người giống như một bình hàn băng lưỡi dao sắc bén, nhìn về phía vẫn thân đảo đảo chủ ánh mắt hàn liệt như sắt. Diệp thần nếu như gặp cho tới bây giờ nàng, nhất định sẽ xúc động cùng ban đầu ở biển sâu đuổi giết mình nàng, chừng như hai người. Cái này thái thượng thế giới chân bảo thật sự là quá mức đẫy đà, thần độ uyển nhi vậy ở trong đó thu được cơ hội lớn, thực lực có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Ta hỏi lần nữa, ngươi nhưng là phải giết Diệp thần. Vẫn thần đảo đảo chủ cưỡng ép muốn điều khiển mình đi đứng cách xa cái này tôn sát thần, thế nhưng rơi trên mặt đất bên trên nước mưa, lúc này lại kết thành băng xương tầng. Đem hắn cả người giam cầm ở trong đó. Ngươi nói là cái đó sông vẫn thần đảo tiểu tử. Vẫn thần đảo đảo chủ cấp mới mọc tùm, hai con mắt một hồi loạn chuyển, cho tới nay dẫn lấy làm hãnh diện thần hồn công kích, ở thân độ uyển nhi trước mặt, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau, không có chút nào tác dụng. Hừ, thân độ uyển nhi trên mình hoàng sam phiêu mang quét qua hư không, thân hình thoáng qua tới giữa đã gần sát vẫn thần đảo đảo chủ mặt. Ta không biết hắn người là của ngài, ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu như ta biết hắn xuất từ Thái Thượng Thế Giới, tuyệt đối không dám đánh hắn chú ý. Thân độ uyển nhi nghe được câu nói đầu tiên, trên mặt lộ ra tựa như cười không cười phức tạp vẻ mặt, Diệp thần là nàng người. Khả năng này là toàn bộ thiên nhân vực chuyện Thiếu Lâm tức cười nhất. Người ta, không sai, ta thân độ uyển nhi muốn giết người, người liền lo nghĩ tư cách cũng không có. Thép dù lúc này hóa là trường mâu hình thái, lấy vô cùng minh mông tư thái, trực tiếp cắm vào vẫn thần đảo đảo chủ ngực. Nhập vào cơ thể mà qua trường mâu bên trên, nguyên bản hẳn tung tóe máu, lúc này giống như động lại vậy, cùng vẫn thần đảo đảo chủ thân thể cùng hóa là băng gai. Diệp thần, người có biết người chọc tới hơn phiền toái lớn. Thân độ uyển nhi nhìn vẫn thần đảo đảo chủ thi thể, mặt mũi tới giữa nhưng không có chút nào vẻ vui thích, mới vừa hai người kia không cách trước khi đi. Nàng thật ra thì cũng đã đến. Chỉ bất quá vậy cô gái xinh đẹp bằng thân pháp thông chân bảo thật sự là quá nhiều, nàng cũng không có 100% chắc chắn lưu lại hai người, chỉ có thể ẩn mà không phát. Hôm nay, hai người đã mang có Diệp thần nhân quả dấu vết súng trường trở về phục mệnh, Diệp thần nguy cơ. Thép dù tựa hồ bị loại nào đó nguyên lực rung động, thân độ uyển nhi chỉ cảm thấy được lòng bàn tay tê dại. Làm mẫu thân, ở vào thái thượng thế giới thân đồ thiên âm. Tự nhiên đã suy đoán ra thân độ uyển nhi cuốn vào Hồng Thiên Kinh cùng Diệp thần nhân quả, vì bảo vệ con gái, liền ở thép dù bên trên làm một chút khí linh liên lạc.
Một khi nàng cảm giác được gặp nguy hiểm, liền sẽ chập chờn chấn hồn linh, thông qua thép dù nhắc nhở thân Đồ Uyển Nhi. Thân Đồ Uyển Nhi rõ ràng nhất định là vậy vẫn thần đảo đảo chủ tin chết, để cho hắn người sau lưng biết được, đưa tới nhân quả dấu vết. Chỉ bất quá, là người nào, có thể làm cho mình mẫu thân như vậy tồn tại, cảm thấy là loại cực lớn nguy hiểm. Nhưng là liền mẫu thân cũng sợ hãi thế lực, Diệp Thần nên như thế nào đối kháng đâu. Thân Đồ Uyển Nhi đối với Diệp Thần cảm tình là phức tạp, theo lý thuyết Diệp Thần trợ giúp người khác đoạt đi nguyên bản thuộc về nàng chân bảo, hơn nữa lại từng khinh bạc cùng nàng, nàng vốn là tức giận, hận giết không được sau đó mau. Nhưng trước kia Diệp Thần không sợ chết bảo vệ ở mình trước mặt, để cho nàng lần đầu tiên trừ đối với công pháp ra, sinh ra những thứ khác hứng thú. Mà nàng 10 phần xác định, nàng cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thần. Vậy như có như không hảo cảm, giống như là mọc lên ở nàng tim phổi bên trên, cho nên hết bệnh, nàng thời gian đầu tiên liền quay trở về thiên nhân vực. Thậm chí lần đầu tiên cùng mẫu thân nói láo, lấy sợ hãi Hồng Thiên Kinh làm lý do, để cho mẫu thân thông qua cấm thuật, ngắn ngủi tiếp xúc tiến vào thiên nhân vực trói buộc, để cho nàng có thể chấm dứt đối với đứng đầu thực lực trở về. Một bước vào thiên nhân vực, nàng liền cảm giác được Diệp Thần gặp nguy hiểm. Liều mạng đi cái này cực tây chi địa. Như vậy trần trụi tình cảm, ở huyết thần mang Diệp Thần chạy trốn sau đó, nàng cũng không dám xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nàng nhưng là phải giết Diệp Thần người à, tại sao có thể ngược lại bảo vệ hắn? Thân Đồ Uyển Nhi là quấn quýt, cũng là mâu thuẫn, nhớ tới Diệp Thần, nàng nguyên bản đơn giản cố chấp võ đạo chi tâm, cũng đổi được do dự dự. Không được, ta cần phải nói cho hắn một tiếng. Hắn chỉ có thể chết ở trên tay ta. Người khác, không có tư cách. Cái này thế lực sau lưng nếu cường hãn như vậy, Thân Đồ Uyển Nhi nói gì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, không hữu hiệu lý do gì, nàng vẫn muốn nhắc nhở một hai. Thép dù thu thập, toàn bộ vẫn thần đảo trên hơi nước tản đi, Thân Đồ Uyển Nhi bóng người vậy biến mất ở trong hư không. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết vẫn thần đảo lên hết thảy. Nếu như biết, Diệp Thần diễn cảm sợ rằng sẽ cực kỳ cổ quái. Hôm nay, huyết thần mặc trên người trước Diệp Thần cho quần áo hắn, ngồi xếp bằng ngồi, đang khôi phục hắn nội tức. Cưỡng ép sử dụng cấm thuật, để cho hắn cả người linh lực nguyên khí khôi phục vô cùng là chậm chạp, có thể nói là tốc độ rùa. Diệp Thần thì ngồi một bên, trong tay kiếm gãy bị hắn cầm ở trong tay, cẩn thận tường tận. Mặc dù chỉ là một bình kiếm gãy, phía trên đường vân lộ vẻ được phá lệ huyền diệu u áo, hắn cho tới bây giờ không có ở bất kỳ trên cổ tịch thấy qua. Ti ti lũ lũ hắc ám khí, từ vậy đường vân chúng quyền quyền ra. Chỉ là nhìn chằm chằm xem, thời gian một dài, Diệp Thần cũng cảm thấy thức hải bên trong một hồi hoảng hốt. Thật giống như Hoang lão mà nói, đây là một bình mang đặc thù khả năng kiếm gãy. Như vậy uy năng, cũng có thể phá vỡ lòng đất lồng bảo hộ, đến lúc đó, hắn liền có thể thuận lợi đạt được thần ấn. Bất quá có thể làm cho Hoang lão lo nghĩ kiếm gãy, nhất định không có như thế đơn giản. Phong tiền bối. Diệp Thần thần thức đã trở lại luân hồi mộ địa bên trong, giơ cao kiếm gãy, đứng ở Phong Thiên Thương mộ bia trước. Lại có chuyện gì? Phong Thiên Thương thần sắc có chút sửng dưng, đạo vô cương đã bại, vậy mấy chục người bỏ mạng hồn, cũng coi là có an ủi, bất quá hắn tâm tình nhưng không có trong tưởng tượng ung dung. Hắn biết đạo vô cương, cũng không phải là như vậy âm hiểm xảo trá tiểu nhân, cái này làm cho hắn lặp đi lặp lại nghĩ tới nghĩ lui sau đó. Thậm chí hoài nghi có phải hay không sau lưng còn có thao túng người. Tiền bối, ta lấy được cái này cầm kiếm gãy, muốn biết cái này kiếm gãy bên trong hay không còn có kiếm linh, ngài có thể hay không giúp ta liên thông một tí khí linh. Diệp Thần không che giấu chút nào nhìn một cái cách đó không xa xiềng xích mộ bia. Từ bọn họ rời đi vẫn thần đảo, Hoàng lão cũng chưa có lên tiếng nữa, Diệp Thần vốn là đối với hắn giấu giếm chuyện của mình 10 phần nổi nóng. Hôm nay càng thì không muốn nếu lại lý biết cái này âm hiểm thế gian cấm kỵ. À, Phong Thiên Thương ở đó kiếm gãy bên trên, đánh hơi được một chút không giống nhau khí linh thần vận, ánh mắt mộ sáng lên, để cho ta xem. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu, đem vậy kiếm gãy phù không. Phong Thiên Thương trong hư không bóng dáng, hai tay kết ấn, trong miệng khạc ra vô số khí linh lời nói, hai ngón tay gian tựa hồ hình thành một đạo màu bạc trắng sợi tơ. Giống như hơi khói vậy, ti ti lũ lũ hướng về phía kiếm gãy đi. Kiếm gãy quanh thân kịch liệt rung động, nồng nặc hắc khí đang chống đỡ màu trắng bạc sợi tơ xâm lược.
Màu trắng bạc sợi tơ cũng không có trực tiếp rạch ra hắc khí, ngược lại là một loại vô cùng là bao dung tư thái khuếch tán ra, đem toàn bộ thân kiếm gói lại, tản ra vô cùng là an toàn thư thích thêm yên lặng ánh sáng mềm. Kiếm gãy run run, ở nơi này ánh sáng mềm bọc dưới, chậm rãi ngưng lại, tựa hồ ở nơi này ánh sáng mềm bên trong vậy mười phần thích ý như nhau. À! Phong Thiên Thương đột nhiên quát to một tiếng, hư ảnh tựa hồ mờ đi mấy phần, sắc mặt đổi được vô cùng trắng bệch. Nguyên bản bọc lại kiếm gãy ánh sáng mềm, ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là kiếm gãy bên trong hàm chứa vô cùng nhọn mà vừa kinh khủng màu đen căn nguyên lực. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng đem kiếm gãy thu. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Diệp tiểu tử, cái này kiếm gãy bên trong giấu kiếm linh, hung ác lực bạo tăng, hơi thở cực kỳ khủng bố, tựa hồ ẩn chứa trong đó vô tận ma khí. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu tình trên mặt càng ngưng trọng. Hắn cũng biết, vậy thế gian cấm kỵ muốn tìm đồ, tại sao có thể là cái gì thiện khí, không mang theo hủy diệt ma khí mới lộ vẻ được kỳ quái. Thật may chỉ là kiếm gãy, nếu như là hoàn chỉnh trường kiếm, vậy ta cái này thần niệm, chỉ sợ là muốn tống táng ở nơi này kiếm gãy bên trên. Phong Thiên Thương lòng vẫn còn sợ hãi nói, kiếm linh kia cậy mạnh mà không nói phải trái, đi lên chính là đoạt mệnh oai, hung ác ma khí xuyên người ra, may là hắn cái này khí linh cao thủ. Có kinh nghiệm phong phú, mới có thể khó khăn lắm né tránh xuống. Khó trách Hoàng lão mắt thấy Diệp Thần để cho Phong Thiên Thương kể cả kiếm gãy khí linh, vậy không chút nào cắt đứt ý, hiển nhiên hắn đối với cái này kiếm gãy khí linh là vô cùng hiểu. Nghĩ tới này, Diệp Thần nhìn về phía vậy xiềng xích mộ bia rõ vẻ mặt, hận không phải nghĩ phải đem hắn một kiếm chém. Bất quá tiểu tử, cũng coi là ngươi may mắn, ta từng ở trên mình ngươi cảm giác được hoang ma thiên kiếm mùi vị. Có lẽ ngươi cái này kiếm gãy, cùng ngươi vậy hoang ma thiên kiếm có chút nhân quả liên lụy. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn hoang ma thiên kiếm hôm nay còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như có thể có được tăng lên, tại hắn mà nói đem lại thêm một đạo cường hãn lá bài tẩy. Ngay tại Diệp Thần vui mừng lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong nhưng truyền đến một giọng nói. Hừ, lão phu bội kiếm, còn có thể để cho ngươi chính là một khí linh đại sư cho câu thông. Cũng chính là chỉ còn lại nửa kiếm linh, nếu không dám mơ ước thần kiếm, người khí linh chi đạo, vậy đến đây chấm dứt. Hoàng lão thanh âm nói khoác mà không biết ngượng ở luân hồi mộ địa bên trong vang lên. Phong Thiên Thương mặt đầy lửa giận, mặt xanh đỏ không nhận, một hơi khó chịu vắt ngang ở trước ngực, nếu không phải sợ hãi hoàng lão hung danh, hắn có lẽ đã sớm ra tay, dưới mắt chỉ có thể rất miễn cưỡng khắc chế, không phát một lời. Diệp Thần trong lòng có chút không vui. Vẫn thần đảo chuyện, hắn còn không có tìm hoang lão tính sổ, tên này vẫn còn có mặt mũi lên tiếng đe dọa Phong Thiên Thương tiền bối. Hừ, hoang lão đánh thật là tốt tính toán à, nếu như Phong Thiên Thương tiền bối không có tránh thoát kiếm linh này nhất kích, có lẽ ta sẽ nghĩ đủ phương cách đi cứu hắn, mà ngươi liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi, hoàn thành sống nhờ, cũng hoặc là có thể nói là đoạt xác. Thằng nhóc, ngươi suy nghĩ quá nhiều, lần trước giúp ngươi đã hao phí ta toàn bộ năng lực, nếu không lần này, ta nói gì vậy sẽ cứu ngươi. Hoàng lão vừa nghe Diệp Thần lạnh như băng giọng, trong lòng biết thằng nhóc này tồn tức giận, liền vội vàng nói. Phải không, tiền bối kia là cố ý không nói cho ta vậy vẫn thần đảo còn có đảo chủ bảo vệ, nếu như không phải là bởi vì ta chân trước cứu huyết thần, chân sau ta có thể cũng chưa có mệnh ở chỗ này bên cạnh thế hệ nói chuyện. Ta nhiều lần nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không đi cứu vậy huyết thần, chúng ta là có thể trước khi hắn trở lại rời đi. Hoàng lão lời vừa nói ra, hiển nhiên là đối với vẫn thần đảo đảo chủ làm tức vô cùng rõ ràng. Xem ra hoàng lão đối với kiếm gãy tìm, không phải một ngày hai ngày. Diệp Thần trơ cháo không cười nói, hoàng lão hư hư thật thật mà nói, hắn một câu cũng không tin. Thậm chí hắn bây giờ hoài nghi, nếu như mình bị vẫn thần đảo đảo chủ giết chết, vậy hoàng lão thời gian đầu tiên liền sẽ chiếm theo mình thân thể. Thằng nhóc, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi. Vẫn thần đảo bên trên dính dấp rất nhiều thế lực, ta lựa chọn thời gian là cao nhất tiến vào thời gian, có thể để cho ngươi trở lui toàn thân. Diệp Thần lạnh lùng đứng ở hắn mộ bia trước. Bất quá ngươi nếu không phải là đi cứu người, làm trễ nãi thời gian, lúc này mới đưa tới vẫn thần đảo đảo chủ, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, nhất định có thể đem hắn trực tiếp vẫn giết. Diệp Thần diễn cảm lãnh đạm, nói thẳng, nhưng là, ngươi cũng không có ra tay, nếu như không phải là ta đi cứu hạ huyết thần. Có thể, ta hiện tại chính là một cổ thi thể lạnh như băng. Bỏ mặc nói thế nào,
ít nhất ngươi bây giờ còn chưa có chết. Hoàng lão nói xạo, tựa hồ là không muốn lại cùng Diệp thần tranh cãi, bất quá, lão phu hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi vì cứu hắn, chọc tới người, không thể khinh thường. Vậy trận chúng thần cuộc chiến, liên quan đến thế lực cũng không có thiên điện đơn giản như vậy. Là bởi vì là cứu hắn, vẫn là bởi vì trộm kiếm đâu. Diệp thần mặt đầy phúng gai, Hoàng lão bị hắn nghẹn một cái, trong chốc lát không nói ra lời, dẫu sao chuyện này, thực ra là hắn đối lý. Tốt lắm, bỏ mặc nói thế nào, đây là chúng ta giao dịch, nếu đã lấy được, vậy ngươi liền chôn ở ta cái này mộ bia dưới đi. Diệp thần giờ phút này nhưng là không nhúc nhích thân, mà là hai tay ôm ngực nói, ngươi hai lần bẫy gạt cùng ta, còn muốn ta đem cái này hung ác kiếm chôn ở ngươi mộ bia dưới, nằm mơ. Ngươi là muốn hủy ước. Hoàng lão thanh âm đổi được sắc bén, bao hàm lạnh như băng cùng ý uy hiếp. Hủy ước, không, ta đã hoàn thành giao dịch, Diệp thần vẻ mặt xuất hiện một chút giống nhau giảo hoạt, đáp ứng ban đầu ngươi là giúp ngươi đoạt được kiếm gãy, hiện tại kiếm đã nơi tay, ta đã hoàn thành giao dịch. Ngươi không nói chữ tín. Hoàng lão tức giận thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền tới, vậy vô cùng ngang ngược ma phách khí, làm cho cả luân hồi mộ địa một hồi rung động. Ta chỉ là noi theo tiền bối hành vi mà thôi. Diệp thần đúng mực, coi như là Hoàng lão mạnh hơn đi nữa, hôm nay cũng bất quá là ở nhờ ở luân hồi mộ địa bên trong, sống nhờ người, cần gì phải sợ hãi. Diệp thần, ngươi sẽ hối hận. Hoàng lão cuồng bạo thanh âm vang lên, ngươi luôn sẽ có chủ động cầu ta đem kiếm gãy chôn ở mộ bia dưới ngày hôm đó. Diệp thần lông mày nhướn lên, đi nhìn. Rất nhanh, Diệp thần thần thức đã rời đi luân hồi mộ địa. So với Hoàng lão, hắn là tự do, quyền chủ động vẫn luôn là nắm ở trong tay hắn. Mặc dù Nhâm tiền bối một mực để cho mình chú ý Hoàng lão, nhưng nếu Hoàng lão là kinh khủng như vậy lai lịch, vì sao không lợi dụng? Diệp thần, hắn nói, còn cần để ở trong lòng. Huyền Hàn Ngọc thanh âm vào lúc này đột nhiên vang lên, trước vẫn thần đảo đánh một trận, nàng tổng cảm thấy có vật gì ở hắc ám bên trong mơ ước như nhau, một loại lo lắng mơ hồ, không lúc nào không có ở đây khốn nhiễu nàng. Huyền tiên tử, ngài là nói vẫn thần đảo đảo chủ thế lực sau lưng. Ừ, không chỉ như vậy, giữ lại cái này kiếm gãy, cũng có thể là giữ lại to lớn tai họa ngầm. Vậy ý của tiền bối là, Diệp thần nhìn kiếm gãy, thật vất vả lấy được kiếm gãy, lúc này vứt bỏ, ít nhiều có chút tiếc nuối. Tiểu tử ngốc, dĩ nhiên không phải để cho ngươi vứt bỏ, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ngậm một nụ cười châm biếm. Nếu cái này kiếm gãy cùng Hoang Ma Thiên Kiếm có liên quan, hơn nữa, hắn bản thân còn có đặc thù căn nguyên lực, nếu như có thể luyện chế nhập Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong, có lẽ có thể trợ giúp Hoang Ma Thiên Kiếm trưởng thành. Diệp thần ánh mắt sáng lên, Huyền Hàn Ngọc lời nói, để cho hắn cảm thấy một chút Hoang Ma Thiên Kiếm tăng lên có khả năng. Cái này hai bình thần kiếm, cũng không giống vật phàm, thà cầm kiếm gãy, để cho thế gian cấm kỵ mơ ước, để cho thế lực sau lưng thông qua nhân quả tìm được nó. Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, tương kỳ luyện hóa, dung nhập vào Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong, còn có thể tăng cường mấy phần đối địch phần thắng. Diệp thần gật đầu liên tục, không sai, cái này kiếm gãy bên trong năng lượng ẩn chứa, ta có thể cảm giác được vô cùng thích hợp Hoang Ma Thiên Kiếm. Nếu như luyện hóa, nhất định có thể được hiệu quả không tưởng được. Huyền Hàn Ngọc gật đầu một cái, sớm một chút luyện hóa, để ngừa hậu hoạn. Nói dễ. Thế nhưng kiếm gãy bên trong kiếm linh như vậy cuồng bạo, cho dù có cổ thất truyền thừa, Diệp thần vậy không có đầy đủ lòng tin có thể đơn độc bằng vào lực một người tương kỳ luyện hóa. Hắn ánh mắt rơi vào đang nhắm mắt chữa thương huyết thần bên trên. Huyết thần tiền bối, ta muốn luyện hóa cái này kiếm gãy, không biết ngài đối với luyện hóa chi đạo, nhưng có mấy phần tâm đắc. Huyết thần mở mắt ra, trong hốc mắt còn lưu còn có vài tia đỏ mang chợt lóe lên, quanh thân máu tanh ngang ngược mùi vị. Dần dần tiêu tán, hắn nhìn Diệp thần trong tay kiếm gãy, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Có lẽ ta đã từng sẽ, nhưng là hiện tại, ta không nhớ. Huyết thần che đầu, đúng là một bộ suy nghĩ rất lâu dáng vẻ, cuối cùng chỉ có thể hám tiếng nói. Diệp thần nhìn hắn bộ dáng này, trong bụng cũng có chút không đành lòng, mất đi trí nhớ, lúc này huyết thần tựa như cùng Lục Bình như nhau, ở nơi này vô tận thiên nhân vực, không tìm được mình tồn tại phương hướng. Bất quá, ta mơ hồ nhớ, nếu như có thái thượng cường giả hoặc là luyện thần nhất tộc, tựa hồ đối với đúc có được trời ưu đãi ưu thế. Diệp thần gật đầu, một điểm này hắn cũng biết, chỉ là nhiều năm như vậy, thiên nhân vực chỉ có một vị luyện thần rơi xuống,
hơn nữa đã chết ở hắn trước mắt, muốn lại đạt được một tên luyện thần trợ lực nói dễ vậy sao? Mà thái thượng cường giả, hắn muốn đều không muốn, sở dĩ một mực cùng Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt không chết không thôi, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có luân hồi chi chủ ẩn núp mục tiêu ý. Hắn không hề muốn quá sớm bại lộ ở thái thượng trong mắt cường giả, cho dù hắn tồn tại đã để cho thái thượng thiên nữ liếc mắt. Không đúng, luyện thần nhất tộc, ta tựa hồ mơ hồ nhớ có một tên luyện thần ngay tại thiên nhân vực. Huyết thần còn đang nỗ lực suy nghĩ. Diệp thần có chút sở khóc sở cười nói, tiền bối ngài nói vị kia luyện thần, chắc là luyện thần cổ thất, hắn đã chết ở thái thượng cường giả dù hạ. Diệp thần nhớ tới cổ thất, không tự chủ nghĩ đến thần Đồ Uyển Nhi, cái đó vốn cùng hắn giống như tử địch người phụ nữ, hai cái cùng trải qua như thế nhiều chuyện, tới giữa cửu hận tựa hồ thay đổi mấy phần. Nhưng là cái loại này cụ thể cảm giác lại không nói ra được. Diệp thần, đi ra nhận lấy cái chết. Ngay tại Diệp thần ngẩn ra để gặp, một đạo thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền ra. Cái này, đây là thần Đồ Uyển Nhi là thanh âm. Thật là nói gì tới cái gì. Diệp thần chân trước vừa nhớ tới thần Đồ Uyển Nhi, nàng chân sau liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thần Đồ Uyển Nhi, Diệp thần ánh mắt vội vàng hướng thanh âm nguồn nhìn, ngươi làm sao tới. Thần Đồ Uyển Nhi đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ, nhưng nghĩa tránh ngôn từ nói, ngươi cái này dâm tặc, ta phải giết ngươi sau đó mau. Diệp thần lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, người phụ nữ chính là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, hắn từ thần Đồ Uyển Nhi trên mình không có cảm thấy một chút sát ý, hết lần này tới lần khác miệng nàng bên trong một mực kêu đánh kêu giết. Được được được, ta biết, ngươi là tới giết ta. Diệp thần qua loa lấy lệ nói, có chút trêu chọc nhìn thần Đồ Uyển Nhi. Thần Đồ Uyển Nhi hai gò má, bá một tí liền đỏ, lau một cái ngượng ngùng xông lên đầu. Ngươi đoạt ta thái thượng hàn ngọc, khi nào trả ta? Nguyên bản cao cao tại thượng thái thượng cường giả, lúc này lời nói lại giống như là bé gái như nhau, thần Đồ Uyển Nhi cố ý lộ ra lãnh nhược băng xương thần thái. Ta không phải đáp ứng ngươi sao? Sau này nhất định tìm được thích hợp hơn ngươi hàn vật cho ngươi, thái thượng hàn ngọc đã cùng Ngụy Dĩnh tim tương liên, không cách nào cho ngươi. Diệp thần lần nữa giải thích. Được, vậy ta liền giết ngươi. Thần Đồ Uyển Nhi trong tay thép dù nâng lên tới, một bộ muốn cùng Diệp thần không chết không thôi dáng vẻ. Ai dám đả thương Diệp thần? Một cổ vô cùng là cuồng bạo máu tanh lực từ Diệp thần bên người sát bên người mà qua, nguyên bản đang tu luyện huyết thần, lúc này đã xông ra ngoài, lại lấy một đôi thiết quyền, hung hãn chủy đánh vào thần Đồ Uyển Nhi thép dù bên trên. Lại là thái thượng cường giả. Huyết thần quay đầu nhìn một cái Diệp thần, hình như là đang hỏi hắn. Làm sao chọc phải thái thượng cường giả như nhau? Nhất kích không trúng, hai người thân hình đồng thời lui về phía sau, cuồng bạo khí mạch lực, ở hai thân thể người ở giữa hình thành một đạo đợt khí. Huyết thần tiền bối dừng tay, nàng không có ác ý. Diệp thần liền vội vàng kéo lại huyết thần ống tay áo, mặc dù huyết thần còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là đã tham gia chúng thần trận chiến người, lực lượng không thể khinh thường, dưới mắt. Diệp thần cũng không muốn để cho hắn tổn thương thần Đồ Uyển Nhi. Thần Đồ Uyển Nhi nhìn huyết thần, Diệp thần bị vẫn thần đảo thế lực sau lưng chú ý, đều là bởi vì hắn, lúc này gặp hắn còn dám đối với tự mình ra tay, trong lòng dâng lên một chút lửa giận. Chỉ bằng ngươi, muốn ngăn cản ta. Thần Đồ Uyển Nhi vốn là thái thượng thế giới đếm được võ si, hôm nay ít đi một phần chia thiên nhân vực hạn chế, thép dù có thể phát huy uy năng, cũng có đột nhiên tăng mạnh biến chất. Chỉ bằng nàng một chiêu là có thể đem vẫn thần đảo đảo chủ tiêu diệt, hôm nay đối với còn chưa phục hồi như cũ huyết thần, cũng bất quá là mấy phút sự việc. Huyết thần tiền bối ngài trước chỉnh đốn, nàng sẽ không làm thương tổn ta, Diệp thần gặp thần Đồ Uyển Nhi tức giận, cũng biết đây là bởi vì thái thượng thế giới cường giả kiêu ngạo quấy phá, huyết thần như không tránh né, chỉ sợ hắn cũng không cách nào ngăn cản hai người tranh đấu. Nhưng mà, huyết thần nhìn một cái Diệp thần và thần Đồ Uyển Nhi, tựa hồ là hiểu cái gì, lộ ra một loại bừng tỉnh hiểu ra mỉm cười, ta thật giống như rõ ràng. Diệp thần cũng không đoái hoài được ngẫm nghĩ hắn rõ ràng liền cái gì, gặp hắn rời đi, mới quay đầu nhìn về phía thần Đồ Uyển Nhi, ta biết ngươi nhất định không phải ngẫu nhiên đường tới giết đi ta, là có chuyện gì. Hừ, ta chỉ là để nhắc nhở ngươi, mạng ngươi chỉ có thể là ta tới lấy, người khác muốn giết ngươi. Ngươi vậy nhất định phải giữ lại mệnh chờ ta tới lấy. Người nào muốn giết ta? Diệp thần sớm cũng không để ý thần Đồ Uyển Nhi đối với hắn kêu giết kêu đánh,
chỉ là hắn hiện tại rõ ràng thân đồ lần này mục đích đi tới. Hừ, chính ngươi chọc tới sự việc, mình thậm chí vẫn không biết. Ngươi là mấy cân mấy lượng nhân vật nhỏ, chúng thần trận chiến nhân quả cũng dám dính. Là bởi vì là huyết thần. Diệp Thần sáng tỏ, thần độ Uyển Nhi lúc này đối với hắn có lòng tốt, hắn đã cảm nhận được liền một ít, khó trách cái này cô gái ngốc thấy huyết thần, trở về quay về đến vậy quá trên cường giả tàn bạo thâm độc hình dáng. Ngươi mặc dù là một tiểu lâu la, nhưng là ngươi nếu đáp ứng phải giúp ta tìm được so thái thượng Hàn Ngọc tốt hơn Hàn Băng Vật, nên lời nói đáng tin, khi tìm được trước, tuyệt đối không thể để cho người khác giết chết. Thần độ Uyển Nhi tiếp tục nói, lời trong lời ngoài tràn đầy cảnh cáo nhắc nhở. Thế lực đó rất cường đại. Thần độ Uyển Nhi sâu đậm nhìn Diệp Thần một mắt, liền liền ta mẫu thân, cũng nhắc nhở ta cách xa thế lực đó. Diệp Thần hơi chấn động một chút. Hắn vậy suy đoán qua có thể đem huyết thần như vậy cường giả trói buộc gần 10.000 năm người, nên là như thế nào nghịch thiên tồn tại, nhưng là lúc này biết được, liền liền thân đồ thiên âm cũng sợ hãi, vậy đã xa xa vượt qua hắn dự liệu. Thấy Diệp Thần như vậy diễn cảm, thần đồ Uyển Nhi biết mình lần này là tới đúng rồi, nếu như nàng không để nhắc nhở Diệp Thần, đến khi Diệp Thần thật bị cái này thế lực dây dưa, thì thật liền chạy thục mạng cơ hội cũng không có. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Thần ôm quyền. Đối với thần đồ Uyển Nhi chắp tay một cái, ta đáp ứng chuyện ngươi, nhất định biết làm đến. Mặc dù hắn không có một câu cảm kích, nhưng là đã đem thần đồ Uyển Nhi có lòng tốt treo trong lòng, nếu như sau này có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp nàng. Thần đồ Uyển Nhi gật đầu, trong tay thép dù chống lên, xoay người liền muốn rời đi. Diệp Thần nhớ tới huyết thần nhắc tới thái thượng cường giả và luyện thần nhất tộc có thể giúp mình luyện hóa kiếm gãy. Liền vội vàng hỏi nói, ta muốn luyện hóa một bình kiếm gãy. Nhưng là hắn kiếm linh thật là khủng bố, người biết thiên nhân vực có còn hay không những thứ khác luyện thần nhất tộc. Cái gì kiếm gãy? Diệp Thần cũng không ẩn núp, trực tiếp đem kiếm gãy lấy ra, cho thần đồ Uyển Nhi xem. Cái này kiếm gãy, chẳng những có đặc thù căn nguyên, còn có vô tận ma khí, không phải vật tầm thường. Không hổ là thái thượng cường giả, thần đồ Uyển Nhi nhìn lướt qua. Đã suy đoán 89 phần 10. Đúng vậy, trong này có vô cùng đẫy đà ma sát khí, ta muốn cùng ta căn nguyên thần binh luyện hóa chung một chỗ, cần phải có một vị thái thượng chí tôn cường giả hoặc là luyện thần nhất tộc trợ giúp. Thái thượng chí tôn cường giả, đó chính là muốn ta mẫu thân như vậy cường giả đứng đầu, thần độ Uyển Nhi thở dài nói, như vậy cao cấp cường giả làm sao sẽ tới thiên nhân vực giúp Diệp Thần luyện hóa một kiện binh khí đây. Vậy cũng chỉ còn lại có ngoài ra một loại phương pháp. Thái thượng luyện thần tộc tới trợ giúp Diệp Thần, nhưng là vậy chỉ vừa đến thiên nhân vực cổ thất, đã chết ở thần đồ Uyển Nhi thép dù dưới. Thần đồ Uyển Nhi thật ra thì mơ hồ đối với cổ thất chết có chút lộ vẻ xúc động, vô số ngay tức thì, nàng thậm chí có chút hối hận. Nàng không rõ ràng mình tại sao hối hận. Nhưng nhân quả đã sớm định trước. Nàng biết đã từng mình hành vi định trước không cách nào và Diệp Thần trở thành bạn bè chân chính, nhưng nàng không muốn làm trái với chủ tâm. Cái này hai bình thần vật, không giống vật thường, nếu như không có luyện thần tộc hỗ trợ, nhất định không cách nào hoàn toàn dung hợp. Diệp Thần thở dài, hôm nay huyết thần thế lực sau lưng không thể lường được, hắn nếu không có thể hoàn thành hoang ma thiên kiếm tiến hóa, tương lai có thể nguy. Thần độ Uyển Nhi lúc này thật càng phát ra hối hận. Thậm chí có một loại mang lên đá đập chân của mình cảm giác, nếu như lúc ấy không phải bởi vì nàng tự tay giết cổ thất. Vậy hiện tại cái này căn bản không là vấn đề. Nhưng là, vậy vẫn thần đảo đảo chủ thế lực sau lưng, bằng bây giờ Diệp Thần căn bản không cách nào cùng chống lại. Thật xin lỗi. Hồi lâu, thần độ Uyển Nhi chỉ nói cái này ba chữ, không có làm ra cái khác đáp lại, trực tiếp đạp phá hư không rời đi. Diệp Thần không biết cái này tiếng xin lỗi là tự nhủ, hay là đối với cổ thất tiền bối theo như lời. Tình huống gì? Huyết thần gặp thần độ Uyển Nhi vừa rời đi. Lần nữa đứng ở Diệp Thần bên người. Nàng làm sao trực tiếp đi? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Không cách nào đem hai kiếm dung hợp, Diệp Thần không tránh được ở đáy lòng bên trong có mấy phần thất lạc, nhưng vậy ngay sau đó thích trong lòng. Thế gian nào có nhiều chuyện như vậy thuận tim? Diệp Thần, người phụ nữ chính là có chuyện như vậy, ta mơ hồ nhớ, trước khi người phụ nữ còn không phải là động một chút là muốn giết ta. Sau đó còn không phải là người trước gục ngã người sau tiến lên là ta mà chết. Huyết thần nhìn Diệp Thần diễn cảm, trấn an nói. Diệp Thần thật sự là không nghĩ tới cái này huyết thần mất trí nhớ,
lại còn nhớ như vậy phong lưu sử. Bất quá hắn đối với thần đồ Uyển Nhi không có bất kỳ đặc thù tình cảm, cũng không nên sẽ sinh ra cái gì tình cảm. Đối phương cuối cùng là giết cổ thất tiền bối, mà hắn ở thực lực đạt tới đủ chống lại thời điểm, còn sẽ đối với thần đồ Uyển Nhi ra tay. Đây là cam kết. Cùng lúc đó, vô tận tinh vân thấp thoáng chỗ. Có một nam một nữ đang hướng xuống theo dõi, vẫn thần đảo đảo chủ ở hắn hai người sau khi rời đi mất mạng, song diện tôn giả biết sau đó lại là giận dữ, trực tiếp sử dụng nhân quả tế mệnh bàn, xem bói ra hung thủ sát hại hắn, lại không nghĩ rằng là thái thượng cường giả ra tay, bất quá nếu đối phương cũng là muốn giết Diệp thần người, vậy thì không ngại đi theo sau lưng nàng, tìm được huyết thần hai người rơi xuống. Tuổi trẻ như vậy thái thượng cường giả, hẳn là thái thượng thế giới các chí tôn đời sau, vậy vô cùng diêm dúa lòe lòe cô gái, lúc này đã đổi lại cả người màu tím buộc ngực áo khoác, áo bào kia chật hẹp lợi hại, đem nàng sao buộc vòng quanh vô cùng đẫy đà dấu vết. Ngươi sợ. Vậy Dương Cương nam tử nhìn nàng một mắt, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Sợ, ta trước có chút đồng tình cái này thái thượng yêu nghiệt, thì phải trở thành thủ hạ ngươi vong hồn. Mà giờ khắc này, thần đồ Uyển Nhi chỉ cảm thấy được có hai đạo hơi thở một mực như có như không quấn mình, mơ hồ có chút theo dõi ý. To gan bọn chuột nhắt, lại dám theo dõi bổn tôn. Thần đồ Uyển Nhi trong tay đột nhiên xuất hiện vô số băng cạnh lưỡi dao sắc bén, hướng vậy hai người chỗ ẩn thân đi. Nước đá khỏa mang thái thượng uy áp, vô cùng nhọn lại lạnh như băng băng xương nguyên lực phụ trên đó, tựa như là một bình bình nhọn dao găm, hung hãn đem vậy tinh vân kích phá. Hai người kia lộ ra sau đó, thần đồ Uyển Nhi mới vừa nhận ra. Cái này trước kia chính là đi dò xét vẫn thần đảo vậy hai người, xem ra vẫn thần đảo đảo chủ chết, đã kinh động thế lực sau lưng. Không hổ là thái thượng thế giới yêu nghiệt, nhanh như vậy liền phát hiện hai người chúng ta. Cô gái nhăn nhó thân thể, một bước thoáng một cái hướng thần đồ Uyển Nhi đi tới. Trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ vô số mây mưa, từng tia nước mưa giống như băng ti như nhau, ti ti lũ lũ bao phủ ba người. Chú ý, cái này nước mưa. Nam tử lời ít ý nhiều nói, trong tay đã cầm ra một bình to lớn rìu, rìu bình chỗ là màu vàng kim hoành văn xoắn ốc phủ văn, chi chít sắp hàng ở toàn bộ rìu bình bên trên. Chính ngươi chú ý đi. Cô gái không lưu tình chút nào nói, hai tròng mắt bên trong đã dâng lên hai đạo đạo ánh sáng màu đỏ, vô cùng mập mờ thần quang quen lượn quanh ở thân đồ Uyển Nhi gò má bốn phía. Thân đồ Uyển Nhi thép dù đã hóa là trường mâu hình thái, mang phá hiểu hàn băng lực, ầm ầm hướng cô gái đi. Thật giống như người mị hoặc thuật, đối với nàng không tạo tác dụng. Nam tử tung người một cái, rìu lớn ngăn ở cô gái trên trán, cứng rắn chống được thân đồ Uyển Nhi trường mâu. Đang. Một tiếng to lớn va chạm tiếng, ở trong hư không oanh đánh vang ra tới, phát ra như sấm tiếng nổ. Lửa minh thần rìu chém. Nam tử bạo a một tiếng, hai cái tay cánh tay bên trong xuất hiện hoàn chỉnh màu vàng đường vân, một đoàn ánh sáng màu vàng, từ ngực hắn lan tràn ra, giống như nước suối như nhau, một mực chảy hướng hắn hai tay, truyền đến rìu lớn bên trong. Vô cùng minh mông thần quang, khảm nạm ở đó rìu lớn trước, nhất là ở rìu binh khí chỗ. Lau một cái thấu lạnh sắc bén, tản ra cực mạnh sát ý. Thần đồ Uyển Nhi trong tay trường mâu lộn một cái, đã lần nữa tạo thành hình cái dù, giống như núi tuyết vậy mãnh liệt băng xương nguyên lực, như tấm thuẫn vậy, kín kẽ khảm nạm ở đó mặt dù bên trên. Nam tử cái này bạo ngược nhất kích, thần đồ Uyển Nhi rõ ràng không dự định chính diện chịu đựng một kích này. Nàng một cái nhẹ nhàng tránh, chống thép dù đã tiết đi cái này độn dìu hơn phân nửa man lực. Mãng phu. Phụ nữ kia ở một bên mang châm chọc ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông, quy luật thần khí lớn như vậy có ích lợi gì, chỉ có man lực. Rất nhanh, một cái toàn thân màu tím tiểu linh rắn, từ cô gái ống tay áo bên trong chui ra, ngó giáo giác đánh giá bốn phía. Đi! Vậy con rắn nhỏ giống như là ngửi thấy cái gì để cho nó vô cùng hưng phấn mùi vị, thân hình như điện, một cái chập chờn đã chạy đến thân đồ Uyển Nhi trước mặt. Thần đồ Uyển Nhi vừa dùng thép dù ngăn cản vậy to lớn rìu công kích. Cái này con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, miệng to như chậu máu dương ra, thì phải cắn hướng thần đồ Uyển Nhi. Thần đồ Uyển Nhi lộ ra một tia cười lạnh, cái gì nhóc rác rưởi cũng dám ở trên đầu thái tuế động thổ. Một cái tay khác vô căn cứ móc ra một bình sắc bén dao găm, vẫn là thép dòng luyện chế, uy năng không kém chút nào thép dù. Bá! Dao găm càn quét, con rắn nhỏ mổ bụng.
Ở phụ nữ kia xem ra màu tím cứng rắn như sắt miếng vảy, lúc này lại giống như là đậu hũ như nhau, ở chủy thủ kia dưới, bị chia làm hai. Hừ, người cái này phá rắn, sao ta lại mạnh ở nơi nào? Nam tử mặc dù cũng không có ở thép trên dù đòi đạo chỗ tốt, nhưng thấy cô gái ăn tất, vẫn là không nhịn được nói châm chọc. Cường địch ở phía trước, vẫn còn có tâm tình nội đấu. Nếu các ngươi hai cái tự tìm cái chết, liền tiếp ta mấy chiêu đi. Thân Độ Uyển Nhi đem trường mâu đứng ở trong hư không, trong miệng la lớn, Thái Thượng Hàn băng bảo. Linh lực trong thiên địa từ bốn phương tám hướng phun trào tới, đào đào cút qua lại ngưng tụ thành vô số hàn băng, mỗi một khối hàn băng bên trong, đó cũng đầy ắp một chút Thái Thượng chân nguyên. Cuồng bạo, hàn lạnh, không thể né tránh. Đây là Thân Độ Uyển Nhi lần này trở về sau này, ở Thái Thượng thế giới một nơi lịch luyện quật chung mình ngộ ra chiêu thức. Giữa trời đất uy năng không chỗ nào không có ở đây, muốn phát huy nhất đại sát chiêu, trừ tự thân uy năng ra, còn muốn học biết mượn tự nhiên khả năng. Ngay lập tức tới giữa, cuồng ngạo hàn băng càn quét cái này đối với trai gái. Bình bịch bịch, một quả lại một quả hàn băng ở nơi này trong hư không nổ tung, Thái Thượng oai đem toàn bộ hư không bổ túc đầy. Phốc, một ngụm máu tươi từ phụ nữ kia khóe miệng bên trên tràn ra, tay nàng chỉ vô cùng nhọn chỉ Thân Độ Uyển Nhi. Làm sao có thể, ngươi thực lực không có bị áp chế. Bọn họ thật là thật quá ngu xuẩn, có thể một chiêu giết chết vẫn thần đảo đảo chủ tồn tại, thực lực cảnh giới dĩ nhiên là không thể đánh giá thấp. Nếu như bọn họ một gặp phải Thân Độ Uyển Nhi liền lựa chọn thoát đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại, nàng và nam tử bị cái này đầy trời hàn băng bạo đánh trúng, trên mình tầng tầng phòng vệ thần thông ở nơi này nổ ầm bên trong toàn bộ tan vỡ. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho vậy hàn băng khí tức nổ ở trên người mình. Oanh oanh oanh. Thân Độ Uyển Nhi ánh mắt bên trong lưu chuyển ra một đóa đóa hàn băng hoa, nàng đã quyết định phải đem cái này hai người kết ở chỗ này. Nàng giết nhiều một cái, Diệp Thần nguy hiểm liền sẽ hàng một phần. Hừ, bây giờ mới biết. Chậm. Thân Độ Uyển Nhi cánh mũi hơi co rúc lại, thép dù lúc này hóa là hai bình loan đao. Cho ta chết. Loan đao bên trên lộ ra màu bạc hàn mang, lộ ra kinh người ý định giết người. Phụ nữ kia sắc mặt trắng bệch, nàng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nhưng muốn trốn đã không còn kịp rồi. Hai đạo thân thể ngay tức thì hóa là hai đạo xương máu. Thậm chí liền thi thể cũng không có để lại. Thân Độ Uyển Nhi nhìn một cái huyết phụ phương hướng, mắt đẹp lạnh lẽo, sau đó biến dạng hư không, trực tiếp hướng một phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, Thân Độ Uyển Nhi rốt cuộc ngừng lại. Tiên vân liễu sương mù lượn quanh thấp thoáng trước vô số đền, mỗi một cây xà ngang trên cũng chạm trổ vô cùng huyền diệu phạm văn soạn phù, tầng tầng lớp lớp ánh sáng chập chờn, như có tiên hạc quần khởi vũ điệu, khi thì có đàn sáo thanh nhạc vang lên, thấm vào lòng người. Thân Độ tiểu thư, rất nhiều thị nữ thấy tay cầm thép xù Thân Độ Uyển Nhi, rối rít quỳ xuống đất thi lễ. Gia chủ vừa rời đi Thân Độ bảo điện, ngài có việc gấp tìm nàng sao? Bảo vệ ở bảo cửa điện một tôn đang nằm màu vàng thương chim, đồng thiết thân lại miệng phun tiếng người. Vậy cũng không cần. Thân Độ Uyển Nhi lắc đầu, xoay người rời đi Thân Độ bảo điện. Tiểu thư, ngài tìm gia chủ có việc gấp sao? Cần Thúy Bích ở chỗ này chờ gia chủ sao? Một vòng thân pháp thì vòng quanh thị nữ, bước về phía trước một bước, cung kính hỏi. Không cần, Thân Độ Uyển Nhi lắc đầu một cái. Nàng chuyến này cũng không phải thật muốn gặp Thân Độ Thiên Âm, chỉ bất quá nàng muốn phải giúp Diệp Thần tìm luyện thần nhất tộc hỗ trợ, nếu như là mẫu thân ở bảo điện, nàng không khỏi muốn cần nói cẩn thận phải, miễn phải nhường mẫu thân phát giác đầu mối. Hôm nay, mẫu thân nếu mới vừa rời đi, đối với nàng mà nói, nhưng là không thể tốt hơn nữa. Tiểu thư, ngài trên mình mùi máu tanh quá nặng, cái này mấy ngày là Thái Thượng rực cháy mệnh ngày, ngài vẫn là mau chút sửa đi, miễn được sinh nhiều rắc rối. Thúy Bích nói lần nữa, kín đáo chỉ Thân Độ Uyển Nhi vậy hoàng sam lên loang lổ vết máu. Mới vừa Thân Độ Uyển Nhi đánh chết một nam một nữ kia, mặc dù là ở cực lớn thực lực khác xa dưới, nhưng hai người kia không cùng tầng xuất thủ đoạn nhỏ, cũng thực để cho nàng nhức đầu một cái. Ít nhất quang cô gái kia mị hoặc khả năng, sẽ để cho nàng đối với thần hồn công kích lại có càng nhiều hơn biết rõ. Võ tu chi đạo, phải hiểu được mượn thế, càng phải hiểu được lợi dụng mình ưu thế. Thân Độ Uyển Nhi cảm giác được mình gần đây tu vi khả năng, lại nữa chỉ riêng cố thủ ở chiêu thức bản thân hoặc là nguyên lực tạo nên,
mà là bắt đầu cân nhắc cao thâm hơn phương pháp, như thế nào thủ thắng phương pháp. Khả năng này giống như Diệp Thần như vậy, mặc dù thực lực vậy, nhưng là từ không nhận thua, không cùng tần suất lá bài tẩy, cho dù là nàng, nếu không toàn lực chống đỡ, chắc sẽ mã thất vó trước. Tiểu thư, Thuy Bích nhìn có chút ngẩn ra thân Đỗ Uyển Nhi, nàng cảm thấy tiểu thư cùng trước kia không giống nhau. Trước kia tiểu thư trong mắt chỉ có công pháp và tu vi, tâm vô tạp niệm, chỉ là si mê với võ đạo, có thể là gần nhất tiểu thư, tựa hồ tâm tư đổi được thâm trầm, lại sẽ ngẩn người. À, ta trở về Khê Thắng Cung. Thân Đỗ Uyển Nhi vừa nói, đã quay đầu rời đi, cái này mấy ngày lại là Thái Thượng Dực cháy mệnh ngày, cấm chỉ sát phạt. Thuy Bích mang ánh mắt phức tạp ngược dòng đến thân Đỗ Uyển Nhi mất đi bóng dáng. Thế nào Thuy Bích tỷ tỷ? Chung quanh tiểu thị nữ rối rít đi tới, không biết Thuy Bích đang nhìn cái gì. À, không việc gì, đến khi gia chủ trở về, cùng ta nói một tiếng, ta vẫn là phải cùng nàng báo cáo một chút. Biết, đám người thị nữ tựa hồ là thói quen liền Thuy Bích nghiêm túc, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, mỉm cười cười một tiếng. Thuy Bích thấy các nàng lại trêu ghẹo mình, cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt quang, vỗ vỗ mấy cánh tay của người, tỏ ý đi tiền điện phục dịch. Thân Đỗ Uyển Nhi trở lại Khê Thắng Cung sau đó, từ trong lòng ngực lôi ra một sợi tóc mang. Màu tím dây cột tóc, phía trên đại bàng khắc đầy tất cả loại bùa chú, hiển nhiên cái này dây cột tóc lại là một môn pháp truyền đạt thừa. Đây là bất ngờ nơi được, phụ nữ kia mất mạng sau đó, trên đầu dây cột tóc lại giống như nhận chủ vậy tự đi bay đến tay nàng bên trong. Thân Đỗ Uyển Nhi thậm chí còn có mấy phần bất mãn, nàng tu chính là băng xương nói, mị hoặc đạo dây cột tóc nhận chủ nàng là ý gì? Chỉ riêng nhớ tới mị hoặc đạo vậy lẳng lơ tay làm tư dáng vẻ, nàng đều có chút muốn ói. Không nghĩ ra nhân quả trong đó, thân Đỗ Uyển Nhi đem dây cột tóc nhét vào nhẫn chữ vật bên trong, thoáng qua tới giữa, đã không có vào Khê Thắng Cung bể tắm nước nóng suối nước nóng bên trong. Nóng bỏng nước suối, cọ rửa trên người nàng giết hại, ở ao nước này dưới, ngực hác bên trong vô cùng ác liệt sát phạt lực, cũng đang chậm rãi tiêu tán, hòa tan ở toàn thân bên trong. Hai tiếng sau đó, thân Đỗ Uyển Nhi trong mắt đột nhiên mở ra, tựa hồ hạ định quyết tâm vậy, lẩm bẩm nói kém không nhiều nên động thân. Ta cùng luyện thần nhất tộc nhân quả, sợ rằng không đơn giản như vậy. Thái thượng thế giới, luyện thần tộc một nơi bộ lạc. Bình bịch bịch, keng keng keng. Từng trận oanh thiên chấn động đất chui luyện tiếng, ở khí thế ngất trời này thay nhau vang lên. Một tầng mong mỏng màn hào quang, đem điều này thanh âm, toàn bộ ngăn cách ở trong đó, một che chở không gian, một mặt là yên tĩnh không tiếng động tư vực, một mặt là hết sức là huyên náo chửi đánh tiếng. Thân Đỗ Uyển Nhi một tay điểm ở đó màn hào quang bên trên, trực tiếp cưỡng ép xé ra một vết thương. Người nào, lại tự tiện xông vào ta luyện thần tộc. Từng cái ở trần cường tráng người đàn ông, lúc này thấy màn hào quang bị xé ra, trên mặt tức giận mọc tùm, luyện thần nhất tộc bằng vào tiên thiên thần lực, có thể chui luyện tất cả loại thần binh lưỡi dao sắc bén, ở toàn bộ thái thượng tộc đều là xếp ở phía trước. Có nhiều ít thái thượng cường giả, là cầu một chuôi thần binh, không một không phải cung kính vạn phần, lúc này gặp phải một cái xông vào, tự nhiên là có chút nổi nóng. Thân Đỗ Uyển Nhi màu vàng áo quần từ màn hào quang bên trong lộ ra, rồi sau đó là nàng một tấm giống nhau năm xưa gò má. Không có yêu kiều nụ cười, chỉ có vậy giống như hàn băng như nhau hóa không ra lạnh như sắc bén. Ha ha, không nghĩ tới thân đồ thân nhân tỷ giá lâm, để cho ta cái này luyện thần tộc nhà nghèo thêm rực rỡ à. Một tên khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông hét, thanh âm ở đó lò lửa oanh tạc bên trong, như cũ chính xác không có lầm truyền đạt đến trong tai mỗi một người. Cổ thúc, ta là có một chuôi thần binh, cần luyện thần tộc bằng hữu giúp ta xem. Thân Đỗ Uyển Nhi hướng về phía vậy khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông nói, nàng mẫu thân cùng luyện thần tộc tộc trưởng có chút sâu xa, ra vào luyện thần tộc, đối với nàng mà nói cũng coi là thưa thất bình thường. Lần này nàng cố ý chọn một nơi người ở thưa thất luyện thần tộc luyện chế nơi quan trọng, chính là hy vọng không kinh động mẫu thân và luyện thần tộc tộc trưởng. Lúc này thấy một cái quen thuộc trưởng lão, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, tìm cái lý do, tùy tiện đem cái đó luyện thần tộc đời sau lừa gạt đi ra, còn sợ Diệp Thần Thần kiếm tụ hợp không được. À, vậy còn là ta tự mình đi cho ngươi xem một chút đi. Khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông quét một vòng bốn phía, cũng là một đám luyện thần tộc hậu bối, hắn lo lắng lỡ thân Đỗ Uyển Nhi việc lớn. Không cần cổ thúc,
vốn là một cái nhấc tay chuyện nhỏ, trên thực tế thì không nên phiền toái các ngươi, chỉ bất quá đây là ta lần đầu tiên mình độc lập đoạt được thần khí này, tự nhiên muốn phân biệt một hai. Nghe nàng nói như vậy, khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông cũng không muốn tự hạ thân phận, chỉ có thể tùy tiện chọn một khá là cầm được xuất thủ hậu bối, để cho hắn đi theo thân đồ Uyển Nhi rời đi. Tại hạ luyện thần cổ ước, nguyện là thân đồ tiểu thư phân biệt một hai. Cổ ước đem y phục mặc mang ngay ngắn, mới vừa tới thân đồ Uyển Nhi trước người thi lễ. Được. Thân đồ Uyển Nhi gật đầu một cái, không có lại tiếp tục hàn huyên, quay đầu đã rời đi màn hào quang. Cổ ước có chút bất an quay đầu nhìn một cái khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông, thân đồ Uyển Nhi hung danh, ở nơi này thiên nhân vượt tới giữa không người không biết, được gọi là võ si tự nhiên là có chút nguyên nhân. Khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông cho cổ ước một cái ánh mắt khích lệ, tỏ ý hắn không cần sợ hãi. Thân đồ tiểu thư, chúng ta con đường này, tựa hồ cách thân đồ bảo điện càng ngày càng xa. Cổ ước cảm giác được mình và thân đồ Uyển Nhi tiến lên tuyến đường, không chỉ là cách thân đồ bảo điện càng ngày càng xa, mà là đang lệch toàn bộ thái thượng thế giới. Hắn còn từ không rời đi thái thượng thế giới, lúc này có chút sợ hãi bất an, trên mặt một phiến vẻ hoài nghi. Thân đồ Uyển Nhi bịt tai không nghe hắn hỏi thăm, hai cánh tay mở ra, thép dù đã hoàn toàn che kín cổ ước tầm mắt. Thân đồ tiểu thư, nếu như ngươi lại không bằng thực cho nhau biết, tại hạ coi như không đi. Cổ ước sắc mặt tái xanh, hắn chỉ là luyện thần nhất tộc, bản thân tu vi cực thấp, toàn dựa vào trong tộc pháp trận che chở, mới có thể yên ổn lớn lên. Lúc này gặp thân đồ Uyển Nhi lại không có ngắn gọn giao phó, một bộ muốn trực tiếp đem hắn dẫn rời thiên nhân vực dáng điệu, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng biểu hiện ra một bộ cương quyết hình dáng. Thân đồ Uyển Nhi tự nhiên sẽ không đem cổ ước nói làm uy hiếp, ngự gió mà đi tốc độ nhanh hơn. Bá! Cổ ước trong tay vô căn cứ xuất hiện một chuôi to lớn búa sắt, vậy sức nặng lại trực tiếp kéo chậm hai người độ tiến triển, để cho thân đồ Uyển Nhi bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cổ ước. Cổ ước bị thân đồ Uyển Nhi nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm, miệng hơi dương ra, hiển nhiên mười phần sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Thân đồ tiểu thư, ta chính là muốn biết chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào. Cổ ước nói có chút lắp ba lắp bắp, ngượng ngùng cúi đầu nhìn trong tay mình cái búa. Chúng ta phải đi thiên nhân vực. Thiên nhân vực, đúng. Nhưng mà, chúng ta thái thượng thế giới cường giả đi thiên nhân vực, sẽ dính to lớn nhân quả, hơn nữa sẽ phải chịu quy tắc áp chế. Cổ ước thận trọng nói, không có luyện thần tộc che chở, hắn ở thân đồ Uyển Nhi trước mặt chính là một cái mặc cho người cầm bóp con kiến. Luyện thần tộc nhưng mà có người đi qua thiên nhân vực. Thân đồ Uyển Nhi yếu ớt vừa nói, tơ không tị hiềm chút nào người nọ chính là bị mình đánh chết cổ thất. Ừ, trong sách quả thật có ghi lại, chẳng lẽ ngài chuyến này là mang ta đi gặp hắn? Cổ ước có chút nghi hoặc nói, sẽ không phải là vậy hạ xuống thiên nhân vực luyện thần tộc người gặp phải nguy hiểm, cho nên thân đồ Uyển Nhi mới tìm được luyện thần tộc trước người tới cứu giúp. Không phải, ta mang ngươi đi thiên nhân vực, là để cho ngươi hỗ trợ luyện hóa hai chuôi thần kiếm. Thân đồ Uyển Nhi nói đơn giản, ta muốn ngươi hỗ trợ luyện chế cái này hai chuôi thần kiếm mười phần đặc biệt, một chuôi là tám đại thiên kiếm một trong, hoang ma thiên kiếm non nớt kiếm, một chuôi là tham dự chúng thần trận chiến kiếm gãy. Cái gì, cổ ước có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, trong thiên hạ, vẫn còn có người phải tiếp tục luyện hóa tám đại thiên kiếm. Ngươi không có nghe rõ sao? Thân đồ Uyển Nhi ánh mắt lạnh như băng lần nữa để mắt tới cổ ước. Nghe rõ ràng, thân đồ tiểu thư, ta chỉ là một luyện thần tộc hậu bối, luyện chế hoang ma thiên kiếm, đối với ta thật sự mà nói là vượt qua năng lực của ta. Có ta ở, thân đồ Uyển Nhi lạnh như băng khạc ra mấy chữ. Thật ra thì nguyên bản nàng hồi thái thượng thế giới trước, đã tính toán rõ ràng, nếu muốn chân chính trợ giúp Diệp Thần, lại không thể mời luyện thần tộc tiền bối. Những cái kia tiền bối lá bài tẩy nhiều, dễ dàng bại lộ Diệp Thần, đem Diệp Thần đẩy tới tình cảnh nguy hiểm. Mà nàng chỉ cần lựa chọn luyện thần tộc hậu bối, cộng thêm chính nàng cái này thái thượng thế giới yêu nghiệt một trong, nhất định không có vấn đề. Thân đồ tiểu thư, thái thượng thế giới cường giả hạ xuống thiên nhân vực một nhất định sẽ đưa tới hoảng sợ, chúng ta tồn tại có thể sẽ thay đổi rất nhiều nhân quả luân hồi. Cho nên đâu, thân đồ Uyển Nhi nhưng là không thèm để ý chút nào. Quay lại nói, thu hồi ngươi luyện chế chùy. Cổ ước ngượng ngùng đem cái búa thu hồi, hữu tâm vô lực nhìn thân đồ Uyển Nhi gò má.
Cái này sát thần giống vậy nữ hung thần, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể một mặt anh dũng liều chết thần thái. Hô hô gió tiếng khóc, từ cổ ước bên tai vạch qua, hắn quanh thân dâng lên một đạo xích mang, lưu chuyển ánh sáng, bảo vệ hắn căn nguyên thân thể. Thân độ Uyển Nhi khá là chê nhìn một cái cổ ước, tựa hồ là đang giễu cợt như vậy tình cảnh, còn cần mở thần thông hộ thể. Cổ ước tự nhiên ra vẻ ra một bộ coi mà không thấy vẻ mặt, hắn hiện tại vừa nghĩ tới hoang ma thiên kiếm, cũng cảm thấy sọ đầu kỳ đau vô cùng. Mà giờ khắc này, thiên nhân vực. Huyết thần hơi thở đã ngưng luyện rất nhiều, vết thương cũ mặc dù không có hoàn toàn chữa, nhưng cũng khá 7-8 phần, cấm thuật cắn trả, cũng từ từ tiêu tán, Diệp Thần cũng không dự định tiếp tục trễ nãi thời gian, hôm nay hắn đã lấy được kiếm gãy, tự nhiên khẩn cấp muốn chém ra vậy lòng đất màn hào quang. Huyết thần tiền bối, nếu ngài thân thể đã không ngại, chúng ta cái này thì lên đường đi Đông Cương vực. Huyết thần gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần phía sau, lộ ra nụ cười quỷ dị. Diệp Thần có chút buồn bực, không rõ ràng huyết thần đây là ý gì, cái này vẻ mặt cũng không giống như là có kẻ địch. Tiền bối thế nào? Huyết thần trong lời nói có hàm ý trêu nói, chúng ta ước chừng là không đi được. Diệp Thần nghi ngờ, lúc này nghe được sau lưng hư không có biến dạng tiếng. Thân độ Uyển Nhi ký hiệu thép dù đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng nàng đồng thời xuất hiện là một cái cường tráng người đàn ông, hình dáng cùng cổ thất rất giống. Đây là luyện thần tộc người. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn nguyên vốn cho là thân độ Uyển Nhi là trực tiếp rời đi, không nghĩ tới đối phương lại như vậy cử động, trực tiếp mang theo cái luyện thần tộc dưới người tới thiên nhân vực. Phải biết thái thượng thế giới người một khi đặt chân thiên nhân vực, trừ sẽ phải chịu quy tắc áp chế, còn sẽ dính nhân quả, đối với tương lai đường tu hành sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Diệp Thần, hắn là luyện thần tộc mới thế hệ tài năng xuất chúng cổ ước. Thân độ Uyển Nhi hắng giọng, có chút quật cường nói. Cổ ước liếc nhìn thân độ Uyển Nhi, liền vội vàng gật đầu, đúng, ta là cổ ước, nghe nói người muốn luyện hóa hai chuôi thần kiếm. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là nói, đúng. Nhưng mà ngươi tại sao phải giúp ta, là hy vọng ta cảm ơn ngươi. Nửa câu sau hiển nhiên là hướng về phía thân độ Uyển Nhi nói. Thân độ Uyển Nhi sắc mặt một đỏ, có chút ngượng ngùng quay đầu, trong miệng nhưng lạnh lùng như cũ tàn khốc, ngươi không cần cảm ơn ta là trở lại thái thượng thế giới sau đó, tình cờ gian nhớ tới ngươi có hai bình thế gian chí bảo muốn luyện hóa. Ngươi cũng biết, luyện thần nhất tộc, được gọi là có thể luyện hóa thiên địa thần binh. Ta cho rằng tám đại thiên kiếm một trong hoang ma thần kiếm, làm sao có thể như thế tùy tiện luyện hóa, càng không cần phải nói còn có tham dự chúng thần trận chiến kiếm gãy. Bất quá hắn hết lần này tới lần khác không tin, cứng rắn là muốn cùng ta đánh cuộc, nói luyện thần nhất tộc nhất định có thể đem hai người luyện hóa. Dứt lời, thần độ Uyển Nhi hung ác trợn mắt nhìn cổ ước một mắt. Cổ ước thấy vậy, một mặt không biết làm sao, hai người cũng chưa nói qua mấy câu nói. Nhưng thân độ Uyển Nhi ý đã rất rõ ràng, hắn chỉ có thể liền vội vàng gật đầu, không sai, là chính ta muốn tới chứng kiến một cái. Diệp Thần nhìn một bộ anh dũng hy sinh cổ ước, thần tình kia là bi tráng như vậy thảm thiết, tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì. Vô luận thân độ Uyển Nhi tìm dạng gì mượn cớ, nhân tình này, Diệp Thần cũng chỉ có thể ghi nhớ. Huyết thần chính là lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, cái này thái thượng cường giả. Rõ ràng liền là muốn trợ giúp Diệp Thần, vẫn còn chết không thừa nhận. Diệp Thần cũng không vạch trần, đa tạ cổ ước cường giả, ta lần này đúng là gặp khó giải quyết vấn đề, muốn đem hai bình tuyệt thế binh khí dung luyện chung một chỗ. Nhưng là ngài cũng biết hoang ma thiên kiếm là tám đại thiên kiếm một trong, nó non nớt kiếm hạt giống cũng là xuất từ luyện thần nhất tộc. Cái gì, xuất từ tộc ta? Cổ ước khiếp sợ, lại vẫn có thể đem vậy cao nhất uy năng thiên kiếm luyện chế lần nữa thành hạt giống. Ừ, không biết ngài là hay không nghe qua cổ thất tên, hắn là vị thứ nhất hạ xuống thiên nhân vực luyện thần tộc người. Là hắn. Cổ ước nhìn về phía thân độ Uyển Nhi, hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, luyện thần nhất tộc tựa hồ cùng cái này người thanh niên có chút nhân quả liên lạc, có lẽ, hắn lần này tới đến thiên nhân vực, cũng không phải là thân độ Uyển Nhi một phía tình nguyện tình cờ, mà là luyện thần hậu bối tất nhiên. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, không có lại xem thân độ Uyển Nhi. Dẫu sao cổ thất chết, do nàng ban tặng, lần này nói tới, tự nhiên không tốt cạnh như vô sự, hắn và thân độ Uyển Nhi tới giữa, cái này một cọc sống chết khốn cảnh, từ đầu đến cuối tồn tại. Cho nên,
muốn đem kiếm gãy hoàn toàn dung nhập vào hoang ma thiên kiếm bên trong, chỉ có thể là đang mong đợi ngài từ cạnh trợ giúp. Cổ Ước gật đầu liên tục, ta nếu đã tới, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đã như vậy, vậy thì mời Cổ Ước tiền bối hướng dẫn, phương pháp luyện chế. Diệp Thần dứt lời, hai bình thần binh đã sử dụng. Một bình hoang ma thiên kiếm, tản ra vô thượng ma sát khí, mặc dù chỉ là một bình non nớt kiếm, nhưng là liều lĩnh, cuồng bạo ma phách khí, không giận tự uy quanh quẩn ở chân trời bên trong. Khác một bình thì kín đáo nội liễm rất nhiều, kiếm gãy trên phù triện chữ viết, ti ti lũ lũ quy luật ý quanh quẩn trên đó, cùng hoang ma thiên kiếm vô cùng là tương tự ma phách khí, ngầm chứa trong đó. Cổ Ước sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này hai bình thần binh, hắn thật là có miệng khó tả, thần binh như vậy, để cho hắn tới luyện hóa, thật sự là có chút quá khó khăn là hắn. Thân độ Uyển Nhi nhìn thấu Cổ Ước trong mắt quẫn bách, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần phụ trợ, không cần ngươi toàn lực ra tay. Diệp Thần ở một bên vậy gật đầu một cái, thân độ Uyển Nhi dụng ý hắn dĩ nhiên là xem rõ ràng, lúc ấy cùng thân độ Uyển Nhi nói tới chuyện này, hôm nay xem ra mặc dù có chút xung động, nhưng đối phương quả thật đang vì mình lo nghĩ. Cổ Ước như vậy tồn tại, đặt ở thiên nhân vực là luyện tạo đại sư, nhưng là đặt ở thái thượng thế giới, liền bất quá là một cái thông thường hậu bối. Cho nên sẽ đưa tới thái thượng thế giới chú ý có khả năng liền thật to thấp xuống. Cổ Ước nhảy tới trước một bước, đưa ra hai tay trái phải, phân biệt đè ở vậy hai chuôi thần binh bên trên. Bên trái hoang ma thiên kiếm, đen thui ma khí tức, hóa là một đạo cực nhỏ màu đen chân nguyên, hòa tan ở Cổ Ước trong tay. Mà bên phải kiếm gãy, giống vậy màu đen nguyên, nhưng là cực nhỏ mạch tức bên trong, xen lẫn một ít màu bạc loang loáng mang, là quy luật ở trong đó lưu truyền. Khó trách người muốn đem hai người này dung luyện tới một chỗ. Cổ Ước cảm khái nói, cái này kiếm gãy cho dù chỉ có một nửa tàn linh, nhưng là đồng nguyên ma phách lực, là cái này hoang ma thiên kiếm tốt nhất chất dinh dưỡng, hơn nữa nó còn bổ sung thêm đặc thù căn nguyên, có thể thử một lần. Diệp Thần gật đầu một cái, Huyền Hàn Ngọc thật sự là hắn ngôi sao may mắn, nếu không phải nàng nói tới, hắn dưới mắt khẳng định còn ở là xử trí như thế nào kiếm gãy mà phiền não. Có lẽ, người vận khí tốt, hoang ma thiên kiếm có thể một lần hành động đột phá non kiếm, hóa là căn nguyên kiếm. Theo ta biết, thiên nhân vực một vị trong đó nữ hoàng có thần la thiên kiếm căn nguyên kiếm, uy năng so với non kiếm cường hãn rất nhiều. Diệp Thần gật đầu một cái. Huyền Cơ Nguyệt đúng là thật là lớn cơ duyên, có thể làm cho thần La Thiên Kiếm nhận nàng làm chủ. Một khi cái này hai bình thần kiếm hóa hình duy nhất, vậy người thần binh tương lai có cơ hội vượt qua xa nàng. Thân độ Uyển Nhi gật đầu một cái, xem ra lần này, nàng đối với Diệp Thần mà nói, có thể coi là trên đà tới thì vũ. Bất quá, ta nói trước, hoang ma thiên kiếm bên trong hoang ma khí thức chính là dung hợp vạn cổ ma thú, cũng không phải là ngươi trợ lực có thể chống lại. Mặc dù cái này kiếm gãy bên trong vậy hàm chứa đồng nguyên khí, nhưng là cũng không thể bảo đảm 100% thành công. Không có sao, chúng ta hết sức là được. Diệp Thần ngược lại là 10 phần thản nhiên, đối với kết quả hắn cũng không có qua phân để ở trong lòng. Được, vậy ta bên này chuẩn bị một tí, chúng ta lập tức bắt đầu. Cổ Ước đổ vậy không có quá nhiều tâm trạng, nếu đã đáp ứng đối phương muốn luyện hóa, hắn cũng sẽ không tùy mị. Diệp Thần, ta chuyến này gặp hai người, thân độ Uyển Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được cùng Diệp Thần nói. Hai người. Diệp Thần nghi ngờ, thân độ Uyển Nhi vô duyên vô cớ nhắc tới hai người. Thân độ Uyển Nhi không có nói tỉ mỉ, chỉ là hơi nói tới Tinh Vân chuyện. Diệp Thần âm thầm khiếp sợ, bất quá để cho Diệp Thần càng kinh hãi là nam kia nữ hai người thực lực, thân độ Uyển Nhi lần này đột phá quy tắc hạn chế, mới đưa hai người đánh tan. Còn cô gái kia sau lưng song diện tôn giả, tựa hồ chính là thế lực đó ngọn nguồn. Huyết thần tiền bối, ngài đối với song diện tôn giả, hay không còn có ấn tượng? Huyết thần lắc đầu một cái, hắn trí nhớ như cũ mơ hồ, giống như là bị bao phủ ở vực sâu bên trong, ngăn cách hắn ý thức, để cho hắn không cách nào theo dõi năm xưa. Diệp Thần, ta mơ hồ cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản, ta đánh chết vậy hai người thời điểm. Từng cảm nhận được khác có một phe thế lực ở mơ hồ theo dõi, chỉ bất quá vậy ẩn thân khả năng càng ẩn núp, ta không cách nào theo dõi. Nếu như ta không đoán sai, ước chừng những người này, đều là hướng tới ta, huyết thần đột nhiên trầm ngâm nói, mặc dù hắn đã không nhớ, nhưng là có thể đưa tới như thế nhiều cự đầu thế lực chú ý, trừ hắn vậy lại không người ngoài. Ừ,
Diệp thần chỉ có thể cười khổ gật đầu, huyết thần nếu đã cùng hắn cùng nhau, coi như là trực tiếp cùng Hồng Thiên Kinh đối nghịch, vậy không sợ hãi, đánh một trận là được. Huyết thần tiền bối không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, bố trí bảo vệ đại trận, lại bắt đầu luyện hóa. Thần Độ Uyển Nhi nhắc nhở, cũng không có muốn rời đi dự định. Diệp thần gật đầu, hắn biết, Thần Độ Uyển Nhi đây là chuẩn bị lưu lại là hắn bảo vệ một hai. Hắn không rõ ràng đối phương tại sao phải làm như vậy. Bọn họ bản chất hẳn là coi là cừu nhân. Chẳng lẽ liền vì lần đó mình xuất thủ cứu giúp? Thần Độ Uyển Nhi nhìn một cái Diệp thần, có chút ngượng ngùng quay đầu, một bộ ta chỉ là đi ngang qua diễn cảm. Thằng nhóc thúi, vậy kiếm gãy cũng không phải là phổ thông thần binh, ta còn biết một nửa kia ở nơi nào, ta có thể mang ngươi tìm được. Ngay tại lúc này, Hoàng lão thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới, ẩn nhẫn trước lửa giận. À, ngài còn có thể tìm được một nửa kia kiếm gãy. Diệp thần một bộ hoài nghi thái độ, bây giờ đối với tại Hoàng lão mà nói, hắn là một câu cũng không muốn tin tưởng. Ta nói là sự thật, kiếm gãy oai so với tám đại thiên kiếm vậy không kịp làm, người giữ lại kiếm gãy, đối với ngươi mà nói sắp có vô tận giúp ích. Ta đã có một thanh kiếm, dung luyện chung một chỗ, thích hợp hơn ta. Thằng nhóc thúi, ngươi biết cái này song diện tôn giả sao? Ngươi biết vậy là dạng gì tồn tại? Thế lực sau lưng hắn có đáng sợ dường nào? Chỉ cần ngươi không phá xấu xa kiếm gãy, vậy ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hoàng lão tức giận lại thất thố thanh âm đột nhiên truyền tới. Không cần, đây bất quá là chúng mục tiêu đã định trước kiếp số. Diệp thần mây thưa gió nhẹ nói, có chút mãn bất tại ý nói. Diệp thần, người không muốn không biết phải trái. Hoàng lão thanh âm nổi cơn giận dữ, phẫn uất tiếng tràn đầy. Hừ, ngươi nhiều lần lừa gạt ta, ngươi lấy là ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Hoàng lão ngắn ngủi dừng lại, rồi sau đó trầm thấp lại thanh âm lạnh như băng vang lên, nếu như ngươi cưỡng ép luyện chế, vậy lòng đất kết giới đem không thể bị phá vỡ. Vậy là thuần túy bình phong che chở, chỉ có thể dùng ta kiếm gãy tới phá giải. Phải không? Cái này kiếm gãy cũng không thuần túy, trong đó ma sát lực, không hề so hoang ma thiên kiếm thiếu nhiều ít. Hoàng lão uy hiếp dụ dỗ dưới, Diệp thần dâu ria không nhúc nhích. Diệp thần, ngươi sẽ hối hận. Hoàng lão giận dữ hét. Hoàng lão, lần này, ta bất quá là trừng phạt nhỏ lớn giới, ngươi nếu ở nhờ ở ta luân hồi mộ địa bên trong, liền nhất định phải tuân theo ta quy củ. Diệp thần bình bình đạm đạm giọng, không chút nào đem hoàng lão coi vào đâu. Cổ ước thoáng qua tới giữa, đã đem luyện tạo lò bố trí thỏa đáng, đối với luyện thần nhất tộc, luyện tạo lò chính là một kiện thần khí, là mỗi một cái luyện thần tộc người ở trưởng thành lúc đó, phải để tâm chế tạo bổn mạng thần khí. Ta mới vừa kiểm tra cẩn thận qua kiếm gãy, nó phía trên ma sát khí 10 phần dày đặc, nhưng là ngươi hoang ma thiên kiếm vẫn còn non nớt kiếm, muốn luyện hóa, cần lọc sạch kiếm gãy. Lọc sạch. Diệp thần khẽ cau mày, cái này kiếm gãy hung ác lực quá tàn bạo. Một mặt tới giữa, là có thể để cho phong thiên thương bị thương, cổ ước nói không ngoa. Đúng vậy, lọc sạch, nếu như không tiến hành bước này nói, rất lớn có thể sẽ thất bại. Ta có bầu trời hoàng tuyền đồ, hoàng tuyền thánh thủy có được hay không tẩy vậy kiếm gãy trên ma sát khí. Người có hoàng tuyền thánh thủy, cổ ước mắt sáng rực lên, Diệp thần có so hắn ban đầu muốn để cho Diệp thần tìm kiếm, muốn càng thích hợp. Ừ, cần muốn bấy nhiêu. Như thế nào lọc sạch? Diệp thần sau lưng một bộ bầu trời hoàng tuyền đồ đã nổi lên, rộng lớn suối vàng trục cuốn tản ra cường đại thánh khiết oai. Cái này bầu trời hoàng tuyền đồ, là mảnh thiên địa này tới giữa, đáng sợ nhất, nhất pháp bảo lợi hại một trong, có thể tẩy chư thiên vạn giới, nơi có sinh linh trí nhớ, hết thảy nhân quả tội nghiệt, cũng có thể toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, để cho người biến thành một tờ giấy trắng, chuyển thế đầu thai sau đó, cũng sẽ không nhớ lại chuyện của kiếp trước tình. Cái này cuồn cuộn vô tận hoàng tuyền thánh thủy, muốn rửa kiếm gãy, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Được, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, cổ ước nói. Diệp thần gật đầu một cái, nhìn về phía huyết thần tiền bối, liền làm phiền ngài bố trí bảo vệ bình phong che chở, giúp ta luyện hóa hai bình lưỡi dao sắc bén. Được, huyết thần gật đầu một cái, chính hắn chọc phiền toái lớn như vậy, tự nhiên có chút ngại quá. Nếu là có thể giúp Diệp thần, dĩ nhiên là như ăn mật. Thần Độ Uyển Nhi vậy không nói gì thêm, chỉ là đứng ở cổ ước bên người.
huyết minh thật màn hào quang. Huyết thần hai tay bên trong, tóe ra vô cùng nồng đậm đỏ tươi thần quang, vậy thần quang bên trong như có quỷ sát kêu khóc, quần ma loạn vũ giống như hiện ra hết, giống như là bức họa như nhau, dần dần tăng cường. Vô cùng kinh khủng mùi máu tanh, đậm đà mà quỷ bí, vậy ti ti lũ lũ huyết thần căn nguyên khí, quanh quẩn trên đó, từng dành riêng cho thái thượng khí tức nguy hiểm, hôm nay ở cái màn hào quang này bên trên vậy hiện ra. Bức họa bỗng nhiên tăng trưởng, biến thành một bộ to lớn rộng lớn bức họa, vắt ngang ở trên hư không, đem đám người vây quanh bọc trong đó. Nguyên bản cùng hư không câu liền hơi thở, lúc này lại giống như bị che giấu như nhau, hoàn toàn ngăn cách. Cổ Ước một mặt than thở, hắn không nghĩ tới cái này thiên nhân vực con kiến hôi, vẫn còn có như vậy thủ đoạn, khó trách liền liền thân đồ tiểu thư như vậy tồn tại, đều ở đây để tâm trợ giúp bọn họ. Tốt lắm, ta đã đem chúng ta hơi thở hoàn toàn ngăn cách, cái này huyết thần minh quang che chở, đủ để bảo vệ cường giả vẫn thân nhất kích. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy ta liền bắt đầu lọc sạch kiếm gãy. Cổ Ứa đưa tay bên trong xuất hiện một cái to lớn thép bàn. Vậy thép bàn chất liệu cùng thân độ huyền nhi thép dù lại có hiệu quả như nhau huyền diệu. Đem người kiếm gãy đặt ở trên đó, dùng trước bảy nâng hoàng tuyền thánh thủy, kỹ lưỡng tưới nước ở nơi này kiếm gãy bên trên. Hoàng tuyền thánh thủy ở tiếp xúc tới kiếm gãy trong nháy mắt, giống như đụng phải vô cùng là nóng bỏng chích thiết vậy, hóa là một chút hơi nước. Lại có thể đem tẩy thiên hạ chọc vật thánh thủy trực tiếp bốc hơi, cái này kiếm gãy tàn linh, lại có mấy phần thực lực. Diệp Thần trầm ngâm nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn kiếm gãy. Diệp Thần, kiếm gãy kiếm linh cực kỳ khủng bố, nếu như dung luyện liền nó, người nhất định sẽ hối hận. Hoàng lão thanh âm lần nữa ở luân hồi mộ địa bên trong truyền tới, ngươi nghe ta một lời, cái này kiếm gãy ngươi lưu lại, tương lai nhất định sẽ vì ngươi trợ lực. Diệp Thần biểu tình như cũ lãnh đạm, như thế lợi hại thần binh, nếu như có thể ra chỉ hoang ma thiên kiếm, há chẳng phải là tốt hơn. Ngươi! Hồ đồ ngu xuẩn, người cái này nhóc sốt nát, phí của trời. Hoàng lão gầm thét cực kỳ, giữ tợn gào thét. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa hắn, hắn lần này nhất định sẽ làm cho hoàng lão triệt triệt để nhớ, ai mới là bọn họ hai người tới giữa chủ nhân. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ cho cười cười bỏ phiếu tháng nha tương đương sao sao đát. Cổ Ước cau mày nhìn về phía kiếm gãy, hắn không nghĩ tới. Cái này kiếm gãy tàn linh đối với cái này hoàng tuyền thánh thủy cũng có uy năng như vậy. Nếu bảy nâng không đủ, vậy liền trực tiếp đem hoàng tuyền thánh thủy hoàn toàn thấm nhuần ở hắn trên thân kiếm. Cổ Ước nói xong, vậy thép mâm bên dọc theo lại bắt đầu lên cao, hình thành một cái chén trạng kết cấu, đem kiếm gãy bao ở trong đó. Nếu ngươi có hoàng tuyền đồ, vậy thì đem hoàng tuyền thánh thủy rót vào trong đó, không nên keo kiệt. Cổ Ước dặn dò. Người tầm thường nếu như có một chai nhỏ hoàng tuyền thánh thủy, cũng đã là cảm đội ơn đức, hôm nay Diệp Thần mặc dù có đúng bức bầu trời hoàng tuyền đồ, nhưng hắn cũng không nhịn được nhắc nhở hắn, không muốn tiểu nhân ghi trong tim. Diệp Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt chính là hoàng tuyền thánh thủy, chỉ cần có thể thành công luyện hóa kiếm gãy, đối với hắn mà nói mới thật sự là giúp ích vô song. Rào 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 rào. Vô tận hoàng tuyền thánh thủy từ trong hoàng tuyền đồ chút xuống ra. Tiếp tục. Khoáng đạt suối vàng nguyên khí chảy vào thép bàn bên trong. Vô số mịn bọt khí từ kiếm gãy bên trên trôi lơ lửng ra, phát ra thanh âm chói tai. Kiếm gãy ở tàn thực hoàng tuyền thánh thủy, như vậy không được. Thân độ huyền nhi nhìn ra vậy tràn đầy lọc sạch khả năng hoàng tuyền thánh thủy, đang đổi được vô cùng là đục ngầu, vô số ma sát khí quanh quẩn ở trên. Diệp Thần, ngươi làm tuần hoàn thái độ, để cho càng nhiều hơn hoàng tuyền thánh thủy tuần hoàn đi vào. Ta cũng không tin cái này tàn linh còn có cuồn cuộn không dứt linh lực theo nhờ. Cổ Ước lộ ra luyện thần nhất tộc cuồng bạo, quanh thân đỏ thẫm, hai tay đè ở vậy thép bàn bên trên. Cho ta lọc sạch. Diệp Thần suối vàng hình thái giống như con sông vậy, từ vậy kiếm gãy bên trên sông lên xoát xuống. Rào 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 rào. Kiếm gãy bên trong quy luật ý, nguyên bản phơi bày tí ti lũ lũ thái độ, lúc này lại dán lại đến cùng nhau. Hình thành một khối tương tự để bình phong che chở màn hào quang. Lấy lực phá lực. Diệp Thần ngừng thở, vậy vô số hoàng tuyền thánh thủy, giống như thủy kiếm vậy, nước nặng nặng nề như khúc cây, ở đó màn hào quang bên trên, lưu lại oanh 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 dấu vết. Rất nhanh, màn hào quang phá vỡ, hoàng tuyền thánh thủy liên tục không ngừng cọ rửa thân kiếm, ngăm đen hắc vụ ở thánh thủy tẩy dưới, đổi được bình thản, mơ hồ có thể thấy rõ ràng phía trên thần văn phức tạp.
Đám người yên lặng nhìn chăm chú kiếm gãy biến hóa, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện tình trạng. Tốt! Ước chừng qua một nén hương thời gian, Cổ Ước đánh giá kiếm gãy lên hung sát khí đã quy về có thể khống chế phạm vi, rốt cuộc thu hồi một mực đè ở thép trên khay bàn tay, lúc này cánh mũi bên trên, đã đều là mồ hôi. Tiếp theo nên như thế nào? Diệp Thần hỏi. Cổ Ước trầm ngâm nói, muốn hoàn toàn đem kiếm gãy luyện hóa đến hoang ma thiên kiếm bên trong, trừ muốn lọc sạch kiếm gãy, đem nó kiếm linh thành thục sát khí lọc sạch. Trọng yếu hơn chính là phá vỡ hoang ma thiên kiếm phòng vệ. Như vậy ở luyện hóa trong quá trình, mới có thể đem hai người hoàn mỹ kết hợp. Phá vỡ phòng vệ, Diệp Thần cau mày, đây chính là tám đại thiên kiếm một trong, biết bao khó khăn. Mỗi một bình thần binh, lúc sau khi hoàn thành, chúng ta luyện thần tộc nhất định biết điều khắc hoàn chỉnh bảo vệ kết giới, đem thần binh nội tức vững vàng khóa ở kết giới tâm trận bên trong. Ý của ngài là hoang ma thiên kiếm nhất định cũng có tâm trận. Nghĩ biện pháp phá vỡ tâm trận là được. Cũng không phải. Cổ Ước trên mình thế hệ trước luyện thần tộc cậy mạnh người đàn ông hình tượng đã dần dần nhạt đi, tiểu bối luyện thần tộc người mặc dù như cũ kiên cường không sợ ngọn lửa, ngược lại cũng đổi được tao nhã lịch sự, lại cũng không phải năm đó thợ rèn giống vậy man di điệu bộ. Tám đại thiên kiếm có thể trên đời gian cũng như này uy vọng, muốn tìm được nó tâm trận dĩ nhiên là muôn vàn việc khó, vì vậy, chúng ta có thể lợi dụng, cũng chính là nó thượng là non nớt kiếm cái này duy nhất nhược điểm, lấy nó hạt giống nảy mầm lớn lên nhân quả dấu vết vào tay, vô hạn mở rộng dấu vết, cho đến có thể đem kiếm gãy có thể truyền vào trong đó. Bất quá cho dù là như vậy, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thần Độ Uyển Nhi nhìn về phía Diệp Thần, có thể thử một lần. Diệp Thần trong lòng đã có câu trả lời, muốn có thu hoạch, tự nhiên phải có nơi giá phải trả, nếu như liền điểm này nguy hiểm cũng không gánh nổi, vậy hắn cũng không cần luyện hóa cái gì kiếm, trực tiếp đem kiếm gãy nhét vào hoang lão mộ bia dưới tốt lắm. Được. Diệp Thần thần thức tiến vào hoàng tuyển đồ, hắn đã từng đem hoang ma thiên kiếm chôn ở xa la cây trà dưới, hơn nữa ban đầu vì để cho cái này hoang ma thiên kiếm kiếm loại nảy mầm, hắn tưới triệu viên tuần ma đan. Thánh ma thần mạch, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mở thánh ma thần mạch, đem trong kinh mạch ma khí, cuồn cuộn bơm vào đến hoang ma non kiếm bên trong. Vù vù. Hoang ma non kiếm đạt được Diệp Thần ma khí bơm vào, nhất thời trở nên lớn, hóa thành một cái trường kiếm ba thước, toàn thân đen nhánh, không thấy được một chút loang lổ dấu vết, tựa như hắc diệu thạch đúc thành, bóng loáng như gương, có thể ánh chiếu mặt người bàng. Lại cẩn thận vừa thấy, liền từ tấm gương vậy trong thân kiếm, thấy sâu hơn tầng thứ đồ, thân kiếm chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu một phiến ma ngục, bên trong có núi thây biển máu, vạn ma triều bái, dạ xoa bay lên trời hình ảnh, ma khí cuồn cuộn, đặc biệt quỷ dị. Có thể thấy rõ trưởng thành mạch lạc sao? Cổ Ước khẩn trương hỏi, chân mày hơi nhíu lên, tựa hồ bị cái này hoang ma thiên kiếm nơi uy hiếp. Mơ hồ có thể gặp. Diệp Thần thần thức giống như bó đuốc vậy, xuyên thấu qua cuồn cuộn sương mù dày đặc, cẩn thận ngắm cái này ma trên thân kiếm đường vân, ở đó vạn ma triều bái cung phụng bên trong, từng cái vô cùng là thâm thúy trưởng thành mạch văn, loáng thoáng có thể gặp. Như thế nào làm? Nghĩ biện pháp đem thần thức đánh vào trong đó, sau đó mở rộng nó. Cổ Ước nói, cửa ải này, hắn không có cách nào trợ giúp Diệp Thần, hoang ma thiên kiếm đã nhận chủ, nếu như hắn cưỡng ép ra tay, chỉ sẽ đưa tới hoang ma thiên kiếm bạo động, ngược lại tạo thành không thể khống chế chế. Diệp Thần thần niệm ở nơi này thoáng qua tới giữa đã lẻn vào hoang ma thiên kiếm bên trong. Đầm đìa hoang ma oai, cuộn sạch hắn thần thức, vừa dày vừa nặng quần ma gào thét, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Thần Độ Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn Diệp Thần, có thể bị nguy hiểm hay không? Cổ Ước khẽ gật đầu một cái, khẳng định sẽ có, mặc dù hoang ma thiên kiếm đã nhận chủ, nhưng là hắn bây giờ làm thành tựu trên thực tế là ở phá hoại hoang ma thiên kiếm trưởng thành mạch lạc. Nếu như một khi xảy ra vấn đề, có thể sẽ ảnh hưởng tương lai thiên kiếm trưởng thành, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Vậy có không có biện pháp khác? Cổ Ước lắc đầu, không có, kiếm gãy bên trong tàn linh vậy hung hãn dị thường, không cách nào luyện hóa thành ma đan linh khí, trực tiếp để cho nó hấp thu. Cho nên chỉ có thể áp dụng như vậy bạo lực phương pháp. Gặp Thân Độ Uyển Nhi sắc mặt nhỏ uấn, Cổ Ước liền vội vàng nói, dĩ nhiên, một khi thành công, như vậy đối với hoang ma thiên kiếm mà nói, đem sẽ có biến chất, nguyên bản kiếm gãy trên quy luật và lực lượng vậy sẽ phụ trên đó. Đây là luyện chế thành ma đan không thể chuyển giá năng lực. Thân Độ Uyển Nhi nhưng lắc đầu một cái,
đối với Diệp Thần mệnh mà nói, gia tăng thiên kiếm hạng nhất thần thông, cũng không có như vậy trọng yếu. Ngươi cũng không cần lo lắng, lúc này, liền xem vận mệnh của hắn. Huyết Thần mật thiết xem chừng Hoang Ma thiên kiếm, Diệp Thần cầm kiếm đứng, giống như là pho tượng vậy. Làm sao có thể không lo lắng? Thần Độ Uyển Nhi con mắt tràn đầy lo âu, nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng muốn lấy được vô hạn thực lực, nên trả giá nào. Diệp Thần thần thức phát ngang ở mạch văn bên trên, đưa tay đụng chạm, cảm nhận được liền một cổ mãi mãi hoang vu hơi thở, vậy giống như vách đá rãnh giống vậy sâu thẳm mạch văn, lẩn quẩn vô số chồi non. Vậy chồi non giống như lưỡi dao sắc bén vậy, thì phải đem mơ ước người toàn bộ đâm thủng. Làm thế nào? Diệp Thần khẽ ngâm, đối mặt như vậy cục diện, hắn tạm thời tới giữa có chút quấn quýt, mười phần lo lắng nếu như mình cưỡng ép dùng bạo lực, sẽ đem Hoang Ma thiên kiếm mạch văn hủy diệt, tạo thành tổn thương, ảnh hưởng sau này trưởng thành. Thử một chút suối vàng linh khí, Hoang Ma thiên kiếm ở bầu trời trong hoàng tuyền đồ lớn lên, nhất định đúng suối vàng linh khí có rất mạnh tín nhiệm, xem có thể hay không lấy suối vàng linh khí là nhận, mở rộng mạch văn thành dài. Có lẽ mạch văn hội lấy là linh khí là dùng để biên độ tăng trưởng hắn lớn lên. Huyền Hàn Ngọc thanh âm kịp thời vang lên. Nếu như phương pháp này có thể được, như vậy đến khi luyện chế lúc đó, ngươi có thể lấy tốc độ cực nhanh đem suối vàng linh khí trừ ly, đem kiếm gãy thần lực đạo nhập đi vào, nhất định có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Được. Diệp Thần gật đầu, bầu trời trong hoàng tuyền đồ vô cùng minh mông linh lực, ùn ùn kéo đến từ trong bản vẽ sông ra, hướng Hoang Ma thiên kiếm đi. Cùng Huyền Hàn Ngọc dữ liệu như nhau, suối vàng linh khí cũng không có bị Hoang Ma thiên kiếm công kích, mười phần thuận lợi liền cùng Diệp Thần thần niệm hội họp. Vậy ti ti lũ lũ linh khí, giống như chất dinh dưỡng như nhau, ở Diệp Thần thần thức khởi động một cái, một chút xíu lan tràn ở mạch văn bên trong. Hữu hiệu, Diệp Thần mừng rỡ nhìn vậy đang một chút xíu đổi được mềm mại mạch văn, phía trên chồi non tựa hồ lấy được mạnh mẽ sức sống, lúc này toàn bộ giãn ra. Cổ ước nhìn sự biến hóa này, từ trong thâm tâm thở dài nói, cái này thiên nhân vực tiểu tử, đúng là có chút cơ trí. Lần này thay đổi, để cho hắn cũng làm liếc mắt. Huyết Thần Đổ là một bộ đã sớm biết thần thái, tựa hồ đối với Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Thần Đổ Uyển Nhi thật cao treo tim, cái này mới chậm rãi rơi xuống, cái này ải thứ hai, hẳn là qua. Hai nén nhang thời gian, suối vàng linh khí có Hoàng Tuyền Đồ là theo nhờ, liên tục không ngừng cung cấp, cho cùng Diệp Thần đầy đủ chống đỡ. Mạch văn tầng tầng lớp lớp lần lượt thay nhau trước, mắt thường có thể thấy được khe hở đã mở ra. Cổ ước nhìn cái này dấu vết, có thể, Diệp Thần, dùng linh lực niêm phong ở. Nhưng nếu không có suối vàng linh khí, hoặc là Hoang Ma thiên kiếm hạt giống không phải ở trong Hoàng Tuyền Đồ trưởng thành, bước này, so với bước đầu tiên lọc sạch, càng phải hung hiểm vạn phần. Diệp Thần yếu ớt vượt trội một ngụm chọc khí, cái này toàn bộ tinh thần chăm chú mở rộng, để cho hắn đã là vô cùng là mệt mỏi. Thành, Thần Độ Uyển Nhi không nhịn được lên tiếng nói. Tay trắng bên trong vô căn cứ xuất hiện một quả thái thượng đan dược, ăn nó, có thể đền bù ngươi thần thức tổn thương. Diệp Thần gật đầu một cái, không nghi ngờ chút nào trực tiếp nuốt đan dược này, nhất thời một hồi tinh thần sảng khoái. Đa tạ, Thần Độ Uyển Nhi vẫn là có chút cao lãnh nghiêng đầu một chút, vốn là vẻ lo âu đã toàn bộ thu hồi. Cổ ước nhìn nàng, có chút không rõ cho nên, cái này Thần Độ tiểu thư dối gạt mình lấn hiếp người bản lãnh làm thật không tệ. Cái này ải thứ ba, mới thật sự là hung hiểm, cổ ước cũng không có hướng người khác như nhau lộ ra biểu tình mừng rỡ, trước hai ải chỉ là phụ trợ, chân chính có thể hay không đem hai chuôi thần binh kết hợp với nhau, ải thứ ba mới là mấu chốt. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, hắn tự nhiên cũng là biết, muốn chân chính đem cái này hai chuôi thần uy kiếm dung luyện chung một chỗ, tuyệt không phải chuyện dễ. Đem cái này hai thanh kiếm đặt ở luyện thần lò bên trên, cổ ước vừa nói. Chỉ hắn đã chuẩn bị xong luyện thần lò. Diệp Thần theo lời, đem vậy hai chuôi thần binh đặt ở trên đó. Vô số xích diễm lửa mang, luyện thần trong lò bay lên. Cổ ước ánh mắt sắc bén, quần áo trên người đã cởi, lộ ra cường tráng trên chi, to lớn bắp thịt cho thấy bọn họ luyện thần nhất tộc được trời ưu đãi thiên phú. Ta sẽ lấy luyện thần lửa chui luyện hai chuôi thần binh, trợ giúp bọn họ tiếp xúc, tìm bọn họ tướng phù hợp khí linh liên lạc. Muốn đến hắn trong miệng khí linh, cùng phong thiên thương trong miệng khí linh có hiệu quả hay như nhau, cũng là vì để cho cái này hai chuôi thần binh sinh ra liên lạc, lại nữa lẫn nhau bài xích.
nếu như ta lực có chút thua thiệt, mong rằng giúp ta giúp một tay. Cổ ước lời ấy nhưng là hướng về phía Thần Độ Uyển Nhi nói, Thần Độ Uyển Nhi là chân chính thái thượng yêu nghiệt, hơn nữa, nếu như cổ ước không có cảm giác sai lầm, nàng lại không có bị quá nhiều thiên nhân vực phép tắc ràng buộc, nói cách khác, bây giờ nàng lực lượng không có bị áp chế quá nhiều. Thần Độ Uyển Nhi gật đầu một cái, luyện thần nhất tộc mặc dù ở thái thượng thế giới vô cùng phong phú vinh quang, nhưng cũng là theo nhờ tại bọn họ đúc thiên phú, nếu như đơn thuần lấy tiểu bối tu vi tới bàn về, chỉ sợ liền thân đồ bảo điện thị nữ cũng không đuổi kịp. Oanh! Vậy vô tận luyện thần lửa, mang nóng bỏng hơi thở, quấn quanh ở nơi này hai chuôi thần kiếm bên trên. Hoàng ma thiên kiếm trên thân kiếm yếu ớt hắc khí tràn ra ra, đem ngọn lửa kia cùng thân kiếm chia nhỏ, tựa hồ ngọn lửa kia căn bản không cách nào đột phá nó những ràng buộc. Kiếm gãy nhưng cũng cấp tốc xoay tròn, vậy bên trong nguyên bản ẩn chứa quy luật uy năng, nguyên bản ti ti lũ lũ vắt ngang ở kiếm gãy trên thân kiếm, lúc này lại giống như là được kêu gọi, ở đó kiếm gãy trên thân kiếm tạo thành lưu chuyển vòng sáng, không lúc nào không có ở đây đuổi đập vào mặt ngọn lửa. Cổ ước cau mày, hắn không nghĩ tới, đã đi qua hai ải cái này hai thanh kiếm, lại vẫn là cái này cùng cuồng bạo. Oanh! Trong tay hắn xuất hiện luyện thần chùy, không chút do dự oanh nện ở vậy hai chuôi trên thân kiếm, nếu ngọn lửa oai không cách nào dung chuyển bọn họ, vậy hắn sẽ dùng càng thực lực cường đại chế trụ cái này cuồng bạo kiếm. Một đạo sóng khí ở luyện thần trong lò muốn nổ tung lên, vậy vô số luyện thần lửa, ở nơi này ngay tức thì tắt, ba người khác thậm chí cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cổ ước đã miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Phốc! Cổ ước ở giữa không trung bên trong, mượn lực luyện thần chùy mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Không có sao chứ? Diệp Thần liền vội vàng tiến lên, đỡ ở cổ ước. Cái này hai thanh kiếm, sao ta tưởng tượng còn khó hơn lấy luyện chế? Cổ ước trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tám đại thiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, hắn một cái luyện thần tộc tiểu bối, thật sự là khó chịu trách nhiệm nặng nề. Ha ha ha, nhóc rốt nát, kiếm gãy so với hoang ma thiên kiếm vậy không kịp làm, lại ý nghĩ hảo huyền đem hai người dung luyện chung một chỗ, thật là nói vớ vẩn. Hoang lão cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm lại lần nữa truyền ra, Diệp tiểu tử, ngươi nếu như bây giờ hối hận, đem kiếm gãy chôn ở ta mộ bia dưới, ta trước khi cam kết như cũ có thể thực hiện, ta còn nguyện ý giúp ngươi đoạt được một nửa kia thân kiếm. Hừ, chỉ sợ đến lúc đó thì không phải là giúp ta đoạt, là giúp chính ngươi đoạt đi. Diệp Thần cười lạnh nói, Hoang lão những thứ này cẩn thận, hắn đã liếc nhìn để, vậy lại sẽ không bị hắn lừa gạt. Diệp Thần, người cưỡng ép đem cái này hai thanh kiếm dung luyện chung một chỗ, phí của trời, nguyên bản ngươi hoang ma thiên kiếm trưởng thành vậy sẽ bị ảnh hưởng, mà kiếm gãy cũng đem hoàn toàn tống táng, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào mở ra lòng đất bình phong che chở, bắt được thần ấn. Hoang lão ở luân hồi mộ địa bên trong sốt ruột gầm thét, gào thét, khi thì uy hiếp khi thì cầu xin tha thứ, Diệp Thần lại cũng không để ý hắn. Nhưng còn có biện pháp khác. Thần Độ Uyển Nhi nhìn cổ ước mặt tái nhợt gò má, cái này luyện thần nhất tộc thực lực thật sự là không đủ xem, để cho nàng chặc chặc lắc đầu. Còn có một cái biện pháp, chính là cần phải có người giúp ta chế trụ hai thanh kiếm cắn trả lực, để cho ta có thể chỉ chuyên chú tại tìm được cái này hai thanh kiếm khí linh câu liền chỗ. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, hoang ma thiên kiếm đối với ta đã nhận chủ, ta dĩ nhiên là có thể chế trụ nó, chỉ là cái này kiếm gãy. Giao cho ta, Thần Độ Uyển Nhi nói, ánh mắt nhưng cố ý tránh ra liền Diệp Thần, tựa hồ không muốn để cho Diệp Thần thấy nàng như nhau. Diệp Thần ở trong lòng bật cười, Thần Độ Uyển Nhi tính cách thật sự là rất mâu thuẫn, rõ ràng hành động đã thực hiện đều là muốn tốt cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra một bộ chẳng muốn cùng mình quá mức quen thuộc rõ vẻ mặt. Cổ ước gật đầu một cái, nhìn về phía Thần Độ Uyển Nhi có chút ngượng ngùng nói, Thần Độ tiểu thư, ngươi mới vừa cho hắn thuốc. Có còn hay không, có thể hay không cho ta một viên, ta khí huyết này đôi quỹ, tạm thời không cách nào điều động nội tức. Thần Độ Uyển Nhi không biết làm sao, chỉ có thể tiện tay ném cho hắn một viên, thật là cho thái thượng thế giới mất thể diện. Nuốt vào đan dược cổ ước sắc mặt ngay tức thì khôi phục đỏ ửng, cái này thần đồ bảo điện đan dược dĩ nhiên là dược liệu thật tốt. Áp chế thời điểm chú ý nhất định không thể quá cường thế, nếu không khí linh sẽ phải chịu uy hiếp, không cách nào thành lập. Diệp Thần và Thần Độ Uyển Nhi đồng thời gật đầu một cái. Bành! Luyện thần lửa lần nữa cháy, vô số ngọn lửa đem kiếm gãy và hoang ma thiên kiếm che lại, vô cùng nóng bỏng lửa tức,
đem ba mặt người gò má nướng đỏ ửng một phiến. Huyết thần ngồi xếp bằng ở trên đất, cẩn thận quan sát ngoại giới chiều hướng, cái này luyện hóa đã đến một bước mấu chốt nhất, hắn phải gợi lên 120% tinh thần. Diệp thần cảm giác được mình nội tức một hồi sôi trào, hoàng ma thiên kiếm bị luyện thần lửa nướng, cùng hắn tới giữa sinh ra liên lạc. Cho ta trấn áp. Diệp thần huyết mạch lực truyền bá ở hoang ma thiên kiếm bên trong, lấy hắn vô cùng là cường hãn huyết mạch, trấn áp hoang ma thiên kiếm đối với luyện thần ngọn lửa phản kháng cùng chiếm đoạt. Bên kia thần Đỗ Uyển Nhi, thái thượng hàn băng nguyên khí giống như sợi tơ vậy, vững vàng trói buộc ở kiếm gãy, cắt đứt nó xoay tròn thế công. So với Diệp thần đơn thuần trực tiếp huyết mạch trấn áp, thần Đỗ Uyển Nhi chính là kỹ lưỡng rất nhiều. Nàng đem cổ ước nói nhớ kỹ trong lòng. Từng cái sợi tơ bị kiếm gãy quy luật nơi cắt đứt, nàng lập tức thì sẽ bổ sung một cái, tuyệt đối không có cưỡng ép lấy lực phá lực, phòng ngừa cổ ước xây không lập được khí linh. Lần này đối với cổ ước mà nói, ung dung rất nhiều, có hai người giúp hắn áp chế cắn trả lực, hắn chỉ cần đem hai người hòa hợp chỗ tìm được, thành lập khí linh liên lạc. Giống nhau ma sát khí, chính là chúng hai người liên lạc. Ở nơi nào? Cổ ước trán đầy vải lên một tầng mịn mồ hôi mỏng. Kiếm gãy và hoang ma thiên kiếm liên lạc với để đang ở đâu vậy? Từ tàn linh chỗ vào tay. Diệp thần đột nhiên nói, lập lại huyền hàn ngọc mà nói, nếu kiếm gãy tàn linh hung tàn như vậy ma bạo ngọn nguồn có lẽ chính là nó. Cổ ước gật đầu một cái, vậy luyện thần chùy đã phá không mà ra, hung hãn đập ở trên thân kiếm kia. Nhưng mà ngay tại cửa này kiện lúc, trên bầu trời, hư không đột nhiên biến dạng. Cái này hơn năm không gặp thủ đoạn à. Một đạo hùng vĩ thanh âm truyền tới, xa xa xem tới, nhưng là một vị yểu điệu cô gái. Huyết minh thật màn hào quang, ngoài ra một đạo thanh âm lạnh như băng, để cho nghe được ra đầu tê dại. Lời còn chưa dứt, ngập trời hơi thở rơi xuống, hình thành một phiến màu đen gió bão, cuộn sạch ở toàn bộ thật màn hào quang bên trên. Có người xông trận, huyết thần thân thể run một cái, cả người đã vung thân lên. Người nào, dám đến này quấy rối? Huyết thần thân hình thay đổi, đã đột phá thật màn hào quang bảo vệ, đón vậy hai người đi. Ùm ùm, màu đen bạo gió rơi xuống, quy luật lực tràn ngập, bao phủ huyết thần, vô cùng minh mông quy luật lực, từ trong đó chiếu nghiêng xuống. Thật màn hào quang bị hắc gió bão chấn động, phía trên ngưng tụ máu tanh bạo lực lóe lên, chống cự gió đen bạo. Ngay tại lúc này, một cái to lớn bạch ngọc bàn tay, xuyên thấu toàn bộ gió đen bạo, từ phía trên đè ở huyết thần trên thân hình. Đó là một vị ông già. Ông già búi tóc phát ngang ở trên đỉnh đầu, hắn thân thể hơi thở khô bại, nhưng một kích này, nhưng mang vô thượng quy luật lực. Huyết thần hai quả đấm ngưng tụ ra huyết bạo oai, ánh mắt vạch qua cái này hai người, bất quá hắn quả thật không có ấn tượng gì. Những cái kia lật đổ trí nhớ mảnh vỡ, ở hắn thức hải bên trong, từ đầu đến cuối không thể nối thành hình ảnh. Một quyền một trưởng đánh vào cùng nhau. Ha ha ha. Nhiều năm không gặp, người thực lực lại đã nhỏ đến chỗ này cùng trình độ. Thật là làm cho người than thở à. Lão kia người trên đầu búi tóc bởi vì hắn cười như điên, mà có chút rung động. Hừ, bọn chuột nhắt vô danh. Huyết thần hừ một cái, cuồng vọng ánh mắt nhìn về phía lão kia người, hãy xưng tên ra, ta huyết thần không giết vô danh tiểu tốt. Xem ra ngươi là thật mất trí nhớ, liền ta đều không nhớ được. Quỷ vương Tiêu Bình. Tới lấy ngươi tánh mạng. Ông già ánh mắt có chút lạnh như băng, nhìn về phía huyết thần diễn cảm có không nói ra được dữ tợn. Trước chân chuyện cũ, ngươi nhưng toàn bộ quên sạch sẽ. Tiêu Bình thanh âm ào ào ở trong hư không truyền bá ra. Lão quỷ, ngươi nhớ hắn nhiều năm như vậy, nhưng người ta đã toàn bộ quên mất, nói cho cùng à, chính là chính ngươi không bỏ được. Phụ nữ kia một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm nhìn về phía Tiêu Bình. Người mỗi ngày ở cây hoa quế hạ tham thiền, nhưng có cảm ngộ. Quỷ vương sắc mặt tức giận, nhìn về phía phụ nữ kia, song diện tôn giả, người nói thêm câu nữa, ta ngày hôm nay liền ngươi một khối chém. Ha ha ha, cần gì phải tức giận đâu, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Cường đại thần quỷ khí tức chợt từ Tiêu Bình thân thể bên trong bung ra, chợt dày đặc quỷ khí đã trôi lơ lửng ở toàn bộ trong hư không. Lần sau, lại đùa giỡn như vậy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Bình tức giận thanh âm truyền tới, giọng đầy áp lạnh như băng uy hiếp. Quỷ vương cơn giận. Trong hư không nhất thời gió lớn gào thét, điện thiểm lôi minh,
ngay sau đó từng cái gào thét quỷ ảnh vô căn cứ xuất hiện. Từng đạo quỷ ảnh giống như trên trời hạ xuống thần binh, bò lồm ngồm ở Tiêu Bình trước người, vạn quỷ gầm thét, lại hướng hắn cúi đầu xưng thần. Tiêu Bình lui về phía sau một bước, nhắm mắt bốn hợp, hai tay tới giữa tràn ra dày đặc hắc khí, vô cùng ngang ngược cuồng bạo lực, từ trong hai tay của hắn văng tứ tán. Huyết thần ánh mắt đông lại một cái, đếm lấy tính chục nghìn quỷ ảnh, ở đó hai tay chỉ dẫn dưới, người trước gục ngã người sau tiến lên nghênh kích hướng mình. Huyết minh chiến thần kích. Một chuôi tản ra cực mạnh huyết bạo thần uy đại kích xuất hiện ở huyết thần trong tay. Nguy nga đại kích phía trên, rơi xuống trước một viên 10 phần long lanh trong suốt màu đỏ đá quý. Vậy đá quý trên thần thái ánh sáng, lấp lánh rực rỡ, đem toàn bộ hư không cũng sâu lấy hồng quang vẻ. Nặng như 5 tấn đại kích ở huyết thần trong tay giống như trẻ em đồ chơi, bị hắn tùy tiện ngay tại trong hư không tự nhiên ra, ở đó cuồng bạo chống đỡ bên trong, tạo thành từng đạo màu máu bóng sáng. Quỷ ảnh khéo mồm khéo miệng mở toang ra, màu đen quỷ thức nuốt phun ra tầng tầng quỷ sương mù, sền sệt chọc khí, khép kín ở huyết thần thần thức. Làm ra vẻ, huyết thần thần sắc kiên nghị, mình tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đối với quỷ vương này. Một bên còn có vậy song diện tôn giả mắt lom lom, nếu không một lần hành động công phá cái này hai người, chỉ sợ khó đi nữa bảo vệ Diệp thần. Huyết minh điện quang kích. Huyết thần tay cầm đại kích, thật cao dơ lên trời bên trong, từ vậy đại kích đá quý bên trên, tản mát ra thần quang tuyệt trần. Vô số lôi đình lực, ở trong hư không chút xuống ra, từng đạo giống như vắt ngang ở trong thiên địa sấm sét điện quang, đều bao trùm ở lớn kích bên trên. Quỷ mộ thần binh chém. Tiêu Bình cũng không phải đèn cạn dầu, lúc này thấy tia sáng kia vắt ngang lôi đình lực toàn bộ hội tụ ở lớn kích bên trên, ngập trời quỷ minh khí, đem toàn bộ trong hư không bao phủ ra một tầng quỷ ao thịnh yến. Vô số quỷ mộ thần binh, ở đó quỷ ao bên trên ngưng tụ ra, đao thương kiếm kích dìu câu âm thoa, ở đó quỷ ao bên trong ầm ầm đứng. Cuồng bạo sấm sét ánh sáng, cùng quỷ kia mộ thần binh đụng vào nhau. Quỷ ao bên trong quỷ minh khí, giống như là quỷ hồn nước vậy. Kích động ra. Bành! To lớn bạo ngược lực, từ trong tràn ra ra. Quỷ minh khí giống như là xúc tu vậy, câu liền ở đó đại kích bên trên, dày đặc quỷ ý tràn ngập ở trong này. Ta tới giúp ngươi một tay. Song diện tôn giả khoác trên người màu tím cái chụp đầu đã toàn bộ xé ra tới, sau ót của hắn chỗ, cũng không phải là tóc, mà là một tấm máu tanh kinh khủng mặt người. Như vậy bất thường kinh khủng tồn tại. Mới là người nữ kia tướng giọng nam nguyên do chỗ. Vô số điều màu tím trường xà hư ảnh, từ cô gái kia dưới người phất hiện, mỗi một con rắn cũng có thể thấy bóng loáng da thịt, phía trên hoa văn dị thường sáng lạng, thật dài lưỡi rắn phun hơi thở trước, đang quỷ dị nhìn chằm chằm huyết thần. Quỷ ao cũng không tản đi, vẫn là tràn đầy quỷ hồn bồng bềnh ở trong đó, chỉ là tất cả mục tiêu đều là huyết thần, trống rỗng hai con ngươi, đang vững vàng phong tỏa hắn trên thân hình. Huyết thần đại kích đá quý ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, máu tanh lực quanh quẩn ở toàn bộ trên hư không, đại kích ở hắn bàn tay lớn bên trong, lại chia làm hai, một chuôi côn ngắn, một chuôi ngắn kích, dài chừng công, lui có thể thủ. Hừ, lão quỷ, người còn nhớ vậy ngắn kích ngang qua thân thể cảm giác sao? Song diện tôn giả ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể sơ khai chung không quên được như vậy xuyên người lạnh lùng cảm giác. Nếu không phải bởi vì sự kiện kia phá hủy hắn khí nguyên. Hắn cần gì phải sống nhờ ở nơi này đồng bào muội trên thân hình, tạo thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ giữ tợn hình dáng. Xem ra không có quên, không chỉ là ta một người. Quỷ vương Tiêu Bình nhìn song diện tôn giả thê lương ánh mắt, xem ra tên này những năm này ổn định, bất quá là trang cho người ngoài nhìn. Đã như vậy, sẽ để cho chúng ta báo cái này cắt ra thù. Vô số trường xà vẫn là có vô số lệ quỷ, chen lấn đánh vào hướng huyết thần. Cái này hai người như vậy sát ý cường đại, để cho ở thật màn hào quang bên trong ba người, trong lòng vậy một hồi lo âu, huyết thần mất đi trí nhớ, đã sớm nhớ không được cái này hai người, hơn nữa thực lực lại không thể hoàn toàn khôi phục, như thế nào lấy một chọi hai. Vô số rắn ảnh quỷ ảnh cắn xé ở huyết thần da thịt bên trên, tạo thành từng đạo dữ tợn máu tanh vết thương, hai người kia thực lực không thể khinh thường, huyết thần ngưng trọng nhìn một cái màn hào quang ở giữa ba người. Vô luận như thế nào, phải kéo cái này hai người, để cho Diệp thần bình an đúc kiếm. Ngoại giới chiến cuộc càng hung hiểm, cổ ước đầu đầy mồ hôi, toàn bộ sau lưng vậy như nhỏ bọc như nhau, chảy xuôi mồ hôi.
Hắn luyện thần chủy bị hắn cờ múa hết sức điên cuồng, oanh oanh liệt liệt gõ mỗi một tấc địa phương. Có thể hay là tìm không tới? Không, không thể nào. Cổ ước nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đột nhiên biến thành màu vàng, nhìn về phía vậy kiếm gãy thần sắc tràn đầy thần thánh ánh sáng mạnh. Luyện thần xích kim mâu, tàn linh hiện. Ở đó con mắt đưa mắt nhìn dưới, một tôn vô cùng là nhỏ hẹp tàn linh, từ kiếm kia thân bên trong dạo chơi ra, cười mỉa nhìn cổ ước, tựa hồ là ở bị ý hắn chỉ có bản lãnh như vậy. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Cổ ước khi nhìn đến cái này tàn khéo léo trong nháy mắt, luyện thần chùy dâng lên giống nhau xích kim quang mang, ầm ầm đập về phía nó. Thân độ uyển nhi nguyên bản bọc ở trên thân kiếm thái thượng băng hàn sợi tơ, lúc này đều bị cái này xích kim chùy mang cắt đứt. Hoang ma thần nguyên, lẫn nhau là câu thông. Cổ ước tiếng như chuông lớn, tám chữ to giống như Phật xuyên, đem vậy kiếm gãy và hoang ma thiên kiếm vững vàng quấn quanh chung một chỗ. Kiếm linh kia hóa là vô tận cuồng ma hơi thở, tựa như hình lưới, đem cái này hai thanh kiếm bao phủ trong đó. Tìm được. Cổ ước lúc này lộ ra đại hỉ vẻ, công phu không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc là tìm được cái này khí linh liên lạc. Hôm nay cái này tàn linh toàn bộ cuồng ma sát khí thành tựu dựa vào, liền nhất định có thể lấy là thời cơ, đem cái này kiếm gãy trực tiếp dung luyện đến hoang ma thiên kiếm bên trong. Diệp thần khóe miệng vậy hơi vuốt, bước này trở thành, thuyết minh bọn họ đã thành công một nửa. Được, thân độ uyển nhi khó khăn phải gọi tốt, lúc này nàng vốn là băng xương căn nguyên, đã từ kiếm gãy bên trên rút lui, ngược lại giống như sóng khí như nhau, ở đó tàn linh bọc bên trên, lần nữa bao phủ một tầng băng xương lực. Diệp thần, đem hoang ma thiên kiếm bên trong suối vàng linh khí trừ ly, dẫn nhập cái này tàn khéo léo cuồng ma sát khí. Cổ ước vừa nói, hắn luyện thần chùy, đang một khắc không ngừng chùy đánh vào vậy hình dạng như lớn kén hai chuôi thần binh. Diệp thần đã sớm chuẩn bị xong, suối vàng linh khí trong thoáng qua đã bị hắn trừ ly ra hoang ma thiên kiếm bên trong. Hư, huyền hàn ngọc thanh âm vang lên, ngươi không thể trực tiếp trừ ly suối vàng linh khí. Còn chưa cùng huyền hàn ngọc thanh âm rơi xuống, vậy nguyên bản to lớn lớn kén lúc này ầm ầm vỡ ra. Vô cùng cuồng nhảy vút ma sát khí, đem cái này ba người hết thảy đánh ra, khá tốt chỉ là đợt khí uy lực còn lại, cũng không có đối với ba người tạo thành bao lớn tổn thương. Huyền tiên tử, tình huống vừa rồi, kết quả là tại sao? Diệp thần đầu óc mơ hồ, bình thường bọn họ loại phương thức này, hẳn là vạn vô nhất thất à, huống chi lớn kén đều đã tạo thành. Suối vàng linh khí đối với hoang ma thiên kiếm là chất dinh dưỡng, một khi cưỡng ép toàn bộ trừ ly, hoang ma thiên kiếm trưởng thành mạch văn, đem sẽ nhanh chóng héo rút, đừng nói tàn khéo léo ma sát khí rót vào trong đó, coi như là lại cho ngươi một viên hoang ma thiên kiếm hạt giống, vậy không có cách nào dung hợp vào một chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần đem huyền tiên tử suy diễn nói một chút, cổ ước gật đầu liên tục, đây đúng là hắn sơ sót. Diệp thần, đem kiếm gãy chôn ở mộ bia dưới, huyết thần dính dấp tới thế lực, ta tới giúp ngươi san bằng. Hoàng lão tức giận thanh âm lần nữa truyền tới, chỉ cần ngươi không luyện hóa kiếm gãy, ta thề, ta tuyệt đối không nghĩ nữa muốn chiếm thân xác. Diệp thần nhưng đối với thanh âm này bịt tai không nghe, đối với hắn mà nói, hoàng lão cam kết giống như đánh giấm vậy, không thể nào tin nổi. Nếu không thể trực tiếp trừ ly... Vậy ta dùng suối vàng linh khí đem vậy tàn khéo léo ma sát lực vây quanh bọc lại, từng điểm thay đổi hoang ma thiên kiếm bên trong linh khí. Diệp thần suy tính, như vậy phương pháp có lẽ sẽ có một ít chậm chạp, nhưng là giống vậy vậy an toàn rất nhiều, tỷ lệ thành công cũng có thể bảo đảm. Cũng tốt, cổ ước gật đầu một cái, chỉ bất quá hoang ma thiên kiếm bên trong mạch văn đã lần nữa khép lại, chúng ta chỉ có thể một lần nữa mở ra. Không có sao, chỉ cần còn có hy vọng. Diệp thần cũng không ý kỵ quá trình khó khăn, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Một lần sinh hai lần quen thuộc, rất nhanh tiến trình đã lần nữa đẩy đi vào bước thứ ba, một cái bị băng xương bám vào lớn kén lần nữa tạo thành. Cổ ước luyện thần chùy, ở phía trên chi chít gõ. Diệp thần sau lưng bầu trời hoàng tuyền đồ lúc này đã lần nữa khép mở, vô số suối vàng linh khí, tạo thành một đạo chính giữa khí lưu. Đem từng luồng tàn linh ma sát đưa vào hoang ma thiên kiếm mạch văn bên trong. Có thể được. Huyền Hàn Ngọc thanh âm mừng rỡ vang lên, cái biện pháp này mặc dù chậm chạp, nhưng so với những phương pháp khác hiển nhiên muốn an ổn rất nhiều, chỉ bất quá một cái tưới mạch văn, thời gian không thể lường được.
thân độ uyển nhi băng xương lực giống như thuốc bôi trơn như nhau, ở hai chuôi thần kiếm tới giữa va chạm lưu chuyển, tạo thành từng đạo ánh sáng. Diệp Thần tụ tinh hội thần, không dám sai lệch chút nào, để tránh công dã tràng. Thời gian lưu chuyển, tất cả tử mạch văn đã toàn bộ thay đổi xong, chỉ còn lại duy nhất chủ mạch văn. Cổ Ước thần sắc càng ngưng trọng, trong tay luyện thần chùy tung tích tốc độ đều bắt đầu chậm lại, nguyên bản to lớn kén hình, lúc này đã nhỏ đi lại 1/3, hiển nhiên cái này hai thanh kiếm đang lấy mắt thường thấy tốc độ dung hợp. Diệp Thần không dám hết lấy xem nhẹ, bát quái thiên đan thuật mở, đem mình toàn bộ thần thức thuộc về không ngừng quá trình khôi phục. Đột nhiên, một đạo cực hãn hắc quang, từ trong kén nhập vào cơ thể ra, vô cùng cuồng vọng ma sát khí, phóng lên cao. Huyết thần thật màn hào quang đều không cách nào chống đỡ uy năng của nó, trực tiếp xuyên thấu mà qua, nhắm thẳng vào thương khung. Thân độ uyển nhi cả kinh, vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, lúc này Diệp Thần đóng chặt đôi mắt, toàn lực ứng phó đẩy tới chủ mạch văn thay đổi, không biết chút nào đạo cái này luyện chế đưa tới thiên địa dị tượng. Vậy đen thui như mực hắc quang, treo oánh oánh lòe lòe mùi máu tanh, vạn thú giận phải, quần ma loạn vũ, cuồng bạo tàn phá, gào thét thương khung. Như vậy rộng lớn thiên địa dị tượng, một nhất định sẽ đưa tới cái khác thế lực mơ ước. Thân độ uyển nhi mâu sắc xuất hiện lo âu thần sắc, âm thầm hạ định quyết tâm, vô luận có thế lực gì trước tới quấy rối, nàng cũng sẽ coi giữ Diệp Thần, cho đến hoàn thành sau cùng đúc. Huyết thần quay đầu nhìn từ thật màn hào quang bên trong bay lên ma sát khí, trong lòng biết cái này đã đến mấu chốt trình tự, lúc này tuyệt đối không thể bị hai người quấy rầy. Xem ra các ngươi hẳn cùng ta có thù cũ, ta đang suy nghĩ, ta đã từng là không phải đem các ngươi hung hăng đánh tan qua. Huyết thần xoa xoa mình khóe miệng tràn ra máu tươi, mặc dù ta không nhớ được, bất quá năm đó có thể đem các ngươi đánh rơi, hôm nay cũng được. Huyết minh phần thiên bảo. Huyết thần trong tay ngắn kích phóng lên cao, nguyên bản rơi xuống vẩy vào trong hư không máu, thấm nhuần ở lớn bên trong máu, lúc này toàn bộ đều giống như nghịch thế giọt mưa vậy, từ dưới đi lên hiện lên. Huyết thần ngắn kích rạch một cái, từ trong cổ tay văng tung tóe ra vô số máu, huyết dịch hắn cùng ở giữa thiên địa vô số giọt máu dung hợp chung một chỗ, mỗi một tơ đều mang huyết thần dấu vết. Từng giọt tròn xoe giọt máu, đang ùng ùng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ta lấy ta huyết tế điện ngươi chờ. Tất cả giọt máu, cùng trong chốc lát toàn bộ nổ lên, hóa là xương máu, đem Tiêu Bình và Song Diện Tôn giả vây quanh bọc lại. Huyết thần trong cơ thể máu tươi cơ hồ bởi vì một kích này đã thành khô kiệt thái độ thế. Không, cho ta chết. Tiêu Bình ánh mắt ứ máu, mặc cho máu kia xương mù ở trên người mình nổ tung cũng không ngừng né tránh, vọt tới huyết thần trước mặt, bạch ngọc bàn tay mang dễ như bỡn thần uy, trực tiếp xuyên qua huyết thần ngực. Huyết thần nhìn mình bị xuyên qua ngực, hắn không nghĩ tới đối phương lại là này cùng lấy mạng đổi mạng dáng điệu, cả người đã từ trong hư không rơi xuống. Tiêu Bình đôi mắt trợn tròn, huyết bạo đối với hắn tổn thương cũng để cho hắn mất đi ngự không khả năng, đi theo huyết thần rơi xuống. Hắn từ từ chậm thân ngồi dậy, cuồng vọng cười lớn, ha ha ha, người rốt cuộc chết liền rốt cuộc chết. Song Diện Tôn giả tránh được huyết bạo lực, rồi sau đó mới chậm rãi rơi vào quỷ vương bên người. Nhàn nhạt nói, ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi có ý gì? Tiêu Bình văn lời ấy, ho kịch liệt trước, tựa hồ phải đem trọn đời khí huyết toàn bộ vụ đi ra. Hắn còn chưa có chết. Song Diện Tôn giả nhìn nằm trên mặt đất huyết thần, ánh mắt vô cùng là lạnh lùng, huyết thần vậy nhỏ như tơ nhện sinh mệnh lực, còn ở từng điểm tồn tại, thậm chí còn có tăng cường khuynh hướng. Như thế có thể. Tiêu Bình hoài nghi đến, hắn mới vừa trực tiếp đem huyết thần tim lấy ra. Vô luận như thế nào, Tiêu Bình đều sẽ không lại còn sinh tồn khả năng. Mà nhưng vào lúc này, nằm sấp đối diện với hắn huyết thần động, một cái máu rầm rề bàn tay, từ từ chống lên toàn bộ thân thể. Ha ha ha, được, ta ngược lại là phải cảm ơn ngươi. Huyết thần thanh âm giờ phút này có chút quái dị, nhưng là đầy áp vô cùng mừng rỡ tình. Có lẽ thật là bái ngươi cửa ban tặng, ta hôm nay, không chết được. Huyết thần vừa nói. Toàn bộ thân thể đã lần nữa đứng, nguyên bản biến mất tim, lúc này máu tươi đẫy đà dưới, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa mọc ra. Cái gì? Tiêu Bình sắc mặt kịch biến, không dám tin tưởng mình trước mắt nơi gặp. Song Diện Tôn giả lại tựa hồ như có chút nhớ thi, khó trách cái này mấy chục ngàn năm, người một mực còn sống, lại nhân duyên tế sẽ biến thành không chết khu. Hai người nhìn nhau một cái, vẻ mặt hoảng hốt,
bọn họ cho tới nay thủ oán đối tượng, hôm nay không lão bất tử. Ngay tại hắn hai người ngẩn ra để gặp. Phốc, chỉ gặp huyết thần một tiếng kêu đau, miệng phun máu tươi, xem một cái diều đứt dây như nhau bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã ở màn hào quang trước. Huyết thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, chật vật đứng lên, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đối với hắn xuất thủ bóng đen, thân thể không khỏi chấn động một cái, người lại là ai? Minh Tông Băng Hoàng, Quỷ Vương Tiêu Bình và Song Diện Tôn Giả cũng là cả kinh, miệng đồng thanh nói. Lúc đầu thừa dịp ba người kịch đấu lúc len lén ra tay trọng thương huyết thần người chính là huyết thần sống chết cửu nhân Minh Tông Băng Hoàng. Hừ, người hai người vẫn là như năm đó như nhau, ngu không thể nói, không lão bất tử thì thế nào, lại tìm một thạch bích treo mấy chục ngàn năm thôi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho hắn chết quá mức dễ dàng sao? Ngươi nói đúng, nếu hắn không lão bất tử, vậy hãy để cho hắn chịu hết hành hạ. Song Diện Tôn Giả thấy vậy cười như điên nói. Nếu như và Quỷ Vương hai người ít nhiều có chút miễn cưỡng, hôm nay Băng Hoàng lão nhi gia nhập, nhất định có thể sống bắt huyết thần. Được, chỉ như vậy, Quỷ Vương Tiêu Bình tâm tư kín đáo, ngay tức thì phụ họa nói, muốn mượn Minh Tông Băng Hoàng tay diệt trừ huyết thần. Hừ, Minh Tông Băng Hoàng tuy có khinh thường, nhưng cân nhắc đến vừa có thể chém chết huyết thần còn có thể thiếu phí chút thủ đoạn cũng chỉ ung dung mở miệng nói, hai vị, ta cùng cái này huyết thần làm có cửu oán. Ngày hôm nay liền cùng ngươi hai người chung nhau chém chết này. Dứt lời ba người âm thầm gật đầu đồng loạt hướng huyết thần đánh tới. Huyết thần thấy tình cảnh này trong lòng mắng, ta đời trước làm cái gì chuyện thất đức, rốt cuộc là đã làm chuyện gì, lại có nhiều người như vậy muốn giết ta. Dứt lời hít sâu một hơi, ánh mắt thâm độc nhìn về Minh Tông Băng Hoàng ba người. Tới đi, để cho ta hôm nay cùng các ngươi những thứ này bọn chuột nhắt đứa nhỏ cứ việc chơi chơi. Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, kéo trọng thương thân thể dứt khoát hướng Minh Tông Băng Hoàng ba người phóng tới, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Chỉ bằng ngươi, Băng Hoàng lộ ra lau một cái nụ cười châm chọc, ba người đồng loạt ra tay, thượng trung hạ ba bản công nhập huyết thần mạng môn. Huyết thần chỉ bằng vào không chết khu, chỉ có thể là lấy bị động bị đánh phương thức kéo bọn họ tạm thời chốc lát. Ngay tại lúc này, đám người từ nóng vậy chú ý tới Diệp Thần cái hướng kia truyền tới dị tượng. Thần sắc hơi đổi. Mùi này, Hoang Ma Thiên Kiếm lại tái hiện. Băng Hoàng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi huyết thần, ánh mắt tham lam nhìn về phía màn hào quang bên trong ba người, vậy bị ngọn lửa bao gồm lớn kén, trong đó thấm vào ra ngất trời hắc quang, chính là ma sát khí. Như vậy lẫm liệt mà tàn bạo kiếm khí, chỉ có thể là Hoang Ma Thiên Kiếm. Không đúng, đây là đang tiến hóa Hoang Ma Thiên Kiếm, là người nào, lại có như năng lực này, tiến hóa Hoang Ma Thiên Kiếm. Băng Hoàng quay đầu nhìn Song Diện Tôn Giả và Quỷ Vương Tiêu Bình, tựa hồ muốn phán đoán cái này hai người đối với mình đoạt kiếm có uy hiếp hay không. Ta hai trước người tới liền chỉ là vì đánh chết huyết thần, những chuyện khác, chúng ta không tham dự. Song Diện Tôn Giả nói, hôm nay Băng Hoàng chính là ngồi ngư ông đắc lợi, coi như là nàng hai người dám giận nhưng cũng không dám nói. Dưới mắt chiến bất quá sẽ để cho hắn cầm chính là, chờ đến sau này bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể lại đem ngày này kiếm đoạt trở lại. Giờ phút này, thật màn hào quang bên trong, Diệp Thần thần niệm mang vậy bọc lại tàn linh ma sát khí linh khí, đang chậm rãi đẩy tới chủ kia mạch văn tới giữa. Nhưng là huyết thần gào thét cùng đánh giết, để cho hắn cả người có chút nóng nảy, hơi thở bắt đầu không quá vững vàng. Bên ngoài Băng Hoàng tròng mắt dữ tợn, được, như vậy Hoang Ma thần kiếm, nhưng chính là bổn hoàng vật trong túi. Diệp Thần. Cổ Ước thời gian đầu tiên cảm giác được Diệp Thần biến hóa, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nếu như lần này không được, bên ngoài có cường địch, bọn họ đem lại không cơ hội. Diệp Thần, ổn định tâm thần, không nên để cho huyết thần tiền bối trắng trắng bỏ ra. Thần độ huyền nhi băng xương lực bao phủ ở Diệp Thần thần thức tới giữa, đem thanh âm ngăn cách. Phốc, Diệp Thần trong miệng máu tươi tràn ra, bảo vệ ở thần thức trên thần độ huyền nhi. Lúc này vậy bởi vì hắn cắn trả mà gặp phải Hoang Ma Thiên Kiếm chống cự, trong miệng giống vậy phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần, thân đồ tiểu thư, Cổ Ước trong lòng kinh hãi, đã đến một bước cuối cùng, chẳng lẽ là phải thất bại trong gang tấc sao? Không, Diệp Thần tinh thần chấn động một cái, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem cái này hai thanh kiếm luyện hóa thành, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Trong nháy mắt, lực lượng, hồn lực, đều trở thành linh lực. Hơn nữa,
vẫn là tinh thuần cực kỳ thái nhất linh lực. Linh lực này ở hắn trong đan điền dâng trào, bơm vào đến một quả màu đen hạt châu bên trong, chính là Huyền Linh Châu. Rồi sau đó, quanh thân luân hồi huyết mạch bộc phát ra, lần nữa quấn quanh ở đó suối vàng linh khí bên trên, đem vậy tàn linh ma sát khí lần nữa gói lại, tiếp tục truyền tống đến chủ mạch văn bên trong. Cái này một ngắn ngủn nhạc đệm, lại để cho Cổ Ước và thân Đồ Uyển Nhi toát ra mồ hôi lạnh, may mà Diệp Thần còn có thể kịp thời thu hồi tâm tư, toàn lực luyện chế, chỉ là, huyết thần tiền bối hắn cho dù là không chết khu, lần này lăng nhục xuống, cũng đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa vậy mới vừa đuổi tới khác một cường giả, tựa hồ đang mơ ước bọn họ hoang ma thiên kiếm. Không cần để ý ta, ta biết sử dụng cấm thuật, trì hoãn 10 tức. Huyết thần thanh âm ở bọn họ ba người trong óc nhớ tới, ta vĩnh sinh không chết, không cần lo lắng. Rồi sau đó, một đạo kinh thiên gầm thét ở bên ngoài vang khắp. Muốn đánh thiên kiếm chủ ý, người có không hỏi qua ta. Ta là huyết thần, không chết huyết thần. Huyết thần máu trong vắt một cái tay, ở trên người mình điên cuồng vẽ phù văn, mỗi hoàn thành một quả phù văn, hắn hơi thở cũng sẽ bạo tăng một phân, cho đến cả người trên người toàn bộ đều là chi chít phù văn bí pháp. Ta quên chiêu này kêu là cái gì, bất quá cũng không ảnh hưởng giết các ngươi. Huyết thần thân hình hóa là một đạo sao rơi, lưỡi dao sắc bén vậy trực tiếp bay về phía vậy ba người, quanh thân xoay tròn đi ra ngoài lưu quang, giống như là tinh mang vậy, đâm ba người không mở mắt ra được. Cuồng bạo giận cuốn sát ý, đánh vào trên thân ba người, một tí một tí một tí, tựa hồ không biết mệt mỏi, không sợ tổn thương, chỉ như vậy ùng ùng tàn phá tới đây. Vô tận quy luật hòa khí sóng phun trào. 10 tức đã qua. Còn chưa đủ sao? Huyết thần trong lòng chấn động một cái bi thương, 10 tức đã qua, hoang thiên ma kiếm còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là hắn nhưng lại cũng không có đánh một trận khả năng. Dưới mắt, chỉ còn lại cái này thân xác. Có thể cầm tới đường cánh tay ngăn cản xe. Nếu như không có Diệp Thần, hắn còn sống vậy như chết liền vậy, huyết thần nghĩ tới điều gì, không do dự nữa, lấy thân thể là thần binh, hướng ngoài ra ba người đụng đi. Đột nhiên một cái thép cây dù to từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp cắm vào bốn người tới giữa đất trống chỗ, kích thích một hồi bụi mù. Ồ, Minh Tông băng hoàng cả kinh. Nhô lên bất ngờ phát hiện thép cây dù to bên trên một cái xinh đẹp lệ bóng người lẳng lặng đứng ở phía trên, dành riêng cho thái thượng thế giới uy áp, ở nàng trên mình tràn lan ra. Trong lòng cảnh giác chi tâm lại đưa lên liền mấy phần. Bỏ mặc các ngươi có cái gì trước trần thù cũ, mau rời đi, ta còn có thể thả các ngươi một cái mạng. Thân Đồ Uyển Nhi cũng sớm đã chú ý chiến cuộc, ở Minh Tông băng hoàng ra tay lúc Uyển Nhi thì đã phát hiện tung tích của hắn. Cái này băng hoàng chính là lúc ấy nàng tàn sát một nam một nữ kia lúc đó, âm thầm người theo dõi. Hôm nay gặp huyết thần đã phơi bày ra đèn cạn dầu giống như, cho dù hắn không chết, cũng sẽ không là bọn họ đối thủ của ba người. Diệp Thần lúc này chính là đúc lại thần kiếm thời khắc mấu chốt, phân thân hết cách, 10 tức đã qua, huyết thần không có sức chỉ hoãn. Thân Đồ Uyển Nhi dù là mới vừa trải qua cắn trả lực, lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt đi ra, gấp rút tiếp viện huyết thần. Ngươi ra ngoài làm gì? Ta còn có thể đánh một trận. Huyết thần thấy thân Đồ Uyển Nhi cũng là sững sờ, rồi sau đó lại cố ý nói. Ta là xem tiền bối quá cực khổ, đi ra để cho ngươi nghỉ ngơi, thân Đồ Uyển Nhi khẽ mỉm cười, đem vậy cắn trả lực toàn bộ đè xuống. Được, chớ khinh thường, cái này ba người từng chiêu đưa ta vào chỗ chết, thực lực đều là không thua chi ta, chú ý thì tốt hơn. Huyết thần nói, trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Mình hành tẩu giang hồ những năm này ít có người có thể chân tránh quan tâm hắn sống chết. Huyết thần, người nhanh lên điều tức hạ, tiếp theo để cho ta gặp bọn họ một chút ba cái. Thân Đồ Uyển Nhi biết huyết thần người bị trọng thương, mặc dù khiếp sợ tại ba người thực lực mạnh mẽ, nhưng là biết huyết thần hiện tại không cách nào chống lại, cũng chỉ có thể nhắm mắt mình một mình nghênh chiến ba người. Diệp thần ngươi cho ta bắt chặt đi ra, ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Thân Đồ Uyển Nhi trong lòng mặc niệm một tiếng, liền hướng Minh Tông băng hoàng ba người đánh tới. Chỉ gặp thân Đồ Uyển Nhi tay cầm thép dù, trong thoáng qua thép dù liền biến ảo thương ảnh, bọc băng xương khí hướng ba người điểm tới, đến mức cỏ cây trùng thú đều là hóa là cột băng. Minh Tông băng hoàng phi thân lên tránh ra, nhìn lại song diện tôn giả và quỷ vương Tiêu Bỉnh liền không như thế ung dung, đi qua mới vừa rồi cùng huyết thần cuộc chiến, hai người cũng có chút lực không theo tim, quỷ vương Tiêu Bỉnh coi như tốt chút.
miễn cưỡng chĩa vào cái này một công thế, rên lên một tiếng hướng lui về phía sau mấy bước. Song diện tôn giả liền không may mắn như vậy, hai cánh tay chống cự thân Đỗ Uyển Nhi súng thế, thép hàn súng ở thân Đỗ Uyển Nhi băng xương công pháp ra chỉ xuống, đầu thương điểm ở song diện tôn giả trên hai cánh tay, ngay tức thì hắn hai cánh tay đều biến thành nước đá, còn không cùng song diện tôn giả kịp phản ứng, thân Đỗ Uyển Nhi nhất thức hồi mã thương, cán thương vung ở hắn bị đóng băng trên hai cánh tay, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, song diện tôn giả hai cánh tay lại như cùng cục băng như nhau bể ra. Trong chốc lát tình cảnh thật là quỷ dị, không có máu tươi tung tóe, không có đau mất hai cánh tay tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cứ như vậy qua hai ba hơi thở thời gian, song diện tôn giả từ đánh chúng tỉnh hồn lại, ngạc nhiên phát hiện hai vai hạ trống rỗng, tay ta đâu? Tay ta đâu? À, song diện tôn giả đầy mắt tia máu khiếp sợ nhìn về phía thân Đỗ Uyển Nhi, hai chân không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Quỷ vương Tiêu Bình khiếp sợ hơn. Nhanh chóng đi tới song diện tôn giả sau lưng, thấp giọng nói, chuyến này chỉ khó đi nữa đối với huyết thần ra tay, chúng ta trước tạm lánh mũi nhọn đi. Dứt lời không cùng song diện tôn giả mở miệng, kéo hắn hướng xa xa chui đi. Phế vật chính là phế vật. Minh Tông băng hoàng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái hai người phương hướng trốn chạy, tỉnh hồn nhìn về phía thân Đỗ Uyển Nhi nói. Người cái này tiểu ni ngược lại có chút thủ đoạn, nếu như ta không đoán sai. Như vậy thủ đoạn ngươi sợ rằng rất khó dùng nữa chứ. Không cần phải vì một cái người ngoài phối hợp mình tánh mạng. Thân Đỗ Uyển Nhi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mình hao phí hơn nửa công lực nhất kích lại bị cái này băng hoàng một mắt nhìn thấu. Thân Đỗ Uyển Nhi hít sâu một hơi nói, ta thái thượng cường giả muốn bảo vệ cái kế tiếp chính là thiên nhân vực người, giống như lấy đồ trong túi, ngươi như vậy hành vi, chính là cùng ta thái thượng là địch. Bé gái, ngươi không uy hiếp được ta, ngươi chết. Xóa đi ngươi nhân quả dấu vết, thái thượng thế giới liền không tìm được ta. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta vừa vặn thiếu một chuôi thần binh. Cái này hoang ma thiên kiếm nếu ta gặp, đó chính là ta băng hoàng đồ. Dứt lời, Minh Tông băng hoàng ánh mắt tham lam kia nhìn về Diệp Thần bọn họ chỗ ở màn hào quang. Thân Đỗ Uyển Nhi trong lòng run lên, hắn là muốn giết người đoạt bảo. Lão đầu này thật là tham lam vô cùng. Mặc dù thân Đỗ Uyển Nhi như thế lẩm bẩm. Nhưng là vẫn là ánh mắt kiên định nhìn về phía Minh Tông băng hoàng, trong tay hàn súng lần nữa biến ảo, trong thoáng qua biến thành tên dáng vẻ. Minh Tông băng hoàng cũng là lại nữa lời nói, quanh thân vận chuyển linh lực, vô số đạo hàn băng lưỡi dao sắc bén biến ảo ra, ngay tức thì hướng thân Đỗ Uyển Nhi bắn tới. Thân Đỗ Uyển Nhi phi thân nhảy một cái, tay cầm thép tên đồng dạng là huyễn hóa ra hàn băng mũi tên nhọn hướng Minh Tông băng hoàng đánh lại đi. Hai cổ hàn nhận đụng vào nhau. Thậm chí đều là sinh ra rõ ràng có thể thấy được ánh lửa, có thể gặp hai người đối với hàn băng khí vận dụng đều đã là lô hỏa thuần thanh bước. Hai người không ngừng biến đổi thân vị, như hai đạo ánh sáng ảnh không ngừng né tránh, ở vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén không ngừng va chạm hạ, thân Đỗ Uyển Nhi cũng là từ từ thể lực chống đỡ hết nổi, có chút ứng tiếp không nổi. Một không lưu ý, chỉ gặp một đạo huyết quang phóng. Thân Đỗ Uyển Nhi nơi bả vai lại bị Minh Tông băng hoàng hàn băng lưỡi dao sắc bén ngay tức thì xuyên thủng. Minh Tông băng hoàng cũng là không chậm trễ chút nào, lòng bàn tay khí lạnh hóa kiếm nhanh chóng hướng thân Đỗ Uyển Nhi đâm tới. Thân Đỗ Uyển Nhi hít sâu một hơi, trong tay thép tên lần nữa biến đổi, còn không chờ biến đổi tốt hình thái, Minh Tông băng hoàng đã phi thân tới trước người, băng kiếm thẳng gai trên mặt nàng cửa. Thân Đỗ Uyển Nhi mắt gặp không có sức ngăn trở Minh Tông băng hoàng cái này ác liệt nhất kích, tuyệt vọng phát ra sau cùng gầm thét, Diệp Thần, ta đường đường thái thượng thân Đỗ thiếu chủ. Lại vì ngươi cầm mệnh nhét vào thiên nhân vực. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên mây đen từng cơn. Thậm chí mơ hồ có vô tận lôi kiếp phun trào. Phát sinh cái gì? Băng hoàng khoảng cách thân Đỗ Uyển Nhi càng ngày càng gần, giết nàng chỉ cần một hơi thở đủ rồi. Có thể, giờ phút này, hắn lại cảm thấy một chút tử vong uy hiếp. Thiết thiết thực thực tử vong uy hiếp. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Đột nhiên, hắn cảm giác rõ ràng. Hắn con người hướng màn hào quang phương hướng nhìn lại. Không tốt, cái này, làm sao có thể? Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp màn hào quang bên trong một đạo mang ngút trời sát ý bóng đen như nhanh như tia chớp đột nhiên bắn ra. Minh Tông băng hoàng quanh thân ngay tức thì bộc phát ra một đạo băng thuẫn. Nhưng mà, làm băng thuẫn chạm được bóng đen, ngay tức thì bị vô tình biến dạng. Rồi sau đó, bóng đen kia không dừng lại chút nào. Lại trực tiếp từ Minh Tông băng hoàng ngực xuyên qua,
lại là hướng Quỷ Vương Tiêu Bỉnh hai người rời đi phương hướng bay đi. Thân Độ Uyển Nhi vốn cho là mình phải chết, nhưng mà phục hồi tinh thần lại bỗng nhiên phát hiện trước mắt Minh Tông Băng Hoàng lại ngực có một cái chén lớn lỗ máu, lúc này đã không có một chút sức sống. Mà bóng đen kia một đường đâm rách hư không, bay đến Quỷ Vương Tiêu Bỉnh và Song Diện Tôn Giả bên này, hai người mới vừa bước vào hư không lối đi bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu hồi xem, cũng cảm giác có một cổ gào thét mà đến ma sát khí, từ phía sau tấn công tới, để cho hai người cảm thấy một hồi nghẹt thở. Bởi vì, một chuôi đen thui như mực cự kiếm đang quỷ dị treo lơ lửng trên không trung, mũi kiếm chỉ hướng hai người. Thân Độ Uyển Nhi mặt đầy kinh hãi, quay đầu nhìn về phía thân ở màn hào quang bên trong Diệp Thần. Diệp Thần bởi vì thời gian dài hao tổn, lại gặp cắn trả, cả khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, vết máu đọng lại tại hạ ngạc bên trên, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Cổ Ước cũng không khá hơn chút nào, ở chui luyện cuối cùng, hắn không tiếc cháy tự thân khí huyết lực để hoàn thành, hiện nay cả người hơi thở yếu ớt, nếu như không phải là Diệp Thần dìu đỡ hắn, phỏng đoán đã sớm quỳ sụp xuống đất. Thành công! Thân Độ Uyển Nhi đỡ dậy nửa nằm ở bên cạnh huyết thần, hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, thật giống như không chỉ là thành công, mới vừa ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nó tự hồ cảm thấy ta tâm ý, lại mình xì ra, một lần hành động đối với đâm xuyên qua tên kia. Không phải ngươi khống chế. Thân Độ Uyển Nhi kinh hãi, nàng vốn là lấy làm cho này là Diệp Thần thúc đẩy, lại không nghĩ rằng lại là vậy Hoang Ma Thiên Kiếm tự chủ hành vi, tàn bạo như vậy mà bá đạo thần uy, toàn bộ xuất thân từ một thanh kiếm. Không phải ta khống chế, ta cũng không nghĩ tới, cái này Hoang Ma Thiên Kiếm lại tự đi ra tay. Cổ Ước cật lực há miệng một cái, mắt gặp hắn khí huyết đôi khô, Thân Độ Uyển Nhi vội vàng lại lấy ra một quả thái thượng đan dược. Cho hắn ăn vào, miễn cưỡng cho hắn khôi phục một chút nguyên khí. Từng có cổ tịch ghi lại, phàm thần binh đều có linh, ở không ngưng tụ căn nguyên kiếm linh trước, nếu có thiên đại nhân quả cơ duyên, cũng có thể sẽ sinh ra bảo vệ căn nguyên ý thức. Bảy càng đưa lên, xuất sắc ngày mai tiếp tục, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha tương đương. Diệp Thần nghe lời nói này mới vừa chấn định lại, không nghĩ tới đem cái này kiếm gãy dung luyện vào Hoang Ma Thiên Kiếm sau đó, lại có tốt như vậy chỗ. Bất quá, bình thường xem ra, Hoang Ma Thiên Kiếm ở luyện hóa trước thượng thuộc về non kiếm, bản thân uy năng đều không cách nào toàn bộ triển lãm, là không nên xuất hiện kiếm linh bổn nguyên, cho nên ta suy đoán, hẳn là cái này kiếm gãy bản thân ẩn chứa đặc thù uy năng, trợ lực cái loại này căn nguyên ý thức sinh ra. Như vậy loại căn nguyên kiếm linh xuất hiện có phải hay không ý nghĩa chúng ta lần này luyện hóa thành công, có thể còn có cái gì tai họa ngầm. Thân Độ Uyển Nhi chậm rãi điều chỉnh khí huyết. Gặp gỡ cắn trả sau sức lực ngoan cố kháng cự, để cho nàng cả người cũng có chút tiêu tụy. Hẳn là không có. Cổ Ước cẩn thận trầm ngâm, bất quá còn muốn cùng Hoang Ma Thiên Kiếm trở về, thật tốt kiểm tra một phen, mới có thể xác định. Ừ, còn dư lại giao cho ta, các người mau sớm khôi phục một chút đi. Diệp Thần nhìn huyết thần và Thân Độ Uyển Nhi áo khoác mang máu, cứ việc thời gian này hắn một mực chuyên chú luyện hóa, nhưng là cũng biết tình huống chiến đấu thảm thiết. Và vậy ba vị thái chân cảnh cường giả, đồng thời giao phong làm sao có thể không có hao tổn. Cá chép ban phúc, bát quái thiên đan thuật. Huyền diệu bát quái thuật ngang qua ở toàn bộ không gian, đoàn đoàn thiên đan thuốc thơm bọc lại đám người, từng luồng thiên địa linh khí ở bát quái này thiên đan thuật dưới sự chỉ đạo, lẻn vào đám người bên trong cơ thể, trợ giúp bọn họ khôi phục căn nguyên lực. Huyết thần không chết khu, so sinh mệnh lực của mình đều không xính hơn để cho, khôi phục cực nhanh. Nguyên bản thương thế yếu nhất hắn, ở bát quái này thiên đan thuật chiếu cố dưới, trong cơ thể máu đang lấy mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng, trong cơ thể khí huyết sát tràn ngập thân thể. Diệp Thần xoa xoa máu đen trên mặt, Hoang Ma Thiên Kiếm lấy sấm sét tốc tràn ngập ra, mặc dù đã biến mất ở hư không, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được thiên kiếm đã xuyên qua Song Diện Tôn Giả và Quỷ Vương kia Tiêu Bỉnh tim. Liên tiếp ba vị cường giả thái chân cảnh máu, tựa hồ để cho Hoang Ma Thiên Kiếm có chút hưng phấn. Vậy trải qua máu tẩy rửa thiên kiếm, lúc này đang có chút nhao nhao muốn thưởng thức càng nhiều mùi máu tanh. Trở về. Cái này vốn là bị Diệp Thần vẫn ẩn núp Hoang Ma Thiên Kiếm, lúc này luyện hóa sinh ra thiên địa dị tượng đã sớm đưa tới các phe kiêng kỵ, lúc này tất nhiên không thể bỏ mặc cho nó tiếp tục giết hại. Oanh. Hoang Ma Thiên Kiếm vô thượng kiếm uy từ trong hư không đâm ra, quanh thân màu đen hơi thở bọc lại thân kiếm, giống như ưng cưu đưa mắt nhìn vậy. Mang cao nhất ma sát khí, lấy dễ như bỡn hủy diệt ý,
bay về phía Diệp Thần. Cho dù là trưởng thành sau Hoang Ma Thiên Kiếm, cũng là lấy Diệp Thần vi tôn, cho dù thực lực bản thân mạnh hơn đi nữa, ở Diệp Thần trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Sấm sét lao nhanh tốc độ, ở đến Diệp Thần trước mặt trong nháy mắt, bỗng nhiên dừng lại, hào hùng màu đen ma khí yếu ớt tản ra. Diệp Thần đưa tay, đem Hoang Ma Thiên Kiếm nắm trong tay. So với vốn là non kiếm, lúc này Hoang Ma Thiên Kiếm giống nhau một bộ trang đang hình dáng, như vậy thần uy, mới là bước lên tám đại thiên kiếm một trong thiên kiếm thần hái. Cổ ước còn có luyện thần tộc chế tạo thần chuôi lưỡi dao sắc bén chấp niệm, cuộc đời này có thể luyện hóa một chuôi tám đại thiên kiếm, đã là hắn chí cao vô thượng quang vinh, lúc này thấy Hoang Ma Thiên Kiếm trở về, dĩ nhiên là không kịp đợi tiến lên rõ ràng một hai. Cái này thân kiếm hoa văn khắc ấn, tựa hồ cùng trước kia có chỗ bất đồng. Thiên kiếm đã có căn nguyên ý thức, cổ ước dĩ nhiên là không tốt bắt vào tay bên trong tới xem, chỉ có thể là ghé vào Diệp Thần bên người, dò đầu, hai tròng mắt bên trong lộ ra đỏ thắm vẻ, xuyên thấu vậy cuồn cuộn màu đen ma khí. Ừ, là bất đồng, hẳn là cùng vậy kiếm gãy trước khi Đường Vân, có chút giao hội sở trí. Ta điều tra một tí ngày này kiếm thần uy, phải chăng có chút biến hóa? Dứt lời, lại làm ra một bộ để cho Diệp Thần chém mình dáng điệu, chỉ là ở trên tay hắn luyện thần chùy tản ra tùy ý dung luyện thần quang. Diệp Thần mâu sắc bên trong có chút lo âu, cổ ước trạng thái bây giờ có thể chịu đựng thiên kiếm nhất kích sao? Hôm nay thiên kiếm mới vừa luyện hóa, không cách nào phán đoán uy năng của nó, lúc này như vậy điều tra qua tại nguy hiểm. Thân Độ Uyển Nhi nói, thái thượng luyện thần tộc cho tới bây giờ chính là luyện chế si mê người, lúc này thấy tự tay luyện hóa thần binh. Đầu óc tạm thời chạm điện cũng có thể hiểu, nhưng dẫu sao là nàng đem cổ ước mang hạ thiên nhân vực, vô luận như thế nào vẫn là phải giữ được cổ ước mệnh. Ừ, cổ ước trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng thái độ, hắn tạm thời chỉ muốn xem thần uy, quên mất bản thân mình thực lực quá thấp, không cách nào chính diện điều tra, có chút lúng túng sờ một cái đầu. Thân Đồ tiểu thư nói đúng, không bằng như vậy, Diệp Thần ngươi trấn áp Hoang Ma Thiên Kiếm, ta sẽ lấy luyện thần chùy gõ, tiến hành phán đoán. Diệp Thần gật đầu một cái, như vậy hắn vậy yên tâm rất nhiều. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vô số sao hỏa loang lổ từ luyện thần chùy cùng Hoang Ma Thiên Kiếm va chạm dưới sinh ra, thái thượng hơi thở và ma sát khí giao hội chung một chỗ, ở cái này ở giữa thiên địa, tiếng nổ vang khắp toàn bộ hư không. Không biết qua bao lâu, cổ ước đầu đầy mồ hôi thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thần, chúc mừng ngươi. Sau khi luyện hóa Hoang Ma Thiên Kiếm xa so đã từng là Hoang Ma Thiên Kiếm muốn càng cái thần uy, chứ chúng ta nguyên bản ở kiếm gãy bên trên phát hiện pháp thì đã toàn bộ bị luyện hóa đến Hoang Ma Thiên Kiếm bên trên, cái này kiếm gãy còn có một thần kỹ, cũng bị một trận giao phó cho Hoang Ma Thiên Kiếm. Thần kỹ, Diệp Thần lông mày nhướn lên, kiếm gãy vẫn còn có những thứ khác thêm thuộc tính. Ừ, cổ ước cao thâm khó lường cười, tựa hồ muốn bán cái thắt hút. Nhưng ở Thân Độ Uyển Nhi ánh mắt lạnh như băng dưới, dùng mình một cái, vội vàng tiếp tục nói, mới vừa cái này Hoang Ma Thiên Kiếm uống ba người máu, thực lực bản thân so mới ra lò lúc lại mạnh một chút. Cho nên thanh kiếm này, là thị huyết, dính máu càng nhiều, uy năng càng mạnh. Uống máu kiếm, Diệp Thần ánh mắt đổi được nhọn mà kỳ dị, cái này có phải hay không thì đồng nghĩa với Hoang Ma Thiên Kiếm tương lai sắp có vô tận không gian. Bất quá, người vậy nhất định phải cẩn thận. Nếu như kiếm này rơi vào giáp tâm bất lương người bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cổ ước nhắc nhở. Yên tâm, đây là ta Diệp Thần đồ, nhất định sẽ không rơi vào tay người khác, Diệp Thần tự nhiên biết kiếm này ý vị như thế nào. Chắc hẳn Hoang lão đã từng là thanh kiếm kia cũng có uống máu công hiệu, nếu không cũng sẽ không thành là thế gian cấm kỵ. Rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở Hoang lão trên tay? Sợ rằng nhâm tiền bối vậy không nói được. Nếu như thế, ta hai người đi trở về. Thân Độ Uyển Nhi dứt lời, bốc lên cổ ước cổ áo, ngay tức thì biến mất ở trong hư không. Cực kỳ dứt khoát. Bất quá thái thượng thế giới cường giả xác thực không thể ở thiên nhân vực lưu lại quá lâu. Nếu như giữ lại quá lâu, thiên nhân vực quy tắc sẽ đối với bọn họ tạo thành không bao giờ xóa nhòa vết thương. Liền đi như vậy, huyết thần có chút buồn bực nhìn Diệp Thần, nhìn qua vậy thái thượng thế giới cô nương đối với Diệp Thần nhưng mà có chút đặc biệt tình cảm. Không nghĩ tới rời đi như vậy quả quyết. Bọn họ nếu đi, vậy chúng ta vậy mau rời khỏi nơi này đi. Diệp Thần lần nữa đem Hoang Ma Thiên Kiếm bỏ vào bầu trời trong hoàng thuyền đồ, có suối vàng linh khí thấm nhuần, tin tưởng thiên kiếm vậy sẽ càng cái thần uy.
nơi này bởi vì cái này hoang ma thiên kiếm dị tượng, đã bại lộ, vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Huyết thần vốn là quần áo, hiện tại đã biến thành đỏ màu tím, tràn đầy mùi máu tanh. Tiền bối, ta đem sẽ trở lại Đông Cương vực, dùng cái này luyện hóa sau hoang ma thiên kiếm mở ra lòng đất bình phong che chở. Ừ, vậy thì đi đi. Huyết thần dửng dưng gật đầu một cái, dù sao hắn đã đi theo Diệp thần, vậy Diệp thần đi đâu hắn đi ngay kia. Nếu như ngươi không sợ ta liên lụy ngươi mà nói, ta tự sẽ cùng nói lần trước như nhau, đi theo cùng ngươi. Huyết thần đi mấy bước, đột nhiên dừng thân hình, trong khẩu khí có chút nghiêm túc, cùng hắn thường ngày phóng đãng hình hài một trời một vực. Tiền bối nói kia người sai vặt nói, chúng ta là cùng bạn. Diệp thần lắc đầu một cái, cho dù là trước vậy ba cái thái chân cảnh cường giả cũng là vì giết huyết thần tới, hắn cũng không có một giây muốn buông tha huyết thần, giống như huyết thần không có một giây chần chờ, liền lấy cấm thuật bảo vệ hắn luyện hóa hoang ma thiên kiếm. Dẫu sao khi đó, huyết thần cũng không biết mình là bất tử bất diệt, phần này thành tâm cùng hết sức chân thành, hắn dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Huyết thần cao vút cười tiếng vang lên, vang vọng ở toàn bộ trong hư không. Diệp thần mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là cảm giác luân hồi mộ địa hoang lão lại có động tĩnh. Thằng nhóc thúi, không nghĩ tới, ngươi lại luyện hóa thành công, cái này hoang ma thiên kiếm thần uy so với từ trước, quả thật cao hơn một đoạn lớn. Luân hồi mộ địa bên trong, hoang lão sâu kín lên tiếng, trong lời nói mặt là tràn đầy thất lạc, cái này Diệp thần trên mình đã có đại khí vận bao phủ, cường hãn như vậy hai chuôi cự kiếm đều đang có thể luyện hóa chung một chỗ. Hoang lão, vậy đại khái chính là ta cơ duyên đi. Thật là ngại quá, để cho ngươi thất vọng. Diệp thần lạnh lùng vừa nói, thần niệm không có một chút kích động. Ngươi cũng không cần lãnh ngôn lãnh ngữ, nếu ta ở ngươi luân hồi mộ địa bên trong, ta ngươi hai người liền phân không ra. Nghe lời nói này, Diệp thần khóe miệng vuốt một chút cười nhạt, xem ra cái này hoang lão là tới giảng hòa. Hoang lão nếu là có thể nghĩ như vậy, lại nữa đem một ít tà niệm thả ở trong lòng, vậy ta ngươi cũng không thể hài hòa sống chung. Diệp thần, ngươi bất quá còn là một thủy nguyên cảnh tiểu tử, tùy ý ngươi lá bài tẩy lại nhiều, thực lực cá nhân không có biến chất, vẫn là không cách nào chống lại thế lực lớn. Mặc dù Diệp thần không muốn thừa nhận, nhưng là hoang lão lời nói này có lý, cho tới nay, Diệp thần tốc độ trưởng thành đã coi như là nghịch thiên tài, nhưng là muốn đạt tới cùng thái thượng cường giả sánh vai thực lực, còn có thật dài đường phải đi. Thằng nhóc, thông qua chuyện này, ta đã cảm nhận được ngươi thủ đoạn, sau này, ta sẽ hết sức đi giúp ngươi. Hoang lão thở dài, tựa hồ ở ai oán cái thời đại này năm tháng biến đổi, hắn như vậy cao cấp cường giả, lúc này đã biến thành đợt sóng trước, bị Diệp thần cái này sóng sau hung hăng đánh vào bãi cát bên trên. Ha ha, hy vọng hoang lão nói được là làm được. Diệp thần khinh miệt cười một tiếng, hoang lão cái này trung thành, hắn là nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng, nếu như không phải là cổ ước về sau một phen. Đem hoang ma thiên kiếm uống máu đặc tính nói ra, cái này hoang lão hơn phân nửa còn sẽ co đầu rút cổ ở mộ bia bên trong. Như vậy giáp tâm không thể dò được, để cho người vừa xem trọn vẹn. Thế gian cấm kỵ, tuyệt sẽ không như thế đơn giản liền khuất phục người khác. Chí ít, Diệp thần còn không nhận vì mình có tư cách để cho thế gian cấm kỵ như vậy. Một ngày sau, Diệp thần và huyết thần liền trở lại Đông Cương vực. Đông Cương vực bên trong. Bất quá ngắn ngủi 10 ngày, Diệp thần lần nữa bước vào phát hiện biến hóa long trời lở đất. Vốn là trời xanh văn ấn chạm kiểm soát, đã thay đổi rút lui, từ đây đã thông Đông Cương vực cùng toàn bộ thiên nhân vực liên thông. Toàn bộ Đông Cương vực ở đạo vô cương chiến bại sau đó lâm vào chém giết bạo ngược hành vi, lúc này vậy lại không thể gặp, thay vào đó là tỉnh tỉnh hữu điều khu vực giám quản. Cửu điên tiền bối thật là thủ đoạn à. Diệp thần đầy ắp nụ cười thanh âm. Từ Đông Cương thần điện truyền tới, xa như vậy ở trên đám mây thần điện, lúc này đã là Cửu Điên thần điện, nguyên bản đạo vô cương hưởng thụ bạch ngọc danh khí, lúc này đã toàn bộ biến mất, cửa ban công thành Cửu Điên diễn võ trường, mà vậy bên trong thần điện, đang để trước ở diệt đạo thành bàn dài. Phía trên vẫn là phun mùi thơm khắp nơi thức ăn, Cửu Điên lôi thôi lếch thếch ngồi ở trong ăn muốn nghiến. Người trở về, Cửu Điên còn không có nuốt hạ thức ăn trong miệng, thấy Diệp thần sắc mặt nhất thời đại hỉ. Ừ, Diệp thần gật đầu một cái, đây là huyết thần tiền bối, đã từng tham dự qua chúng thần cuộc chiến. Cửu điên nghe vậy, liền vội vàng đứng dậy,
nhìn về phía đi theo Diệp Thần sau lưng cái này có chút sang sảng người đàn ông, hơi ngẩn ra, sau đó nói, chúng thần cuộc chiến. Tiền bối mau mau mời ngồi, nếu không phải chê, có thể nếm thử một chút, đây đều là Đông Cương vực thức ăn ngon. Huyết thần cũng không phải cái gì làm giá người, lúc này thấy cửu điên cái này bức càng dán địa khí lối ăn mặc, vậy không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, bưng lên trước mắt bầu rượu, một hồi uống hết. Lúc này mới bất quá 10 ánh nắng âm, người cái này Đông Cương vực xử lý chính là gọn gàng ngăn nắp à, Diệp Thần trêu ghẹo nói. Cửu điên quơ quơ tay, ta nào có bản lãnh như vậy, người xem ta diệt đạo thành thì biết. À, vậy đây là người nào bút tích? Diệp Thần nhớ lại lúc ấy diệt đạo thành hỗn loạn máu tanh, cũng biết cửu điên không phải xử lý thành chỉ bảo kiếm. Ai, ngươi ngược lại là hỏi ta còn muốn nói, vậy cùng ngươi cô gái nhỏ, không nghĩ tới còn có như vậy mới có thể. Ngươi nói là đây đều là Như Linh làm. Cũng không phải sao, ngươi đi liền sau đó Tam Kiệt tiếp tục thi hành diệt đạo thành vậy một bộ, nhưng toàn bộ Đông Cương vực cơ hồ rối loạn bộ, thật may Trương gia cô gái nhỏ tới, nói nàng xem ở ta giúp phần ngươi trên. Giúp ta bình định cục diện. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, không nghĩ tới vậy nũng nịu đại tiểu thư, ở đi qua như thế nhiều chuyện sau đó, lại có thể trông coi một tòa thành vực. Nói về, ngươi lần này trở về, có thể có biện pháp phá vỡ vậy lòng đất bình phong che chở. Ừ, rất có nắm chắc, Diệp Thần nói, hôm nay hoang ma thiên kiếm so với kiếm gãy cảng cái uy năng, muốn phá vỡ lòng đất bình phong che chở hẳn là dễ như trở bàn tay. Được. Vậy chúng ta ngày mai liền lại sông lòng đất, tìm thần ấn. Diệp Thần gật đầu một cái, vừa vặn hắn cũng có thể thừa dịp hôm nay, trước đi thăm Trương Như Linh, cái này tương lai Trương gia bảo vệ người, đã khá cái thần thái. Thần ấn, Huyết Thần nghe đến chỗ này, có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thần. Thực không dám giấu giếm tiền bối, ta là đời này luân hồi chi chủ, tuân tiền nhậm luân hồi chi chủ sai khiến, tìm thần ấn, bảo vệ sáu đạo luân bàn. Sở dĩ đi vẫn thần đảo, cũng là vì lấy kiếm gãy, chém ra bao trùm ở thần ấn trên bình phong che chở. Huyết Thần gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục truy hỏi, Diệp Thần luân hồi chi chủ thân phận, cũng không có để cho hắn liếc mắt. Mỗi cái người đều có mình lưng đeo vận mệnh và nhân quả, nếu hắn đã quyết định đi theo, như vậy bỏ mặc Diệp Thần thân phận gì, hắn cũng sẽ toàn lực tướng phù hộ. Có Huyết Thần tại chỗ, cửu điên rõ ràng thêm mấy phần câu nệ, đảm nhiệm người dẫn đường vậy. Dẫn hai người lần nữa đi đến nơi này để bình phong che chở trước. Mấy ngày không gặp, ta làm sao cảm thấy cái này thanh bích ao nước phạm vi, thật giống như lại lớn. Hơn nữa đã từng tầm mắt có thể đạt được thần ấn, lần này tựa hồ không có ở đây. Diệp Thần quan sát ao nước này, có chút nghi ngờ. Cửu điên vốn là tùy tiện, đối với cái loại này chi tiết nhỏ, nơi nào sẽ để ở trong lòng, đậm đà như vậy linh thuyền, còn không phải là càng nhiều càng tốt. Vậy thần ấn phỏng đoán chìm xuống, nhanh lên một chút chém ra cái này đặc thù bình phong che chở đi. Hắc ám nguyên phù lưu chuyển, cái này thế giới lòng đất quang minh toàn bộ ngăn cách, cả thế giới ngay tức thì rơi vào một phiến hắc ám bên trong. Hoang ma thiên kiếm. Diệp Thần răng môi thay đổi, bầu trời trong hoàng tuyển đồ hoang ma thiên kiếm bỗng nhiên bắn ra. Toàn bộ thế giới lòng đất, giống như có sấm sét âm, mình mông ra. Từng luồng ma sát khí. Làm màu máu rực rỡ tách thả ra, bên tai tựa hồ có quần ma loạn vũ cuồng vang, vô số ma ảnh rơi xuống, ở hắc ám bên trong dương nanh múa vuốt. Lau một cái vô cùng là kinh khủng kiếm khí mũi nhọn, phóng lên cao, trực tiếp ngang qua liền toàn bộ lòng đất, chiếu đến xa ở chân trời thương khung. Cái này vô cùng rộng lớn khí tượng, để cho cửu điên trong lòng khẽ run, đây lại là tám đại thiên kiếm một trong hoang ma thiên kiếm. Cao nhất nguyên binh hơi thở, đánh vỡ vô số hạn chế. Một cái cự kiếm từ Diệp Thần sau lưng hiện lên, quanh quẩn vô cùng sợ hãi thiên binh mũi nhọn. Mãi mãi khí sát phạt, mùi máu tanh ở nơi này cự kiếm trên gầm thét lao nhanh. Phá cho ta! Kiếm khí lộn, diễn hóa ra cao nhất thần ma luyện ngục, tinh không đấu chuyển, thương khung thất sắc, dọn ra giao phúc biển, tử điện sấm sét, đếm không hết xuất hiện ở kiếm này thân bốn phía chìm nổi. Ẩn chứa vô cùng không sợ hãi hoang ma thiên kiếm, liền cái này một tí. Đem vậy bình phong che chở xé nát, lộ ra rộng lớn linh thuyền. Quả nhiên là thần binh à. Cửu điên gật đầu, Diệp Thần nắm trong tay kiếm này, rất có một loại ngạo thị thế gian nhìn bằng nửa con mắt cảm giác. Nếu đã bổ ra bình phong che chở, vậy chúng ta đi ngay tìm tòi kết quả. Diệp Thần lăm le nói,
Hoàng Ma Thiên Kiếm bị hắn lần nữa thu hồi, cùng đồng thời nguyên bản mở ra hắc ám nguyên phù lúc này vậy toàn bộ tiêu tán. Ba người bóng người đã lướt qua bể tan tành bình phong che chở, hướng vậy đáy ao linh tuyển chỗ đi. Cùng lúc đó, lôi đình vô tận mật vân bên trong, một đạo thân ảnh đứng sững ở sấm chớp mưa bão bên trong, ùng ùng lôi đình lực toàn bộ đập ở hắn trên mình. Cửu điên, Diệp thần, căm hận mà oán độc thanh âm từ thân ảnh kia trong miệng gào thét nói, đó lại là từ Đông Cương vực chạy trốn đạo vô cương. Nếu như không phải là Nho Tổ hư ảnh đột nhiên ra tay, Hoàng lão đoạt mệnh nhất kích, đạo vô cương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn căn nguyên đại lộ là sấm sét, Nho Tổ hư ảnh đặc biệt đem hắn đưa vào lôi đình này chi địa, khôi phục thực lực bản thân, giờ phút này hắn đã khôi phục trạng thái tột cùng, tự nhiên đối với Cửu Điên và Diệp Thần hận thấu xương. Lúc này Đông Cương vực sự việc, hắn cũng sớm đã thông qua tai mắt có chút biết rõ, đối với Diệp Thần và Cửu Điên chiều hướng tự nhiên biết rõ. Hôm nay đất này đáy hồ suối đối với Diệp Thần và Cửu Điên đã không phải là bí mật. Hắn bảo vệ hơn 10.000 năm thần ấn, chẳng lẽ chỉ như vậy chắp tay nhường cho người? Không, hắn không cam lòng. Sấm sét mệnh bàn. Vô số sấm sét từ trong hư không nghiêng xuống, ở đạo vô cương trong tay tạo thành một cái tuyến đại bàng mệnh bàn. Từng đạo ánh sáng bạc điện lôi, ở nơi này mệnh bàn bên trên vỡ ra, oanh khiếu thanh âm rung động toàn bộ mật vân chỗ sâu. Oanh oánh quầng sáng lóe lên ở đạo vô cương trên mặt, đem hắn cả người gò má chia nhỏ thành vô số âm dương mảnh vỡ. Cái gì? Vậy mệnh trên khay duy nhất cây kim chỉ, lúc này lại biến thành một đạo ánh sáng tím vẻ, lạnh lùng chỉ một khối phương hướng. Khôn mệnh hướng, chọn đời nhất dịch. Lần này xem bói để cho đạo vô cương mặt lộ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lại là ta tiến vào lòng đất duy nhất cơ hội? Mệnh bàn trên ánh sáng màu tím, ở cái này lôi đình lực đánh xuống. Không có chủ nhân bảo vệ, đã bị đánh tan là phấn vụn. Được, vậy ta đi ngay đoạt lại đồ ta. Tham lam vô cương, đạo vô cương tham lam giống như hắn tên chữ như nhau, cái này bảo vệ vạn năm thần ấn, đã bị hắn coi vì mình vật riêng tư phẩm. Hắn bóng người rất nhanh liền biến mất ở cái này sấm sét bên trong. Đông Cương vực, lòng đất. Vốn là lòng đất ao suối bên cạnh, vô số mảnh vỡ tán lạc đầy đất, hóa là từng miếng phản xạ kính phiến. Đem vậy màu xanh biếc ao suối sáng bóng, chiết xạ ra vô số màu xanh điệp quang. Có người, huyết thần thân hình hơi chậm lại, quay đầu nhìn chằm chằm hậu phương lai lịch. Diệp thần và Cửu Điên nghe nói như vậy vậy dừng thân ảnh, quay đầu nhìn về phía vậy ao suối ra, bọn họ mới vừa bước vào ao suối sau đó, mới phát hiện cái này ao suối phần đáy, lại là một khối thế giới. Huyết thần cảm giác ở hắn ba người tới giữa dĩ nhiên là mạnh nhất, mặc dù có đậm đà linh tuyền ngăn cách. Nhưng vẫn có thể cảm giác được cái này ao suối ra thế giới. Là ai? Sắc mặt của hai người đổi được 10 phần ngưng trọng, người này biết lòng đất ao suối, hoặc là nói có thể biết thần ấn sự việc, để cho bọn họ không thể không chuyên tâm ứng đối. Ha ha ha, không nghĩ tới bảo vệ cái này vạn năm thần ấn, lại được thông qua ngươi mới có thể đi vào. Đạo vô cương vang dội thanh âm từ ao suối trên thế giới truyền tới, ý minh mông thần thái thái độ đem hắn trước khi lụn bại quét sạch. Mặc dù hắn thấy cái này ba người mâu sắc có chút kinh ngạc, dẫu sao huyết thần trên mình lưu chuyển cao nhất uy áp, để cho hắn có chút kinh hoàng. Nhưng hắn vì có thể đoạt lại thần ấn, đã không tiếc mặt mũi hướng Nho Tổ cầu xin một khối che chở, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trở lui toàn thân. Chú ý! Linh tuyền bên trong xuất hiện một cái vô cùng mập thạc bốn góc dị thú, trên trán ngang qua trước một cái to lớn màu xanh linh sừng, vô cùng hào hùng thanh linh mang. Từ nơi này linh sừng bên trên nhảy ra, giống như một cung tên khí, hướng Diệp thần đi. Cái này cự thú hình thái, cùng bọn họ trước ở bình phong tre trở ra chỗ đã thấy khá làm tướng tựa như, muốn đến bọn họ lúc ấy thấy chắc là cái này dị thú. Đạo vô cương giao cho ta, các ngươi đối phó dị thú. Cửu Điên tức giận hừ một tiếng, hai tay đã đánh ra hướng đạo vô cương. Ngươi năm lần ba lần xấu xa ta chuyện tốt, còn lấy là ta sẽ lưu tính mạng ngươi. Đạo vô cương sắc giận mặt đầy, Cửu Điên cùng hắn đối nghịch đã đếm lấy vạn năm, lần trước nếu như không phải là bởi vì Diệp thần, hắn sớm đã chết ở tính toán của mình dưới. Đạo vô cương áo oanh nứt ra tới, lộ ra màu bạc ngực, vậy trên lồng ngực, giống như chỉ bạc tuyến như nhau, khắc một bình kiếm. Lôi bạc cự kiếm, thiên diệt bách luyện. Chuôi này dâng trào cự kiếm, chậm rãi từ bên trong thân thể của hắn rời ra, quanh thân quấn vòng quanh sấm sét oai, tê tê tiếng sấm sét.
ở trong hư không để cho người sống lưng tê dại. Quen thuộc kiếm, vậy lôi kiếm dễ như bỡn hướng cửu điên đánh đi. Cửu điên cặp mắt dư quang, hướng Diệp Thần và huyết thần hư hư liếc một cái, ngay sau đó, nhanh chóng xoay người, đổi lại trong cơ thể hủy diệt đạo nguyên, ngưng tụ ra hai phía to lớn đại thủ ấn. Vô số hủy diệt đạo nguyên cùng gào thét lôi đình lực đụng vào nhau, vô số lôi đình lực, từ trong hư không hạ xuống, xuyên thấu qua ao suối, vây quanh bọc lại cửu điên. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Lôi bạc cự kiếm ở đó đoàn đoàn sấm sét bọc hạ không ngừng tự nhiên, cửu điên hủy diệt đạo ấn oai, tràn ra ra trùng điệp bất tận hủy diệt quy tắc, cùng cự kiếm kia đụng vào nhau. Vô số ao suối linh dịch ở nơi này hai cổ to lớn đụng dưới, bay lên ra vô số bọt khí, khò khè lỗ ở đáy ao ba động. Diệp Thần, phía dưới này có bình phong che chở kết giới. Huyết Thần đưa tay đẩy một cái, một đạo mắt thường không thể nhận ra bình phong che chở xuất hiện ở đây sâu trong lòng đất. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, hai người vị trí xảy ra rời đi, Huyết Thần chính diện chống lại vậy dị thú, mà Diệp Thần thì lần nữa sử dụng Hoang Ma Thiên Kiếm, dự định lần nữa phá vách tiến vào. Rào rào. Cuồng bạo ma sát khí, ở Hoang Ma Thiên Kiếm bên trên quanh quẩn, vô cùng bá đạo mùi máu tanh, ở đó bình phong che chở bên trên lưu lại một uông thủy vết. Lại không có phá. Diệp Thần nghi ngờ nhìn xem cái này bình phong che chở. Lấy Hoang Ma Thiên Kiếm hôm nay thực lực, cũng không phá nổi cái này bình phong che chở, nhất định có cổ quái. Cái này dị thú cùng cái này đáy ao linh tuyền nhất mạch tương thừa, vô luận bị vì sao loại tổn thương, cũng sẽ từ nơi này ao suối linh lực bên trong đạt được khôi phục. Huyết Thần lúc này vậy lui đến Diệp Thần bên người, có chút nhức đầu nói. Hắn làm người thẳng thắn rộng rãi, so với đối phó loại dị thú này, hắn càng thích chân ướt chân ráo chống lại. Dù là lúc này cái này dị thú cùng chính hắn bất tử bất diệt có hiệu quả hay như nhau. Hoang Ma Thiên Kiếm lại vậy không phá nổi cái này bình phong che chở. Ta có làm sao 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 hồi nghĩa địa bên trong, Hoang lão thanh âm lại lần nữa truyền tới, từ hắn lần trước chủ động cùng Diệp Thần giảng hòa sau đó, dáng vẻ đã thả rất thấp. Biện pháp gì? Diệp Thần thanh âm tràn đầy vội vàng, hắn thậm chí có thể cảm giác đến. Thần ấn nhất định ở nơi này đạo bình phong che chở sau đó, một chân bước vào cửa lại lúc này gặp chướng ngại. Cái này đáy ao linh tuyền tích tụ vậy không chỉ vạn năm, ở vốn là bình phong che chở bên trên đã lắng đọng ra mới bình phong che chở. Vốn là bình phong che chở tựa như cùng trước khi màn hào quang như nhau, Hoang Ma Thiên Kiếm ngay tức thì liền có thể đánh tan, nhưng là cái này lắng đọng ra mới bình phong che chở, tựa như cùng là một đạo vừa dày vừa nặng trận pháp. Vừa dày vừa nặng trận pháp. Ngươi nói là cái này toàn bộ đáy ao linh tuyền cũng cùng trận pháp này là một khối. Ngươi còn không đần à? Hoang lão hài hước thanh âm nói, thấy được Diệp Thần sắc mặt đổi được xanh mét, cũng biết lúc này không phải cố ý gây chuyện thời điểm, tiếp tục nói, cho nên muốn phá vỡ cái này bình phong che chở, không chỉ có cần thiên kiếm, còn cần giải trừ trận pháp. Giải trừ trận pháp, là đánh bại đầu này cùng linh tuyền hòa làm một thể dị thú, vẫn là hút liền toàn bộ đáy ao. Diệp Thần dù muốn hay không liền nói, nhất cậy mạnh đơn giản biện pháp giống như theo như lời hắn. Ngươi nếu nghĩ tới, liền thử một chút đi, Hoang lão một bộ ngươi nếu đã biết, vậy ta vậy không việc gì có thể nói thần thái. Huyết Thần tiền bối, chỉ sợ ta muốn phá vỡ cái này bình phong che chở, cần trước nghĩ biện pháp đánh tan cái này dị thú. Được, Huyết Thần gật đầu một cái, vô số giọt máu đã từ trong tay hắn ngưng tụ ra, giống như bầu trời đầy sao như nhau. Thật nhanh đem vậy dị thú bọc lại. Bảo, dị thú vậy xanh huỳnh gia thú ở nơi này vô số giọt máu phá sập dưới, chảy ra rách thịt, chỉ bất quá trong này bao gồm cũng không phải là máu thịt, mà là so linh dịch này càng sền sệt màu xanh vật chất. Diệp Thần trơ mắt nhìn vậy vô số màu xanh vật chất bị nổ bể ra, lại đang thoáng qua tới giữa, vô số vật chất từ vậy vô tận minh mông linh dịch bên trong làm loãng bổ sung nói nó trong cơ thể. Công kích vậy ngạch giữa linh sừng. Diệp Thần huy động trong tay Hoang Ma Thiên Kiếm, ngang ngược ma sát khí, giống như một đạo làn sóng điện, thẳng tắp hướng linh thú sừng. Huyết Thần trong tay màu máu trường kích hiện lên, ùn ùn kéo đến mùi máu tanh, đem vậy linh thú bao phủ trong đó. Rào rào. Hoang Ma Thiên Kiếm và màu máu trường kích đồng thời đâm xuyên qua vậy linh thú linh sừng. Vô tận u bí xanh biếc ánh sáng rực rỡ, từ vậy thú sừng bên trong chút xuống ra. Lẫn vào cái này mờ mịt vô tận ao suối linh dịch bên trong. Thành.
huyết thần mi sắc lộ ra mừng rỡ, Diệp Thần sức quan sát vẫn là tương đương bén nhạy. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu đạo phòng tuyến thứ nhất đã công phá, vậy hắn thì phải đem còn dư lại tầng thứ hai bình phong che chở đâm thủng. Hoàng ma thiên kiếm thần uy dưới, hoành chém vào cái này lòng đất bình phong che chở dưới. Vô số trong suốt sáng bóng, chỉ như vậy hóa là mảnh vỡ, vô số linh dịch ở cái màn hào quang này bể tan tành trong nháy mắt, một cổ não nghiêng xuống. Cửu điên tiền bối. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía cùng đạo vô cương chiến khí thế hừng hực cửu điên, vội vàng hô. Ta kéo hắn, các ngươi đi vào. Cửu điên lắc đầu, vốn là hắn cùng đạo vô cương tự oán, lần trước nếu như không phải là đạo vô cương lợi dụng hắn học trò thiết kế hắn, lại mượn hắn sư phụ chạy trốn, hắn cũng sớm đã chém giết đạo vô cương. Dù sao có huyết thần tiền bối ở đây, Diệp Thần lấy được thần ấn nhất định là lấy đồ trong túi. Diệp Thần cũng không nói nhiều, cùng huyết thần cùng nhau, rơi vào cái này tầng hai bình phong che chở thế giới lòng đất. Cái này thế giới lòng đất giống như một khối thị trường thế giới mới, nguyên bản nghiêng sâu xuống linh dịch, ở nơi này mênh mông thế giới lòng đất, thậm chí liền nước mưa cũng không tính, ở trong quá trình rơi xuống, đã bị hạ xuống hơi nóng, bay lên thành vô số linh khí. Nơi này đã không đơn thuần là thế giới lòng đất, càng giống như là cao cấp cường giả sáng tạo tương tự tự tại thiên thế giới. Diệp Thần cùng huyết thần cũng không có tùy tiện đáp xuống vậy lòng đất trên mặt đất, mà là ngự không đứng, cẩn thận quan sát cái này lòng đất tình huống. Cũng có thể, bất quá nếu quả thật như ngươi suy đoán như vậy, vậy thành lập thế giới này đại năng, hẳn là thái thượng thế giới cao cấp cường giả như vậy tồn tại. Diệp Thần trong tay xuất hiện vậy tôn nặng nề tìm thần cổ bàn, hắn cần lần nữa xác định thần ấn vị trí. Người nào, lại dám xông ta thần ấn tộc? Vậy sâu thẳm trên mặt đất, xuất hiện một đám thân mặc gia thú người, mỗi người bọn họ cũng sắc mặt nghiêm khắc, trong ánh mắt để lộ ra vô tận cảnh giác ý, thật sâu nhìn về phía cao treo trên không trung hai người. Diệp Thần không có để ý những thứ này gia thú người lửa giận, ánh mắt chăm chú nhìn tìm thần cổ mâm vị trí. Tiền bối, thần ấn là đúng là nơi này. Vậy thì nghĩ biện pháp bắt được. Huyết thần hai cánh tay ôm ở trước ngực, không chút nào đem những người này coi ra gì. Tại hạ Diệp Thần, bị cái này tìm thần cổ bàn chỉ dẫn, đặc biệt tới lấy được thần ấn. Những cái kia thân mặc ra thú người, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cảnh giác như cũ tràn đầy, trong tay mỗi người cũng xuất hiện một chuôi trường đao bên trong tưới trước đạo đạo quy luật. Ta thần ấn nhất tộc mấy đời thần bảo vệ ấn, người bất kỳ không được cướp lấy. Một cái đỉnh đầu búi tóc thật cao bàn ở sau ót người đàn ông, nhảy tới trước một bước, trong tay trường đao văng tung tóe ra vô số uy năng, nồng đậm xanh biếc ánh đao xuất hiện ở đao ảnh bên trên. Ta cũng không ác ý, Diệp Thần vuốt tay, cầm trong tay tìm thần cổ bàn hướng vậy người đàn ông dơ dơ lên, ta có tìm thần cổ bàn, là chúng mục tiêu nhất định phải bắt được thần ấn người. Ta quản ngươi có cái gì, thần ấn đối với chúng ta thần ấn tộc mà nói là cực kỳ trọng yếu thánh vật. Người bất kỳ cũng không có tư cách cướp lấy. Vậy người đàn ông chút nào không nói phải trái, trong tay trường đao nâng lên, một đạo to lớn đao ảnh phơi bày ra trăm lần thái độ hướng Diệp Thần chém tới. Cái này thế giới lòng đất linh khí điên cuồng từ các nơi lao nhanh ra, hội tụ ở đó đao ảnh tới giữa, vô số quy luật giống như đồ đằng như nhau, vắt ngang ở nơi này đao ảnh chỗ đi qua. Diệp Thần hồn thể đổi thành, sử dụng sát kiếm, hào hùng hủy diệt đạo ấn bao trùm ở sát kiếm bên trên. Đen thui hung sát khí, cùng vậy đao ảnh đan vào một chỗ. Bùm bùm long. Âm tiếng va chạm ở đao ảnh và sát kiếm tới giữa vang vọng, đem toàn bộ lòng đất không gian cũng sinh ra một chút chập chờn. Cùng tiến lên. Vậy người đàn ông gặp mình một chiêu lại không có đánh tan đối phương, hơi biến sắc mặt, hắn hiển nhiên không có một đối một kinh nghiệm, mắt gặp một người thực lực chưa đủ, liền gọi tất cả thần ấn tộc người vừa động thủ một cái. Ta cảm giác được cái này thế giới lòng đất linh khí vô cùng là cổ quái, cùng trước đáy ao thế giới linh dịch nguồn mặc dù không hết sức giống nhau, nhưng sẽ cho người huyết mạch động lại. Huyết thần nhìn xem tay mình cánh tay, hắn đối với huyết mạch lực nắm trong tay 10 phần nhạy cảm, lúc này bất quá ở nơi này thế giới lòng đất đợi không tới một khắc thời gian, cũng cảm giác được quanh thân huyết mạch lưu chuyển 10 phần chậm chạp, thậm chí đang dần dần ảnh hưởng hắn sức phản ứng. Thần ấn cuồng đao. Rất nhiều thần ấn tộc trong tay đao ảnh, cuồng ma loạn vũ giống vậy hướng Diệp Thần và huyết thần chém tới đây, lần lượt thay nhau ngang dọc bóng sáng, mạnh mẽ quy luật lực. Diệp Thần con ngươi, bỗng nhiên co rúc một cái, đen nhánh sát kiếm bên trên,
một cổ vô cùng huyền ảo chập chờn, ở nơi này kiếm phong bên trên kích động, mênh mông hồn lực rót vào đến sát kiếm trên cái hộp, tinh thiên hồn pháp vận chuyển, sát kiếm bên trên lại là tựa như trong nháy mắt vòng vô số quy luật. Nguyệt hồn chạm, nháy mắt tức thì, một kiếm chém ra. Trong thiên địa không khí ở một kiếm này chém ra ngay tức thì, phảng phất định cách vậy. Một đạo tựa như do quang đúc thành kiếm mang, bắn ra, thoáng qua cùng vậy vô số đạo ảnh đụng vào nhau. Vù vù, một tiếng vang dội, một đạo chập chờn hướng bốn phía cấp tốc lan đi, ở nơi này va chạm dưới, trên mặt đất tạo thành từng đạo rãnh. Hư không sụp đổ, đao mang nổ tung. Chỉ gặp, vô số đao mang vết rách, ở cự kiếm kia dưới, hóa thành hư ảnh. Nguyên bản cuồng phách đao ảnh, ở kiếm quang này dưới bốc hơi, ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hóa là chấm trong suốt. Kéo hắn, người đàn ông ánh mắt như đuốc. Cái này xông vào hai người thực lực bất phàm, khó đối phó, hôm nay bằng cho bọn hắn mượn những người này lực lượng, khó mà chống lại, phải dựa vào thế giới lòng đất quy tắc lực, hạn chế bọn họ thực lực. Thống lĩnh, bọn họ thực lực xa so chúng ta tưởng tượng kinh khủng hơn. Một cái trong đó tuổi tác thiên ấu thanh niên, sắc mặt có chút sợ hãi, hắn từ ra đời liền một mực ở nơi này thần ấn thế giới, chưa bao giờ đặt chân ngoại giới, thậm chí hắn từng ngây thơ lấy là. Hắn như thực lực này cũng đã là nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng là hôm nay đứng ở trước mặt hắn cái này người thanh niên, lại có một chút khủng bố, thậm chí đối phương tuổi tác nhìn qua so hắn còn nhỏ hơn một ít. Bọn họ nhiều người như vậy, đều đang không cách nào dung chuyển hắn một chút nào, thậm chí đứng ở bên cạnh hắn cái đó khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông, cũng không có giúp ý. Ta thần ấn nhất tộc, mấy đời bảo vệ thánh vật, cho dù chết, vậy không sợ hãi chút nào. Vậy người đàn ông thần sắc dữ tợn, bọn họ dựa vào nơi đây linh khí sống sót, đối với sẽ hạn chế huyết thần và diệp thần không gian linh khí, nhưng là bọn họ cường đại nhất dựa vào. Chúng ta cũng là cứng rắn cướp, đạt được tìm thần cổ mâm chỉ dẫn, mới tới chỗ này, ta tôn trọng các ngươi bảo vệ, nhưng là các ngươi có biết hay không tìm thần cổ bàn cùng thần ấn quan hệ. Diệp thần thở dài, hắn chẳng muốn bỗng dưng gia tăng giết hại, trước mắt những thứ này thần ấn tộc người. Cảm giác chính là người giữ cửa như nhau, chưa chắc biết thần ấn sau lưng sự việc. Người có ý gì? Người đàn ông căm tức thanh âm hô, cái loại này coi thường bọn họ thái độ, để cho hắn vô cùng là tức giận, trong tay trường đao lần nữa nâng lên, một bộ phải đem Diệp thần ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Lô Minh! Vào thời khắc này, một cái ông lão thanh âm đột nhiên vang lên. Trên người lão giả khoác vô cùng là chân quý cáo trắng da thú, đứng ở đàng xa. Xem chừng bên này chiến cuộc, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, để cho hắn nói một chút. Người đàn ông thấy ông già, buồn bực a một tí, chỉ có thể hận hận lui ra. Tiền bối, vãn bối Diệp thần, là đang tìm thần cổ mâm dưới sự chỉ dẫn, mới đi tới nơi này, đúng là vì thần ấn tới. Ừ, vô số linh khí lan tràn ở ông lão dưới chân, giống như là một đóa tiên vân vậy, đem hắn cả người nhờ phù đến Diệp thần trước mặt. Thằng nhóc! Người có thể biết cái này ta thần ấn tộc cùng nho tổ nhất mạch quan hệ. Diệp thần lắc đầu, không nghĩ tới cái này thần ấn tộc lại cùng nho tổ có liên quan. Ta thần ấn nhất tộc mấy đời thần bảo vệ ấn, bất quá trong tay ngươi nếu cầm nho tổ nhất mạch năm đó luyện chế thần khí, vậy ta ngược lại là có thể nghe ngươi một lời. Ông già sắc mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, thiếu niên này thực lực không thể khinh thường, bên cạnh cái đó người đàn ông trung niên khỏe mạnh thực lực lại là sâu không lường được. Bất quá, nếu ngươi đi tới ta thần ấn nhất tộc, muốn nói, cũng phải xem ngươi có hay không tư cách. Lão kia người hai tay một phen, một chuôi giống nhau như đúc thần đao xuất hiện. Toàn bộ thế giới lòng đất linh lực giống như một cái màu xanh du long, hóa là một đạo bóng sáng, gào thét chui vào cái này thần đao bên trên. Khoảng cách như vậy gần, thần đao thoáng qua đã chém tới Diệp thần trên mình. Hồn thể đổi thành, tuất đất nguyên phù. Diệp thần nguyên bổn đã 10 phần cường hãn thân xác, lúc này lại là bọc lên một tầng dày rậm rạp tuất đất nguyên khí. Phốc suy, ông già ngang ngược thực lực, xa không trước khi thần ấn người giữ cửa có thể sánh vai, vậy thình lình nhất kích, còn có vậy vô tận hư không linh khí xen lẫn ngang dọc, để cho Diệp thần đối với cái này một đao lại không thể tránh né. Phun một ngụm máu tươi bắn ở vậy đao ảnh bên trên, vậy cái màu xanh du long ở nơi này luân hồi huyết dịch văng tung tóe dưới. Phát ra tê tê bốc hơi thanh âm. Huyết thần tiền bối, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Diệp thần một tay lau mép một cái vết máu, một cái tay khác liền vội vàng kéo một cái huyết thần.
huyết thần trường kích hiển nhiên đã ở nơi này ông già trường đao sử dụng thời điểm, đã nắm trong tay, chỉ bất quá gặp Diệp Thần ngăn cản mình, chỉ có thể tinh tinh xóa bỏ. Lão kia người thấy vậy, thấy máu cùng linh khí va chạm, không khỏi nhướng nhướng mày mao, à. Lại là luân hồi huyết mạch. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, căn bản không nghĩ tới cái này ông già liếc mắt liền nhìn ra lai lịch, liền nói tiền bối, vãn bối cũng không có ác ý, chính là cần lấy được thần ấn. Cũng được, nếu ngươi cầm tìm thần cổ bàn, cũng coi là nho tổ năm đó lưu lại tín vật, ta mang ngươi đi gặp ta thần ấn tộc tộc trưởng. Hạc lão, nguyên bản khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông có chút gấp rút nói, hắn không hề cho rằng cái này hai người có tư cách đi gặp tộc trưởng. Lui ra, ông già lắc đầu một cái, canh kỹ nơi này, làm xong bổn phận. Khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông trên mặt đỏ trắng xen nhau, mi sắc tức giận hơn nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần hướng những thứ này thần ấn người giữ cửa khẽ mỉm cười, đi theo ông già phá không đi. Thằng nhóc, người thân xác và lực lượng cũng không tệ lắm. Ông già tựa hồ là vô tình nói, sư thừa nơi nào. Diệp Thần lắc đầu, cũng không phải là nho tổ nhất mạch. Trước vậy đao ảnh đụng, cũng may Diệp Thần luyện thể không ngừng, thân xác thân thể đã sớm vượt qua người thường. Ông già không nói gì thêm, sắc mặt ít nhiều có chút ngượng ngùng vẻ, dưới chân hư không. Một đoàn màu xanh linh khí, giống như tiên vân, đem ba người một đường mang vào chỗ sâu hơn khu vực. Nơi này linh khí là bọn họ thần ấn tộc mà sống, huyết thần thanh âm ở Diệp Thần thức hải bên trong vang lên, nơi này quy tắc, cùng trước màn hào quang trên quy luật lực nhất mạch tương thừa, chính là bọn họ ghé vào trên thân đao quy luật. Diệp Thần nhỏ nhẹ gật đầu, tỏ ý huyết thần tiền bối vạn sự chú ý. Cùng lúc đó, ngoại giới. Không nghĩ tới ngươi khôi phục lại nhanh như vậy. Cửu điên lau một tí máu tươi trên khóe miệng, cường đại khí tức hủy diệt chợt từ toàn bộ trong hư không vắt ngang ra. Diệp Thần bọn họ mở ra tầng thứ hai bình phong che chở, cửu điên nhưng vẫn kéo đạo vô cương hướng đông cương vực đi. Đạo vô cương mênh mông lôi đình lực, tàn phá ở toàn bộ hư không hoành, ngay tức thì bạo trào ra. Vậy mênh mông sấm sét thần lực ở hắn sau lưng điên cuồng ngưng tụ, ngay chớp mắt. Một tôn to lớn bao la, có chừng mấy ngàn trượng cao sấm sét thiên thần hư ảnh liền xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. To lớn kia lôi đình thân ảnh, quan sát cửu điên, giống như là nhìn bằng nửa con mắt con kiến hôi vậy. Vậy hư không dưới sâu không ra sấm sét cuồng bạo đã thúc dục phát, đạo vô cương sấm sét hơi thở vậy lấy vô cùng kinh khủng tốc độ tăng vọt. Ở lôi đình vô tận che giấu dưới, hắn hơi thở hiển nhiên đã đạt đến đỉnh cấp thái độ, mơ hồ để lộ ra vô thượng lôi đình pháp tắc. Thiên thần kia hư ảnh chút nào không đem cửu điên coi ra gì, hắn thân hình bạo ngược tới, trong tay sấm chớp mưa bão lực ngưng tụ ở một chút, một đạo sáng chói sấm sét ánh sáng bỗng nhiên bung ra. Cửu điên chính là hừ lạnh một tiếng, một cái cất bước, thân hình chớp động ở sấm sét thiên thần trước mặt, vô số hủy diệt quy luật, đem toàn bộ khu vực hóa là trắng bệch cảm giác, tất cả sắc thái nhưng vào lúc này, toàn bộ biến mất, cả thế giới, chỉ còn lại đen trắng. Ở lôi đình này thiên thần thần uy dưới, hủy diệt quy luật giống như từng đạo quỷ dị kiếm ảnh, chợt lóe lên. Đang! Một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, cửu điên đã đem tự thân huyết mạch lực thúc dục phát đến trình độ cao nhất. Kiếm quang cùng vậy sấm sét chính diện chống lại, uy thế kinh khủng hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch mở. Cửu điên trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, đạo vô cương thực lực lại tăng trưởng như thế nhiều. Hắn cũng không biết. Nho tổ hư ảnh đem đạo vô cương cứu đi sau đó, đem hắn trực tiếp ném tới sấm sét ngọn nguồn, bằng vào hắn cơ hồ hoàn mỹ sấm sét đặc thù linh thể, phối hợp hắn sấm sét nguyên nói, hắn tu vi tinh tiến, thực lực đột phá cực kỳ mau. Vù vù, nhỏ nhẹ thanh âm xé gió đột ngột vang lên, đạo vô cương trong mắt co rúm một cái, hắn đã thấy bên cạnh mình hư không, hủy diệt quy tắc ngưng tụ quy luật nhận chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, vậy trắng xám quy luật giống như xuyên sơn thế. Điên cuồng xuyên thủng hư không, hướng hắn nổ bắn ra tới. Lên! Sấm sét thiên thần trong tay nắm sấm chớp mưa bão lực trực tiếp ngang ngược chém vào hủy diệt quy luật nhận trên, vậy quy luật nhận hơi chấn động một chút, bị hất bay đến bên cạnh trong hư không, theo vậy sấm chớp mưa bão huy động, một đạo đặc thù quý tích, xuyên thủng toàn bộ hư không. Keng, keng, keng! Từng đạo kim loại đụng vậy thanh âm tiếp liền không ngừng vang lên. Mỗi lần đụng cũng đi đôi với hào hùng lực cạnh hướng bốn phía giật tản ra. Tốt lắm, cửu điên, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lúc ấy cho ngươi xuống độc,
cũng không có như thế dễ dàng rõ ràng à. Đạo vô cương thanh âm vang lên, giọng bên trong giống như địa ngục băng hạt, khạc âm lãnh lưỡi. Hừ, coi như không phải đỉnh cấp thực lực, giết người vậy như giết gà vậy. Cửu điên rên lên một tiếng, ở hắn xám thế giới màu trắng bên trong, trong tay hủy diệt quy luật lực, lần lượt đâm ra, so với trước đó càng nhanh mạnh cường đại hơn, lại biến hóa khó lường. Hồ đồ ngu xuẩn, đạo vô cương tính nhẫn nại đã dùng hết, nghĩ đến Diệp Thần có thể đã lấy được thần ấn, hắn cả người cũng không kềm chế được phiền não. Ngươi nếu khẩn cấp như vậy tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đạo vô cương tiếp tục lướt đi, giờ phút này hắn thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Trong nháy mắt, vậy sấm sét thiên thần tản ra vô số quy luật lực, đem vậy cửu điên áp chế lần lượt tháo chạy. Nếu như trước khi nói cửu điên và đạo vô cương còn miễn cưỡng ở một tầng thứ, lúc này, đạo vô cương ở quy tắc, ở đạo hiểu được, đã xa xa vượt qua cửu điên rất nhiều, hơn nữa cửu điên thực lực bị hạn chế bởi lần này vậy học trò hạ độc, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Hôm nay một thân một mình đối mặt đạo vô cương, không khác nào lấy trứng chọi đá. Sấm sét thiên thần bề mặt hào hùng sấm sét thần lực bùng nổ, vô cùng tinh thuần sấm chớp mưa bão, ở trước người hắn tạo thành một tầng sấm sét khôi giáp. Oanh! Một đạo sấm sét cuồng bạo lực, giống như liền vòng cung nỏ vậy, đâm xuyên qua cửu điên tầng tầng hủy diệt quy tắc. To lớn sấm sét thiên thần vung tay lên, mang vô thượng uy áp, hướng cửu điên đánh ra đi. Phốc! Trong hư không văng tung tóe ra một đạo máu đỏ dấu vết, cửu điên bóng người, đã hướng xuống đất té tới. Ở nơi này liền vòng đòn nghiêm trọng dưới, cửu điên hơi thở đã toàn bộ khô kiệt, thân thể huyết mạch toàn bộ lệch vị trí, lại không sức đánh một trận. Cửu điên tuyệt vọng nhìn một cái vậy sâu không thấy đáy tầng thứ hai bình phong che chở, trong lòng một hồi bi thương. Diệp thần, ta có thể làm chỉ có những thứ này, còn dư lại liền xem ngươi. Đạo vô cương điều khiển vậy sấm sét thiên thần, bước chân ở trong hư không phát ra rung động tiếng, đã hướng cửu điên tới. Cửu điên đôi mắt tới giữa lộ ra quấn quýt vẻ, nhưng là hôm nay hắn lưu lại, cũng bất quá là bỗng dưng gia tăng một cái mạng thôi. Rào rào. Trong hư không, vặn vẹo vách ánh sáng lộ ra một cái lối đi, cửu điên bóng người đã biến mất không gặp. Chạy. Đạo vô cương từ cánh mũi bên trong toát ra vẻ chế giễu thái độ. Mặc dù hắn cũng muốn đem vậy cửu điên chém tại dưới đao, nhưng là giờ phút này trọng yếu hơn chính là bắt được thần ấn. Gào thét lôi đình lực bọc lại hắn thân thể, trực tiếp hạ xuống ở đó đạo thứ hai bình phong che chở bên trong. Dám xông ta thần ấn tộc, bắt lại. Vô số ánh đao giống như là đang đợi hắn đến như nhau, ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, ti ti lũ lũ huỳnh quang lưỡi đao đã hướng hắn tới. Đạo vô cương thân hình chợt vừa lui, trong hư không sấm chớp mưa bão đụng vào cái này huỳnh quang lưỡi đao bên trên, có thể khổng lồ kia lực lượng đánh vào, cũng để cho hắn có chút thân hình không yên. Ta là nho tổ đệ tử, đặc biệt tới lấy thần ấn. Đạo vô cương hô, từ trong lòng ngực móc ra một quả nho tổ dấu vết, cho vậy thân mặc gia thú đám người xem. CMN, lại tới một cái mơ ước chúng ta thánh vật người. Giết hắn. Chân trước có Diệp Thần đột phá đám người phòng thủ, chân sau lại tới cái đạo vô cương, thần ấn tộc người lửa giận đã không cách nào át chế. Ta là nho tổ đệ tử, bái kiến các ngươi tộc trưởng. Đạo vô cương tiếng như chuông lớn, hướng vậy đám người hô, chỉ tiếc đám người này đã không có lý trí nghe hắn nói chuyện. Linh khí này có cổ quái. Đạo vô cương thân hình một lần, hắn có thể cảm giác được hắn thân thể bên trong huyết mạch lực, đang chậm rãi động lại, đất này để không gian tuyệt không đơn giản, nếu như chiếu này phát triển tiếp, hắn thực lực sẽ bị cái này quy tắc hạn chế, đại phúc hạ xuống. Nếu như các ngươi ngăn trở nữa ta, liền không nên trách ta không khách khí. Đạo vô cương gầm hét lên, cũng bị cái này thần ấn tộc người bước ra một chút lửa giận, một khi hắn thực lực hạ xuống, muốn đi vào liền khó hơn, trận chiến này phải mau sớm giải quyết. Hừ, chỉ bằng ngươi, vậy khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông trong tay đại đao phá vỡ hư không, không gian bên trong linh khí, đã bao trùm ở nơi này trên đại đao, vô cùng là sáng chói oánh oánh lục quang, đang leo liên hệ vậy đao ảnh, hướng đạo vô cương tới. Đạo vô cương sấm chớp mưa bão ai có thể. Ngang qua nơi tay, giống như đồ sộ chùy như nhau, gõ ở nơi này đao mang bên trên. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Sâu thẳm khô huyệt bên trong, vậy 10 phần cứng rắn trên vách đá, quanh quẩn vô số màu xanh linh khí, xa xa vừa thấy, giống như huỳnh quang cửa vậy, ở nơi này chỗ sâu lộ vẻ được các vị đột ngột,
Đoạn đường này đi tới, Diệp Thần không có phát hiện một bụi thực vật, coi như là hình dạng như lá cỏ hình dáng, cẩn thận tường tận, cũng bất quá là linh khí ngưng tụ ra dáng vẻ. Tộc trưởng, có người cầm tìm thần cổ bàn đi tới thần ấn tộc. Ông già cung kính ở khô huyệt cửa nói, không người tựa hồ ở chờ đến bên trong người trả lời. Vào đi, một đạo vô cùng là lăng liệt thanh âm, từ huyệt động kia sau đó truyền ra. Ông già hướng Diệp Thần và Huyết Thần làm một cái động tác mời, tỏ ý bọn họ hai người tiến vào hang động. Hang động bên trong trên vách đá, nạm vô số trong suốt linh khí vách đá đá, lóe ra sâu thẳm lục quang, tựa hồ là đèn chỉ đường. Chính là ngươi. Một tên ông già ngồi ngay ngắn ở một khối trên thạch đài, vậy thạch đài huỳnh quang tùy ý, linh lực bên trong cực kỳ đầy đặn, cùng bình phong che trở ra linh dịch giống nhau như đúc. Ừ, tiền bối, tại hạ Diệp Thần, là thần ấn tới. À, lão kia người mặc thanh bích sắc áo khoác, không hề nếu như không muốn hắn thần ấn tộc người như nhau, người khoác gia thú, không có xem Diệp Thần, mà là nhàn nhạt nói, người có tìm thần cổ bàn. Diệp Thần gật đầu, vậy một khối 10 phần nặng nề tìm thần cổ bàn, chỉ như vậy xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Ta là thần ấn tộc tộc trưởng Long Diệp Thiên, thần bảo vệ ấn đã là đếm không hết quang cảnh. Ông già vuốt ve cái này tìm thần cổ bàn, tựa hồ là đang cảm thụ trong đó hơi thở, từ cái đó rất xa thời đại chế tạo một khối tìm thần cổ bàn, ta cũng biết, một ngày nào đó, sẽ có người mang nó đến tìm ta. Tộc trưởng, trong cơ thể hắn là luân hồi huyết mạch, vị kia tên kêu Hạc lão ông già nhắc nhở. À, phải không, ngươi lại không phải nho tổ nhất mạch. Long Diệp Thiên có chút giật mình nhìn về phía Diệp Thần, mi sắc bên trong lộ ra mấy phần nghi ngờ. Năm đó nho tổ đã từng đang tìm thần cổ bàn sau khi làm xong hạ xuống thần ấn tộc. Vậy từng lưu lại hắn tín vật làm chứng, để cho bọn họ gặp tín vật giao ra thần ấn. Hắn từng lấy là, đến lúc đó tới lấy được thần ấn người, hẳn là nho tổ nhất mạch. Ta bây giờ đối với ngươi có chút tò mò, ông già nhìn về phía Diệp Thần thản nhiên ánh mắt, lộ ra lau một cái hiền hòa vẻ ôn nhu. Vãn bối con đường đi tới này, mục đích 10 phần thuần túy, chính là vì lấy lại thần ấn. Ha ha ha, ngươi có thể biết cái này thần ấn đối với ta thần ấn tộc mà nói ý vị như thế nào? Trước, bọn họ nói là thần ấn tộc thánh vật. Ngươi nếu biết, còn dám đánh ta thần ấn chủ ý, xem ra là không muốn ngươi mạng nhỏ. Lời của lão giả âm vừa chuyển, sắc mặt đổi được vô cùng là ngưng trọng, một cổ lạnh thấu xương sát ý, đánh vào hướng Diệp Thần. Diệp Thần ở hắn lạnh như băng nhìn chăm chú dưới, chỉ cảm thấy được quanh thân máu động lại. Lão kia người lần này sử dụng chính là như vậy đặc thù quy luật, hắn có thể cảm nhận được từng luồng uy năng đang tính toán xông phá hắn thân thể phòng ngự. Ta khuyên ngươi không muốn nhẹ lấy vọng động. Huyết Thần thấy Diệp Thần dị thường, trong tay trường kích đã xuất hiện, hướng ông già thì phải ngay đầu bạo khởi. Thần chí hỗn độn, thực lực 50%, ngươi không phải ta đối thủ. Huyết Thần mặt mũi cứng đờ, nhìn về phía ông lão ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn trí nhớ chưa khôi phục. Chỉ là người tầm thường, là tuyệt đối không thể chỉ bằng mắt thường liền phát hiện dị thường của hắn. Trước mắt cái này thần ấn tộc tộc trưởng, thực lực sâu không lường được. Người cũng không cần cảm thấy kinh ngạc, người tham dự qua chúng thần cuộc chiến, thực lực cảnh giới dĩ nhiên là trên ta xa, chỉ bất quá, các người hiện tại đợi địa phương là thần ấn tộc, là địa bàn ta. Diệp Thần khống chế được tự thân hành vi, tùy ý cái này ông già theo dõi, cũng không có phản kháng. Huyết Thần nhìn một cái Diệp Thần bình tĩnh diễn cảm, cũng bất đắc dĩ dừng lại đại kích trong tay. Tiền bối đối với ta không có ác ý, cần gì phải hơn lần dò xét. Diệp Thần cảm thấy vậy đạo tinh thần theo dõi đang từ từ yếu bớt, cái này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi có biết, trừ ta thần ấn tộc người, không có ai có thể ở chỗ này sinh hoạt, thậm chí rất nhiều người đều không cách nào bước vào nơi này. Ông già thu hồi vậy từng đạo quy luật, cái này mới chậm rãi nói. Nhân quả cơ duyên, nếu vãn bối đã đặt chân ở chỗ này, cái này thuyết minh vãn bối cùng thần ấn nhất tộc khá có duyên phận. Diệp Thần lộ ra một bộ ung dung tự tại thần thái, thần ấn nhất tộc nếu là thần ấn người bảo vệ, liền nhất định có bắt được thần ấn quy tắc. Long Diệp Thiên thần thái lộ ra một nụ cười châm biếm, tựa hồ là ở khẳng định Diệp Thần lời nói. Nhiều năm như vậy, bọn họ thần ấn nhất tộc một mực thần bảo vệ ấn, chờ đợi nho tổ trong miệng tìm ấn người. Tộc trưởng. Thần ấn là ta thần ấn tộc thánh vật, tuyệt đối không thể chơi cho người ngoài. Hạc lão mắt thấy tộc trưởng thần thái biến hóa, giọng bên trong toát ra khẩn trương ý. Không có sao,
Long Diệp Thiên giơ tay lên nhẹ nhàng hướng Hạc lão giơ giơ, tỏ ý hắn không nên gấp gáp. Những năm gần đây, thần ấn tộc tộc nhân ngày càng phồn thịnh, Long Diệp Thiên không hề muốn mang tất cả người cuộc sống ở cái này sâu trong lòng đất. Hôm nay có người tới bắt thất thần ấn, cùng bọn họ thần ấn tộc mà nói, hồi nào không phải giải thoát. Chỉ là, hắn nhưng không cách nào phán đoán, Diệp Thần có phải là nho tổ trong miệng tìm ấn người, dẫu sao hắn chỉ có tìm thần cổ bàn, không có nho tổ tín vật. Hạc lão, lại có một người cầm trong tay tín vật, nói đến cầm thần ấn. Vậy người mặc cáo trắng ra thú ông già, sắc mặt trầm xuống, ngày hôm nay cái này thần ấn tộc còn thật là khó khăn được náo nhiệt. Người đi xem một chút đi. Long Diệp Thiên gật đầu một cái, theo ngón tay chỉ, tỏ ý ông già đi ra ngoài xem. Hạc lão gật đầu một cái, thân hình thoáng qua đã rời đi hang động. Ta đây muốn xem, là ai ở ta thần ấn tộc ngang ngược. Hạc lão thanh âm truyền tới, những cái kia người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, người trước mắt này ra tay không lưu tình chút nào, bọn họ đã có hai cái huynh đệ, thiếu chút nữa liền mất mạng ở chỗ này. Hạc lão, ta thần ấn tộc tộc nhân, tổn thất thảm trọng. Vậy người đàn ông dẫn đầu mở miệng trước, chỉ nằm dưới đất hai người. To gan, Hạc lão thấy được bổn tộc tộc nhân bị thương, sắc mặt dâng lên vẻ tức giận. Tiền bối không muốn tức giận, ta cũng là không có cách nào, mới xuống nặng tay, đạo vô cương vội vàng đem nho tổ tín vật cầm ra, ta chuyến này, bất quá là lo lắng tộc trưởng bị tiểu nhân mê muội, đem thần ấn giao cho mang trong lòng không thể dò được người. Cho nên có chút nóng này. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha tương đương sao đát. À, Hạc lão ánh mắt như đuốc nhìn về phía đạo vô cương, hắn trong miệng mang trong lòng không thể dò được người, chắc là Diệp Thần. Tiền bối, đây là gia sư nho tổ tín vật, gia sư giao cho ta lúc đó, đã từng nói, cầm thơ vật và tìm thần cổ bàn, tộc trưởng liền sẽ đem cái này thần ấn giao cho ta. Đáng tiếc, tìm thần cổ bàn bị người cướp đi. Bất quá là lời một bên của ngươi, Hạc lão lắc đầu một cái. Có phải là của ta hay không lời của một bên, thấy tộc trưởng tự nhiên có chút kết quả cuối cùng. Để cho hắn đến đây đi. Một đạo u viễn thanh âm, từ đàng xa truyền tới. Hạc lão tuy xem không thấy tộc trưởng, vẫn còn là hơi khom người nghe chỉ, dẫn đạo vô cương hướng Long Diệp Thiên hang động đi tới. Đa tạ tộc trưởng, đạo vô cương hướng phương xa từ từ một bái. Vội vàng đuổi theo Hạc lão bước chân. Tộc trưởng, tại hạ nho tổ đệ tử đạo vô cương, phụng gia sư mệnh lệnh, tới lấy được thần ấn. Ngươi cũng là tới lấy thần ấn, Long Diệp Thiên quay đầu nhìn xem đạo vô cương, hắn hơi thở căn nguyên là sấm sét, xác thực như vậy là nho tổ đệ tử. Đây là gia sư cho cùng ta tín vật, đạo vô cương cầm trong tay tín vật đưa cho Long Diệp Thiên, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt mang theo mấy phần nhìn bằng nửa con mắt thái độ. Cái này quả nhiên là nho tổ đồ, Long Diệp Thiên thần niệm ở đó tín vật bên trên đảo qua một cái, vô thượng nho tổ hơi thở bao trùm trong đó, như giả bao đổi tín vật. Tộc trưởng, cái này hai người ăn cắp ta tìm thần cổ bàn, lúc này lại là cướp trước một bước đi tới nơi này, muốn tìm được thần ấn, giáp tâm không thể dò được, mong rằng tộc trưởng giúp ta giúp một tay, đem hai người này lùng bắt. Diệp Thần nhìn về phía đạo vô cương ánh mắt có chút lạnh như băng, lần này hắn lại đứng ở chỗ này. Vậy thuyết minh cửu điên không chết cũng bị thương. Cửu điên đâu, ngươi cầm hắn như thế nào? Diệp Thần chất vấn nói. Ha ha ha, đạo vô cương tùy ý ngông cuồng cười, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút chế nhạo, đó bất quá là cái phế vật, nếu như không phải là ta nóng lòng tới chém chết các ngươi hai người, hắn đã sớm chết rồi. Diệp Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may cửu điên không có bị hắn giết chết. À, như vậy. Xem ra ngươi là đối với thần ấn càng coi trọng hơn. Đó là tự nhiên, cái này vốn là gia sư vật, ta bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Ngươi luôn miệng nói thần ấn là nho tổ vật, ngươi như thế nào chứng minh? Diệp Thần lộ ra một nụ cười, cười mỉa nhìn đạo vô cương. Tộc trưởng, vô cương không dám lừa gạt ngài, năm đó sư phụ quả thật đã thông báo, phải dẫn tìm thần cổ bàn và tín vật tới, đạo vô cương nói xong. Lộ ra một chút lạnh như băng nhìn bằng nửa con mắt cảm giác, bị cái này tặc nhân ăn cắp tìm thần cổ bàn, mong rằng tộc trưởng làm chủ. Long Diệp Thiên trầm ngâm nói, các ngươi hai người một người cầm một kiện vật phẩm tới, lão phu ở lâu thần ấn chi địa, không biết cái này ngoại giới sự tình phát sinh, không cách nào phán đoán các ngươi nói thật giả. Tộc trưởng, ta là nho tổ đệ tử, ta huyết mạch linh khí đủ để chứng minh.
Đạo Vô Cương có chút nóng nảy, không nghĩ tới cái này thần ấn tộc tộc trưởng như vậy trong sạch không phân chia, lại coi thường mình nho tổ đệ tử thân phận. Tộc trưởng, nhưng có những thứ khác phân biệt phương pháp. Diệp Thần ngược lại là thong thả nói, vẫn là cung kính nhìn về phía Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên ánh mắt quét về phía hai người, so với Đạo Vô Cương hùng hổ dọa người, Diệp Thần như vậy đúng mực hình dáng, để cho hắn càng thích một ít. Vậy không phải là không có biện pháp, Long Diệp Thiên nói. Tộc trưởng ngài phải nghĩ lại à, Hạc lão có chút thanh âm run run vang lên, người khác không biết, hắn nhưng mà rõ ràng, toàn bộ thần ấn tộc linh khí, toàn bộ là vì cái này thần ấn, một khi thần ấn bị lấy đi, bọn họ đem lại cũng không thể ở nơi này không gian bên trong ở lại. Nhưng mà như muốn cử tộc rời, này cùng quyết định trọng đại, để cho tất cả tộc nhân rời đi cố thổ, không giống trò đùa à. Tốt lắm, người đi xuống trước đi. Long Diệp Thiên lắc đầu một cái này thế hệ trước thần ấn tộc thói quen liền ở chỗ này sinh tồn, nhưng là trẻ tuổi một đời, càng cần hơn có rộng lớn thiên địa. Diệp Thần tuổi tác như vậy đã có như tài nghệ như vậy, nhưng nếu không có quy tắc áp chế, nói không chừng có thể cùng Hạc lão sánh vai, nhìn lại thần ấn tộc hậu bối. Có thể đến chấn thủ môn hộ, đã cảm thấy là cao nhất quang vinh. Một mực được bảo vệ môn nhân, là không thể lớn lên. Hạc lão nhìn Long Diệp Thiên có chút quyết tuyệt sắc mặt, vậy không dám nói gì nữa, vội vàng thối lui ra hang động. Tộc trưởng, không biết ngài có biện pháp gì đâu. Đạo Vô Cương không kềm chế được hỏi, hắn đã âm thầm quyết định chủ ý, một khi lấy được thần ấn, liền mượn dùng thần ấn uy năng, đem Diệp Thần hoàn toàn vẫn giết. Đợi trở lại Đông Cương vực sau đó, cửu điên vậy con chó giả, vậy cùng nhau quy về Tây Thiên. Người vậy không cần nóng lòng. Long Diệp Thiên chậm rãi đứng thẳng lên, hướng Diệp Thần và Đạo Vô Cương phất phất tay, tỏ ý bọn họ hai người đến gần, lại quay đầu nhìn về phía Huyết Thần, người không hề quan chuyện này nhân quả, ngay tại này chờ đi. Huyết Thần cũng không nói nhiều, tự đi tìm một băng đá ngồi lên, từ từ hòa tan huyết mạch trong cơ thể ngưng tụ cảm giác. Sau đó, Long Diệp Thiên cánh tay lộn một cái, nguyên bản hắn thạch đài sau thạch bích, lại xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa cửa. Vào đi! Đạo Vô Cương quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, cùng Diệp Thần sát vai mà qua lúc đó, dì tai nói, thằng nhóc, ngươi cẩn thận một chút, ta lập tức sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chết sau còn sống dễ dàng. Nói xong thân hình dẫn đầu đi tới trước cửa, đẩy cửa vào. Diệp Thần tự nhiên sẽ không cùng hắn vậy kiến thức, khẽ mỉm cười. Vậy đi theo Đạo Vô Cương tiến vào đạo không này gian. Huyệt động này bên trong hiển nhiên có động thiên khác, một khối trăm trượng vuông không gian nhỏ, phơi bày ở bọn họ trước mắt, cái này trong không gian nhỏ có đứng thẳng một cái tượng Phật. Đây là ta thần ấn tộc lớn nhất bí mật, Long Diệp Thiên chỉ tượng Phật nói. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, xem ra tượng Phật này cùng thần ấn nhất định có chút câu liền. Ta thần ấn tộc tộc nhân thực lực, các người xem đến. Nếu như không phải là bởi vì có cái này quy tắc hạn chế, bọn họ chỉ có thể coi như là trung đẳng, nhưng là vì thần bảo vệ ấn, cái này toàn bộ lòng đất không gian, cũng hiện đầy không gian kết giới, hơi không lưu ý, cũng sẽ bị cuốn vào vô tận trong hư không, ở năm tháng sông dài bên trong mất đi thần trí.